ba kẻ diễn trò. Bốn pháp sư hộ quốc khoanh tay, liếc mắt nhìn Tử Y Hầu rồi nhìn sang Ân Chú, lại ngó qua Ân Minh. Ba kẻ này thật ăn ý, trong thời khắc then chốt cũng biết phối hợp nhau để nhốt Cơ Ngân vào tù, cùng phô bày khả năng diễn xuất nhỉ. Họ nhìn ra, chẳng lẽ Dương Huyền Tông và mấy người kia không nhìn ra? Thậm chí họ còn nghi ngờ, Tử Y Hầu và Ân Minh đã thông đồng từ trước, hợp sức đặt bẫy. Một người ép Cơ Ngân phạm tội, một người phụ trách bắt người, chỉ cần gây sự ở đế đô thì sẽ do Tử Y Hầu quản lý, vừa hợp tình hợp lý vừa danh chính ngôn thuận. Vào hình tháp rồi, không thể do Thiên Tông quyết định được nữa. Tử Y Hầu muốn xử lý Cơ Ngân trong hình tháp, dễ như trở bàn tay. Ta không có ý kiến gì. Mấy cái tuổi danh đã sắc láo không kiêng nể ai thế này, phải thẩm vấn đàng hoàng. Cứ ăn vài trận đòn trong tù là sẽ nhớ đời ngay. Sau phút im lặng, hiện trường nổi lên những lời xì xào không ngớt. Ngô gia, Tử gia và Mộ Dung gia là bên vui vẻ nhất, trong trận hỗn chiến này họ là kẻ bị hại, có quyền lên tiếng, mà lời nói của họ toàn nhằm vào Cơ Ngân. Đôi bên có ân oán riêng, họ chỉ mong Cơ Ngân bị phạt. Tốt nhất là vào tù rồi đừng ra nữa. Hậu bối so tài với nhau, không cần thiết phải vào hình tháp chứ, Linh Lung nói. Dám quậy phá đế đô, hoàn toàn cần thiết đấy, người của phủ đại tế ti đồng loạt mắng lại. Nếu không phải Ân Minh gây sự, làm sao có cục diện này, đám đông trưởng lão của Thiên Tông lạnh lùng đáp. Nói thì như thế, nhưng Cơ Ngân quả thực cũng có tham gia. Ngươi, hai bên lại bắt đầu dương cung bạt kiếm, còn có xu thế đánh nhau. Bầu không khí tại hiện trường thoáng chốc như đông đặc lại, cục diện cũng rất căng thẳng. Ta sẽ vào hình tháp. Bầu không khí đang trên đà đè nén thì Triệu Bân nhún vai nói. Nghe vậy, Dương Huyền Tông và những người khác chỉ thấy tim gan thắt lại, thằng bé này, sao còn xông vào chỗ hiểm chứ? Tốt lắm, Tử Y Hầu hừ một tiếng, trói hắn lại cho ta. Mệnh lệnh ban xuống, hai hoàng ảnh vệ đồng loạt tiến tới định bắt Triệu Bân. Đợi đã, Triệu Bân bổ sung thêm một câu. Còn điều gì muốn nói, Tử Y Hầu chắp tay sau lưng. Ngươi, không có tư cách thẩm vấn ta, Triệu Bân phủi phủi bụi trên vai. Ta không có tư cách thẩm vấn ngươi, ánh mắt của Tử Y Hầu trở nên sắc bén, uy nghiêm hiển hiện, sát ý lạnh như băng. Ngươi thông đồng với kẻ địch bán đứng quốc gia, thẩm vấn ta thì không hợp lý lắm nhỉ, Triệu Bân điềm nhiên nói. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người run rẩy. Đến cả người đứng hóng chuyện xung quanh cũng cuống cuồng. Triệu Bân đúng là không nói thì thôi, nói ra khiến người ta khiếp hãi. Tử Y Hầu là ai chứ? Sư đệ của Hồng Tước, nhân vật tầm cỡ lão tổ, thế mà bị nói là thông đồng bán nước. Chỉ riêng điều này thôi, Tử Y Hầu cũng có thể dùng một chưởng đánh chết hắn rồi. Đùng! Bầu trời rung chuyển vì uy thế của Tử Y Hầu, phủ Tử Y Hầu vốn đã biến thành đống đổ nát. Này đóng băng từng tấc một với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nếu không phải vì sát ý quá mạnh, cũng không thể đóng băng cả trời đất. Thế cũng đủ biết, Tử Y Hầu giận dữ tới mức nào. Đừng nói tới người hóng chuyện, đến cả Dương Huyền Tông, Linh Lung, Ân Chú và Pháp Sư Hộ Quốc cũng cảm thấy cực kỳ đè nén. Triệu Bân lại rất vững vàng, thần thái thong dong. Ta muốn lý luận cùng ngươi, thế mà mụ nội ngươi, ngươi dám chơi xỏ ta. Đã thế thì đừng trách ta đổ vấy đổ vá cho ngươi, lại còn định lừa ta vào hình tháp, ngươi thiếu liêm sỉ đến thế à? Trên thực tế, từ khi Ân Minh mời hắn uống rượu, hắn đã nghĩ tới một kết cục nào đó, bởi Tử Y Hầu thông minh lắm. Hợp tác cùng Ân Minh lừa hắn là giả nhưng ép hắn phạm tội là thật, đây là bẫy trùng bẫy, hắn đã nhìn ra từ lâu rồi. Chỉ cần hắn dám phạm tội, Tử Y Hầu sẽ có quyền bắt hắn. Và lại, lão còn lấy cái cớ chấp pháp công bằng nữa kìa. Tử Y Hầu muốn trộm gà, nhưng hắn cũng không ngốc nghếch. Đối phương có kế sách, hắn có mưu lược. Nếu không có đối sách, hắn dám đánh nhau cùng Ân Minh hay sao? Tiểu bối, không thể nói lung tung được. Người lên tiếng là một ông già mặc áo đen tại hiện trường đúng chuẩn một cao thủ đạt định chuẩn thiên, bối phận khá cao, đại hạ sở hữu 5 các thủ thiên và gồm Hồng Uyên, Hồng Ước Quỷ Minh, Phô Mi Đạo Nhân và Lào Tổ Huyền, mà ông ta là sư đệ của Lào Tiểu Huyền. Bối phận sẽ sở ra đây cũng là nhân vật tầm cờ Lào Tể Hàng thật giá thật khả năng chiến đấu tất nhiên sẽ không yếu. Khi nói chuyện, ông ta còn dùng tới một chút khi thế khiến Sati và uy lực của Tử Y Hầu bị ông ta loai bo hết sạch. Đúng hay không đúng, cứ kiểm tra là biết, Triệu Bân khoanh tay nói rồi, hắn còn liếc mắt nhìn biến pháp sư hệ quốc. Bốn lão già này rất xuất sắc,
nếu hợp lực có thể dùng tới đại trận soát hồn. Tử Y Hầu có thông đồng bán nước hay không, hắn không biết, nhưng hành vi chắc chắn không sạch sẽ. Nếu hôm nay đã dùng tới chấp pháp công bằng, vậy thì vài tội danh nào đó cũng đủ cho Tử Y Hầu nghẹn họng rồi. Chỉ cần vài tội danh nào đó, lão không còn tư cách làm thống soái của Hoàng Ảnh Vệ nữa. Nếu không còn tư cách làm thống soái Hoàng Ảnh Vệ, lão cũng không còn tư cách thẩm vấn hắn, càng không đủ tư cách tống hắn vào hình tháp. Bẫy trùng bẫy ấy mà. Người biết đào bẫy, ta biết phá bẫy, xem đạo hạnh của ai cao hơn. Bốn vị pháp sư hộ quốc ho khan, sao tự dưng lại lôi họ vào. Cơ Ngân, người thích chết à? Tử Y Hầu đột ngột hét lên, lão không kìm nén được lửa giận nữa, cố gắng ra tay định giết Triệu Bân. Thấy vậy, Dương Huyền Tông và những người khác cũng dục dịch. Nhưng có người còn nhanh nhẹn hơn họ, chưa gì đã chặn trước mặt Triệu Bân, toàn là cao thủ chuẩn thiên, số lượng áp đảo, bối phận ngang hàng với Hồng Uyên, đồng thời còn là dòng chính của Quỷ Minh, Vô Mi Đạo Nhân và Lão Tổ U Huyền. Ở đế đô, họ nắm giữ các chức vụ quan trọng, ít nhiều gì cũng có binh quyền. Họ nhảy ra khiến người trong thiên hạ thấy bất ngờ. Dòng chính của ba cao thủ thiên võ lại giúp thánh tử của Thiên Tông giải vây, đây là lương tâm mách bảo à? Đáp án là phủ định. Dòng chính của ba cao thủ thiên võ không rảnh rỗi tới vậy đâu. Sở dĩ họ giúp Triệu Bân vì cũng có tính toán, tên ngu cũng biết, Cơ Ngân vào hình tháp thì đừng hòng chui ra. Chuyện khác không bàn đến, nhưng Tử Y Hầu sẽ cướp thánh thú Kỳ Lân của Cơ Ngân. Đây là chuyện tốt, họ sẽ không để Tử Y Hầu được lợi. Cấp trên đã dặn rồi, tìm thời cơ cướp thánh thú. Nếu Cơ Ngân bị áp giải vào hình tháp thì còn cướp cái gì nữa? Nếu Tử Y Hầu trở thành túc chủ của Kỳ Lân, lão có thể đối đầu trực diện với cao thủ thiên võ. Đợi khi chiến tranh kết thúc, họ muốn cướp lại cũng khó lắm. Tuy rằng họ cũng muốn Cơ Ngân chết, bởi vì tiềm lực của tên này quá kinh khủng, nhưng hắn chết cũng phải chọn chỗ mà chết. Chết ở bên ngoài thì không sao, tuyệt đối không thể chết trong hình tháp. Suy cho cùng, họ vẫn muốn lấy thánh thú. Tử Y Hầu bị đẩy lùi, lão bỗng nghiến răng nghiến lợi, các ngươi. Nóng lòng muốn động thủ như thế, là định giết người diệt khẩu à? Không làm chuyện trột dạ thì sợ gì quỷ tới tìm, có thông đồng bán nước hay không, chỉ cần soát hồn một phen là biết rõ thôi, ba nhánh chính của cao thủ thiên võ cười khẩy. Định tống Cơ Ngân vào hình tháp, định lấy trộm thánh thú Kỳ Lân, tưởng bọn ta là đồ trang trí à? Keng! Đáp lại lời họ là tiếng kiếm ngân. Tử Y Hầu giận dữ, mặt mũi vặn vẹo, thanh kiếm trên tay cũng rung lên bần bật. Lão xách kiếm ra cũng được thôi, nhưng Hoàng Ảnh Vệ xung quanh cũng đồng loạt tiến lên và rút binh khí ra. Dòng chính của ba cao thủ thiên võ cũng không sợ, cường giả của họ cũng đang bao vây bên ngoài. Ba bên hợp lại, đội hình không thua gì Hoàng Ảnh Vệ. Khí thế đối đầu khiến vùng trời đang tĩnh lặng lại lần nữa vang lên những tiếng nổ đi đùng. Triệu Bân nhìn thấy, nhưng cảm xúc chẳng hề thay đổi. Điều này nằm trong dự đoán của hắn. Thế lực ở Đại Hạ ăn sâu bén rễ cực kỳ phức tạp. Tuy rằng Tử Y Hầu cai quản Hoàng Ảnh Vệ, nhưng không có nghĩa rằng lão là lớn nhất. Hắn rất cơ trí, cũng biết nắm bắt tâm lý kẻ khác. Dòng chính của ba cao thủ thiên võ sẽ không để hắn vào hình tháp đâu, chẳng phải vì muốn cứu hắn, mà là không để Tử Y Hầu được lợi. Nói trắng ra, là do lợi ích ép buộc. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Mượn nhờ uy thế từ dòng chính của ba cao thủ thiên võ, chèn ép Tử Y Hầu, tiện thể phá thế cục này, quá phù hợp. Nếu không có chút giác ngộ này, hắn cũng không dám lượn lờ ở đế đô. Dương Huyền Tông và Linh Lung trông thấy cũng phải nhíu mày. Xem ra chuyện ngày hôm nay tới đây mới đúng là cao trào. Theo lập trường mà nói, họ nên đứng về phía Tử Y Hầu, cùng đối đầu với dòng chính của ba cao thủ thiên võ. Dù sao thì họ cũng thuộc về phái hoàng tộc. Thế nhưng họ không định làm vậy. Là Tử Y Hầu làm sai trước, đặt bẫy Cơ Ngân trước, còn định chèn ép thánh tử của Thiên Tông tới chết. Cách làm không màng tới đại cục này tiêu hao khả năng chiến đấu của hoàng tộc, có ngu mới giúp lão. Muốn cứu Cơ Ngân thì lập trường của họ tạm thời phải thay đổi, phải liên thủ với dòng chính của ba cao thủ thiên võ, cùng gây sức ép cho Tử Y Hầu. Nếu thực sự phải đối đầu thì Hoàng Ảnh Vệ cũng không đủ dùng, Thiên Tông căn cơ vững mạnh, mà căn cơ của ba dòng chính cũng đủ vững mạnh. Đôi bên liên thủ hoàn toàn có thể đàn áp được Tử Y Hầu. Cục diện có vẻ mất khống chế. Các pháp sư hộ quốc nhíu mày, định đọ sức chiến đấu đấy à? Ân Minh có vẻ mờ mịt,
hắn ta một lòng chỉ muốn Triệu Bân chết sớm đi, còn chưa nhận ra được tương quan lợi và hại. Hắn ta không hiểu chứ ân chú hiểu rất rõ, đây là do lợi ích xúi dục. Lão ta đã đánh giá thấp quyết tâm của ba dòng chính rồi, mẹ kiếp, dám nhảy ra gây rối vào lúc này. Ngồi xuống thương lượng rồi chia chắc chiến lợi phẩm chẳng tốt hơn sao? Sắp khai chiến à? Đám người hóng chuyện nhìn không chớp mắt, chỉ sợ lơ là chút thôi là bỏ lỡ tiết mục đặc sắc. Lúc hóng chuyện, họ cũng chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ có ẩu đả. Đội hình của đôi bên quá lớn, một khi đánh nhau, động tĩnh sẽ không nhỏ, ai chạy chậm sẽ chết oan đấy. Tử Y Hầu đứng trên đống đổ nát, hai mắt đỏ ngầu. Ở phía đối diện, dòng chính của ba cao thủ thiên võ cũng cười khẩy. Họ âm thầm đối đầu với nhau cũng đủ khiến bầu trời đi đùng sấm chớp. Dừng tay. Bốn pháp sư hộ quốc hừ một tiếng, cưỡng ép chen chân vào. Nếu họ thực sự khai chiến, đế đô sẽ bị hủy hoại ngay lập tức. Họ chen chân vào rất đúng lúc đúng chỗ, coi như tìm lối thoát cho cả hai bên. Cục diện rằng con này rất khó thu dọn, chủ yếu là thủ đoạn của Cơ Ngân quá cao minh. Tội danh thông đồng bán nước này khiến cho một số người nào đó có lý do chính đáng để nhúng tay vào, chẳng lẽ họ thực sự phải dùng soát hồn để đối phó với Tử Y Hầu. Nếu soát thật, có trời mới biết lão sẽ bị lột trần bao nhiêu tội danh, chỉ một tội thôi cũng đủ khiến lão chịu không nổi. Hậu bối đọ sức, không cần thiết phải vào hình tháp đâu. Dòng chính của ba cao thủ thiên võ điềm tĩnh nói, họ rất nể mặt các pháp sư, chủ động thu liếm trước. Tử Y Hầu không nói gì. Gương mặt méo mó trông rất đáng sợ, nhưng vì lão im lặng, nên người ngoài cũng thầm hiểu rằng lão đồng ý rồi. Không đồng ý mà được sao? Lão thần cơ diệu toán cũng vẫn có sơ sẩy, đánh giá thấp mấy lão già này, toàn kẻ biết hôi của lúc cháy nhà, chọn đúng thời cơ để gây rối. Tài sản bị phá hỏng, hai người phải đền. Thấy đối phương đã dừng tay, pháp sư hộ quốc lại nhìn về phía Ân Minh và Triệu Bân, mặt mũi xa sầm rất khó coi. Hai thằng nhãi danh không chịu yên phận này, không chỉ náo loạn đế đô mà suýt nữa còn gây ra một trận chiến. Ân Minh nghiến răng nghiến lợi, thần thái chẳng khác nào Tử Y Hầu. Hắn ta không cam lòng, tưởng như Triệu Bân sắp phải vào hình tháp rồi mà vẫn có biến cố. Mấy lão già này, ngày thường gây sự với Thiên Tông, đến lúc mấu chốt lại hợp lực gây sức ép cho họ. Đền thôi, Triệu Bân không phản đối. San bằng đệ phủ của người ta rồi. Không đền bù thì đúng là không xong chuyện. Nhưng đền cũng phải xem sẽ đền thế nào, phải chia chính phủ. Là do Ân Minh gây sự trước, nếu phải định tội, hắn chỉ là tòng phạm, còn tên kia sẽ là chủ mưu, thế nên hắn chỉ bồi thường đúng một phần trên 10, thêm một xu cũng không có. Ai bảo ngươi bẫy ta nè, cho ngươi đền chết thì thôi. Ân chú phải ôm ngực. Cháu trai lại kiếm cho lão ta một đơn hàng mới, phe này lại phải rút ruột ra rồi. Về Thiên Tông, Dương Huyền Tông kéo theo Triệu Bân, quay người bỏ đi. Trước khi đi, ông ta để lại một sấp ngân phiếu coi như đền bù thay Cơ Ngân, cầm lấy mà sửa nhà nhé, đừng khách sáo. Phen này họ đi, không ai ngăn cản. Nếu còn ngăn cản thì mọi thứ quay về vạch xuất phát. Người trong thiên hạ đứng hóng mà cảm thán, chủ yếu là cảm thán vì Triệu Công Tử, tên này là gan te bằng trời không ai ngờ rằng hắn sẽ gán tội thông đồng bán nước cho Tử Yêu. Hắn gần tội cùng được thôi nhưng còn lôi thêm được một đống lão già ủng hộ Cơ Ngân, rõ ràng muốn đối địch với Tử Yêu. Tuy rằng họ cùng không hiểu lắm nhưng chiêu trò của Cơ Ngân đúng là rất lưu mạnh, sợ rằng sau này Tử Yêu sẽ không tử tế nữa. Trên thực tế, dù không có chuyện ngày hôm nay, Lào cũng không tử tế. Mối thù của Tử Y Hầu và Cơ Ngân đã có từ lúc dùng đến đại trận soát hồn rồi. Đừng đứng ngây ra đó, cầm tiền đi. Dương Huyền Tông và mấy người kia đi rồi. Nhưng một số người chưa đi. Ví dụ như bốn đại pháp sư, họ đang nhìn ân chú, gương mặt xa sầm. Phá hủy phủ đệ của bọn ta, phải đền tiền. Người có phủ đệ gặp nạn cũng chưa đi, họ đang đợi đền tiền kia kìa. Nhất thời, phủ đại tế thì biến thành mục tiêu chung của đám đông. Mặt mũi Ân Minh cực kỳ vặn vẹo, ánh mắt hắn ta nhìn Tử Y Hầu cực kỳ khó coi. Tử Y Hầu còn giận dữ hơn, đã chủ tính đến thế rồi, chỉ còn thiếu một bước. Làm sao có thể cam tâm? Không có tiền. Viết giấy nợ. Đây là lời hồi đáp của ân chú. Trong mắt người ngoài, chắc hẳn câu này chẳng có vấn đề gì. Đại tế ti bị Cơ Ngân vòi vĩnh, cộng cả thầy cũng 18 tỷ, e là hết tiền thật rồi. Họ tin chứ mấy lão già kia không tin. Đại tế ti của hoàng tộc mà. Người có tiền,
sao có thể viết giấy nợ được chứ? Ở bên này, đám người Dương Huyền Tông đã ra khỏi đế đô. Cơ ngân được vây ở giữa như một bảo bối, dọc đường bị ngắm nghía từ đầu đến chân mấy chục lần. Các lão bối chẹp miệng cảm thán, cứ tưởng là cục diện bế tắc, không ngờ tên này dở trò, suýt nữa khiến nội chiến của đại hạ được nổ ra trước thời hạn. Là họ bẫy ta trước. Triệu Bân trầm ngâm nói, ngoài mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Ân Minh không cam tâm, Tử Y Hầu không cam tâm, hắn cũng không cam tâm. Trước đó hắn dùng tới sấm sét, chỉ còn một chút xíu nữa là có thể tiêu diệt Ân Minh, thế mà bị tiên trận trói buộc, làm hỏng chuyện lớn. Xem ra ngày sau tới đế đô thực sự phải khiêm tốn rồi, căn cơ của đại hạ thực sự rất mạnh. Còn nữa, vài kẻ nào đó vẫn luôn nghĩ cách bẫy hắn. Mỗi lần tới đế đô, hình như luôn có bẫy dập đang đợi hắn. Ép ta phải ám sát chứ gì? Triệu Bân thầm nghĩ, phải đổi đường lối rồi. Hắn vẫn sẽ tới đế đô, công khai không được thì âm thầm. Có thuấn thân thiên nhãn, đa số kẻ địch chỉ cần tới một nhát kiếm, mục tiêu đầu tiên là Tử Y Hầu. Sau khi tiến vào Thiên Tông, họ được muôn người ngắm nghía. Nói đúng hơn, Triệu Bân được ngắm nghía. Chuyện náo loạn đế đô, ai cũng nghe qua rồi, còn chuyện sau đó cũng được nghe ngóng không ít. Phen này thánh tử gây ra động tĩnh lớn thật, đến cả Tử Y Hầu cũng chịu thiệt, còn suýt gây ra chiến tranh. Bất kỳ ai cũng không được ra khỏi tông. Sau nhiều ngày, Dương Huyền Tông lại hạ lệnh như vậy. Tử Y Hầu có thù sẽ báo, chưa biết chừng còn ra tay với người của Thiên Tông, cứ cẩn thận vẫn hơn. Triệu Bân được đưa lên núi trưởng giáo. Hắn bị mấy lão già vây quanh, nghiêm túc dạy dỗ hắn một bài học, về cơ bản là ngoan ngoãn ở nhà đi, đừng ra ngoài dạo chơi nữa. Lần nào cũng gây ra động tĩnh lớn, trái tim bé nhỏ của bọn ta không chịu nổi đâu. Không chạy loạn nữa đâu, Triệu Bân gật đầu rất trịnh trọng. Họ chỉ nghe cho có, họ thà tin lợn nái biết leo cây còn hơn tin hắn sẽ ngoan ngoãn ở nhà. Lời nói của người nào đó cứ coi như gió thoảng qua tai thôi. Màn đêm ập xuống, đám đông mới chịu giải tán, Triệu Bân mới được xuống núi. Đi cùng hắn còn có Vân Yên. Khác với mọi người, dường như đêm nay cô ta im lặng hơn nhiều. Chuyện ở Thành Thiên Tuyệt trước đó vẫn còn lặp lại trong đầu, đồ đệ của cô ta muốn giết chị gái của cô ta. Nhắc tới chị gái, Vân Phượng tới rồi. Ở lối rẽ dưới chân núi, vô tình gặp Vân Phượng và Liễu Như Nguyệt. Vân Yên thoáng nhíu mày, vô thức nhìn về phía Triệu Bân. Triệu Bân nhìn chằm chằm vào Vân Phượng không hề chớp mắt, trong đôi mắt không có tình cảm, chỉ có sát ý tiềm tàng. Vân Phượng nhíu mày, bị Triệu Bân nhìn mà toàn thân không thoải mái. Liễu Như Nguyệt không hiểu gì, chỉ cảm thấy bầu không khí rất kỳ quặc. Triệu Bân không nói gì, lướt qua người họ. Lại tới lối rẽ ở chân núi, hắn và Vân Yên chia nhau ra. Nhân lúc trăng sáng, hắn lại vòng về, đuổi theo Vân Phượng. Đợi khi đuổi tới nơi, hắn nhìn theo Vân Phượng tiến vào cấm địa của Thiên Tông, có vẻ như định tới cấm địa để luyện. Thế là không thể hành thích được rồi. Cấm địa của Thiên Tông, không phải ai muốn vào cũng vào được. Ngươi cũng trừ lại chút thể diện cho vi sư, không giết nàng ấy trước mặt ta, có giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Tất nhiên là Vân Yên. Triệu Bân đột ngột quay đầu, cô ta cũng vậy, lặng lẽ theo sau hắn. Triệu Bân không hề phát giác, cũng có thể vì toàn bộ tâm trí hắn đang tập trung ở chỗ Vân Phượng nên ngó lơ mọi cảm nhận. Sư phụ, uống một chén đi. Được. Sau cuộc đối thoại đơn giản, hai người lại ngồi với nhau. Triệu Bân đã nhiều ngày chưa về đỉnh Tử Trúc, nó vẫn giống như trong trí nhớ của hắn, lặng lẽ và yên bình. Dưới gốc cây, sư đồ ngồi đối mặt, hương rượu thơm ngào ngạt. Dưới ánh trăng, cả hai đều im lặng. Có lẽ vì Vân Yên muốn say một trận, cô ta uống hết chén này đến chén khác, say đến mức ý thức mông lung. Đêm khuya thanh vắng, cô ta say thật rồi. Sư phụ, đắc tội rồi. Triệu Bân nói rồi châm đầy thêm một chén nữa cho Vân Yên. Lần này không phải rượu, mà là nước, một chén nước phong tình. Một số ân oán, Vân Yên đừng nhớ tới thì tốt hơn, ví dụ như chuyện hắn muốn giết Vân Phượng. Một chén nước phong tình khiến Vân Yên ngủ rất say. Triệu Bân đưa cô ta về phòng rồi lặng lẽ xuống núi. Đêm nay, đỉnh Thanh Vũ lặng như tờ. Thanh Giao và Mục Thanh Hàn vẫn ở Thành Thiên Thu chưa quay về. Cả ngọn núi cũng chỉ có mình hắn ngồi uống rượu dưới gốc cây. Đêm thứ hai mới thấy hắn xuống núi,
trong âm thầm có không ít người đi theo, nhưng đi được một lúc thì không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Mấy lão già cực kỳ lúng túng, trưởng giáo phái họ âm thầm đi theo thánh tử, nhưng tên đó chân tay quá nhanh nhẹn, dường như không thể theo được, lúc này ắt hẳn đã ra khỏi thiên tông. Đã bảo rồi, lời của Cơ Ngân, không tin nổi. Hôm qua còn hứa chắn như đinh đóng cột, hôm nay đã chuồn ra ngoài rồi. Đúng vậy, Triệu Bân đã ra khỏi thiên tông. Dưới ánh sao, hắn lại tới đế đô, cũng rất khiêm tốn, bịt kín mít. Trên đường náo nhiệt vô cùng, người qua người lại nhốn nháo. Ở quán trà tử lâu, luôn có một kẻ lắm lời không ngừng khua môi múa mép, kể về chuyện đại náo đế đô, tiện thể kể hết chiến tích huy hoàng của kẻ nào đó. Người trong thiên hạ thích nghe, dù nghe nhiều rồi, nghe nữa vẫn thấy hả dạ. Triệu Bân đi thẳng tới hoàng cung. Khi hắn tới, đúng lúc gặp Long Phi ra khỏi ngự hoa viên, chắc vừa dùng cơm xong, phải quay về nơi ở tu luyện. Thấy Triệu Bân, ban đầu cô ta cảm thán, tiện thể dựng ngón tay cái với hắn. Dám đại náo đế đô, đúng là thiên tài. Có lẽ vì có chuyện gấp, cô ta vội vã bỏ đi. Hoàng Phi đang lật dở cổ thư ở đình nghỉ mát. Thấy Triệu Bân bước vào, bà ấy liếc mắt nhìn sang rồi lại cúp mắt tiếp tục đọc sách, thong dong nói, lá gan không nhỏ nhỉ, đã dám quay về, còn dám đại náo đế đô. Là hắn bẫy ta trước, Triệu Bân ho khan một tiếng. Hoàng Phi thở dài trong lòng, bà ấy hiểu tên tiểu tử này, không tiêu diệt được Tử Y Hầu, hắn sẽ không bỏ đi đâu. Bà ấy không biết cứu Triệu Bân là đúng hay sai nữa, chỉ biết rằng, sớm muộn sẽ có một ngày, máu tươi nhuộm đỏ đế đô. Diệu Ngữ thế nào rồi, Triệu Bân thì thầm hỏi, nửa đêm chạy tới đây là vì chuyện này. Bổn cung không cứu được nàng ta, Hoàng Phi buông cổ thư xuống, khẽ phất tay áo, đưa Diệu Ngữ ra ngoài. Hay là tìm lão tổ Hồng Uyên xem sao, Triệu Bân thăm dò. Từ khi tám nước bao vây tấn công đại hạ, sư bá Hồng Uyên đã không ở đế đô rồi, Hoàng Phi khẽ đáp, đó là trận chiến riêng của các cao thủ thiên võ, cho dù sư bá ở đó, ông ấy cũng không cứu được vợ ngươi. Vậy Hồng Tước thì sao? Phải chăng cũng đi rồi? Tiểu tử, người đang bẫy bổn cung à? Ta, chỉ tò mò thôi mà, Triệu Bân mỉm cười lấy lòng, đặt Diệu Ngữ vào trong chiếc nhẫn ma. Hồng Tước đã chết rồi, chết từ rất nhiều năm trước rồi, Hoàng Phi hít một hơi thật sâu, cuối cùng cùng nói ra bí mật này, đây là cái khó của hoàng tộc chỉ có mình sự bá Hồng Uyên là cao thủ thiên và khi cần kịp, bổn cung sẽ lấy tiên lực để dùng cấm pháp. Diễn ra khi tức của Hồng Tước gắng gượng đầy tu vi lên cảnh giới thiên vệ, động vai bà ấy để trấn nhiếp bốn phương. Triệu Bân nghe xong chỉ im lặng, tuy khá ngạc nhiên, nhưng không quá chấn động. Trong đêm phân tách cựu vì hắn đã đoán ra rồi, đêm nay, chẳng qua chỉ nhận được đáp án chuẩn xác. Việc này chắc hẳn là bí mật cao cấp, hẳn là rất ít người biết, chỉ ít thì Quỷ Minh, Vô Mi Đạo Nhân và Lão Tổ U Tuyền không biết. Nếu họ biết, chắc hẳn đã tranh nhau đoạt quyền rồi. Ba đấu một, Hồng Uyên chưa chắc đã trụ được, cộng thêm thương tích khiến khả năng chiến đấu giảm mạnh, chẳng khác nào bẻ nạng chống trời. Phen này tới chiến trường của các cao thủ thiên võ, có sống sót mà quay về được không còn chưa biết chắc kìa. Thế nên mới nói, hoàn cảnh hiện giờ của hoàng tộc không ổn. Một khi chiến tranh kết thúc, chắc hẳn sẽ là một lần xào xáo quyền lực, chẳng trách Hoàng Phi không dám rời khỏi đế đô. Ý nghĩa tồn tại của bà ấy rất lớn, không chỉ là hoàng hậu của đại hạ. Đến khi cần còn là hồng tước của đại hạ, cần phải ở lại đế đô chấn giữ. Lúc trộm lệnh bài, người có phát giác được điều gì không? Qua hồi lâu Hoàng Phi mới lại lên tiếng, câu này hàm chứa nhiều thâm ý. Một cỗ quan tài bằng ngọc đen, có một ân chú khác nằm bên trong, Triệu Bân không che giấu, vì hắn cũng muốn biết bí mật này. Hoàng Phi nghe xong mà khẽ nheo mắt, qua thần thái của bà ấy, có vẻ biết từ lâu rồi. Đại tế ti ân chú và ân chú bên trong cỗ quan tài ngọc đen có quan hệ thế nào, Triệu Bân hỏi. Họ là cùng một người, Hoàng Phi điềm nhiên đáp. Cùng một người, Triệu Bân mờ mịt, chỉ ba chữ đơn giản, dường như hàm chứa rất nhiều ngụ ý. Hoàng Phi không nói gì thêm, hiển nhiên, đây cũng là một bí mật cao cấp. Triệu Bân không cảm giảm thêm, không lâu sau đó, hắn rời đi. Hắn đi ngang qua phủ Tử Y Hầu, thấy nó đang được dựng lại. Nhưng không thấy Tử Y Hầu đâu, thăm dò nhiều lần mới biết lão đang ở hình tháp. Hắn đợi 5 ngày cũng không thấy lão ra ngoài. Tới đêm ngày thứ 6, hắn mới rời khỏi đế đô. Khi ngang qua phủ đại tế ti, hắn còn liếc mắt nhìn xem. Có lẽ vì tò mò,
hắn thực sự muốn vào trong xem thử lần nữa. Nghĩ lại, cũng đành thôi, chịu thiệt một lần, chắc chắn ân chú đã đề phòng hơn, lão ta sẽ đào thêm nhiều bẫy đợi hắn nhảy vào trong. Trước đó là vì cứu mẹ, hắn buộc lòng phải đi lấy trộm lệnh bài mới đơn thương độc mã xông vào phủ đại tế ti. Bây giờ hắn chỉ vì tò mò mà đưa mình vào nguy hiểm thì đúng là rảnh quá hóa liều. Hắn lại quay về Thiên Tông, trước hết phải tới đỉnh Tử Trúc. Vân Yên đã tỉnh lại từ trước, đang múa kiếm dưới ánh trăng. Triệu Bân chỉ đứng nhìn như khán giả, nước phong tình rất hữu dụng, xóa mất một số ký ức của Vân Yên. So với trước đó, trong đôi mắt của Vân Yên bớt đi vẻ lo lắng, có thêm nét giải thoát. Cô ta nhớ hắn là Cơ Ngân, nhớ Cơ Ngân là đồ đệ của cô ta, nhưng không nhớ hắn muốn giết Vân Phượng. Hôm sau, ánh nắng buổi sáng rất ấm áp. Triệu Bân dậy sớm, lặng lẽ ngồi thiền dưới gốc cây. Hắn đang đợi. Đợi Vân Phượng xuất quan. Đợi Tử Y Hầu ra ngoài. Bất kể là Thiên Tông hay Đế Đô đều có phân thân của hắn. Một nhóm quan sát cấm địa của Thiên Tông, một nhóm khác để mắt tới hình tháp, luôn luôn chuẩn bị ám sát. Thêm cả Bát Nhã nữa, chưa biết chừng ngày nào đó sẽ quay về. Vài ngày sau đó, hắn không xuống núi. Trong lúc chờ đợi, hắn cũng không bỏ bẵng võ đạo. Ban ngày rèn luyện gân cốt để củng cố căn cơ, ban đêm ngồi thiền trên đỉnh núi, dùng ánh sáng từ trăng và sao để bồi dưỡng thể phách. Nhiều ngày bôn ba, đã lâu lắm rồi hắn không được tĩnh tâm tu luyện như vậy. Thanh Giao, U Lan và những người khác còn ở thành Thiên Thu, hắn rất rảnh rỗi. Không lâu sau đó, có người tới thăm. Thiên Vũ tới để từ biệt. Chiến sự khẩn cấp, với tư cách là thiếu soái Ngự Long Quân, hắn ta phải chi viện cho biên quan. Triệu Bân tặng hắn ta không ít bí pháp và tài nguyên tu luyện, đưa mắt nhìn Thiên Vũ đi xa dần. Lại là một đêm, yên bình và tĩnh lặng. Cũng giống như nhiều ngày trước, Triệu Bân ngồi lặng trên đỉnh núi. Ánh trăng như có linh tính, rót hết lên người hắn. Đột nhiên, gió nhẹ thoảng qua. Chiếc nhẫn ma chợt rung lên, Diệu Ngữ bước ra ngoài. May mà tâm trí của Triệu Bân đang chìm đắm, nếu hắn tỉnh táo, trông thấy cảnh tượng này chắc sẽ kinh ngạc lắm. Phải biết rằng trên chiếc nhẫn ma có cấm chế, không có mệnh lệnh của hắn thì hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, vậy mà Diệu Ngữ có thể tự mình bước ra. Đó là ai thế? Trong bóng tối, có nhiều tiếng nói kinh ngạc vang lên. Đó là mấy lão già âm thầm bảo vệ Triệu Bân, ai nấy gãi đầu gãi tai, nhìn cô gái kia mà sững người. Bên cạnh Triệu Bân tự dưng có thêm một người, còn là một cô gái, nhìn sao cũng thấy kỳ quặc. Khi họ nhìn qua, Diệu Ngữ đã ngồi xuống rồi. Cô ta ngồi bên cạnh Triệu, bất động như một bức tượng băng. Dương Huyền Tông nhanh chóng nghe tin và chạy tới. Thấy cảnh tượng trên đỉnh núi, ánh mắt của ông ta cũng rất lạ. Mấy lão già nhìn trộm tới nửa đêm mới đưa ra được kết luận, đó là xác sống. Đêm dần dần khuya hơn. Đám đông không làm phiền, họ ẩn mình trong bóng tối. Triệu Bân chìm đắm trong tu luyện, Diệu Ngữ thì đờ đẫn. Qua hồi lâu, cơ thể cô ta mới khẽ nghiêng sang một bên, ngả đầu lên vai Triệu Bân. Dưới ánh trăng, cô ta mỉm cười rất dịu dàng. Khi tỉnh dậy, Triệu Bân ngơ ngẩn rất lâu, cô gái này chui ra kiểu gì vậy? Điều khiến hắn sững sờ hơn là Diệu Ngữ không những có thể tự ra mà còn có thể tự vào. Không có việc gì mà. Hắn siết chặt chiếc nhẫn ma, nhìn tới nhìn lui. Chiếc nhẫn ma vẫn là chiếc nhẫn ma, không hề nứt vỡ hay tổn hại. Thế thì lạ lùng đây. Rõ ràng là một xác sống, vậy mà có thể tự do ra vào chiếc nhẫn ma của hắn. Điều kỳ dị này thỉnh thoảng vẫn xảy ra, Diệu Ngữ cứ cách vài ngày lại chạy ra ngoài lượn lờ. Triệu Bân không hiểu nguyên do. Dương Huyền Tông và những người khác cũng tỏ ra khó hiểu. Linh Lung đến sau cũng không nhìn ra được điều gì. Đợi khi hỏi lại mới biết là Minh Hôn. Vì chuyện này, đám đông cảm thán rất lâu. Chuyện khó hiểu lúc nào cũng có, nhất là liên quan tới Cơ Ngân thì cực kỳ nhiều, nghĩ tới bộ phim dài 80 tập kia, dường như từ thời niên thiếu tên này đã suốt ngày gặp phải chuyện kỳ quái, đến cả Minh Hôn cũng có thể gặp phải. Khế ước Minh Hôn. Triệu Bân lầm bầm nghĩ như vậy. Minh Hôn đáng ra là khế ước giữa người sống và người chết. Sở dĩ Diệu Ngữ có thể tự ra vào chiếc nhẫn ma, chắc hẳn nguyên nhân nằm ở đây. Cấm. Hắn bố trí thêm khá nhiều cấm chế trên chiếc nhẫn ma. Thế nhưng, Diệu Ngữ vẫn có thể ngó lơ chúng, thỉnh thoảng vẫn chạy ra ngoài.
Nguyệt thần trông thấy mà ánh mắt như thâm thúy hơn, không biết là trời cao chơi khăm hay là quy tắc sai xử, Triệu Bân và Diệu Ngữ dường như không còn đơn giản là khế ước minh hôn, bởi cô ta đang thoát biến. Không biết mấy ngày sau, đám người Mục Thanh Hàn mới quay về. Đỉnh Thanh Vũ yên tĩnh lại náo nhiệt hẳn lên, khói sương lảng vảng dưới ánh trăng. Không lâu sau đó, món ngon được bày biện đầy đủ lên bàn, đám đông ngồi xuống, bầu không khí hòa hợp, cảnh tượng ấm áp. Để chúc mừng Phù Dung thoát khỏi bể khổ, Tô Vũ còn đào ra một vả rượu lâu năm. Sốt, không đợi họ bắt đầu uống, một bóng dáng yêu kiều đà vợt lên trên núi. Người này là Long Phi, chắc vì có chuyện gấp nên chạy như bay, thở hồng hộc. Tham kiến công chúa. Đám đông đứng hết dậy, chắp tay hành lễ. Long Phi gật đầu cho có lễ, không nhiều lời, kéo Triệu Bân đi luôn. Đi đâu thế, Triệu Bân không hiểu gì. Xem bệnh cho mẫu hậu, Long Phi đáp. Ta đâu phải lang trung. Sư thúc linh lung nói, người ắt sẽ có cách. Long Phi nhanh như cắt, dọc đường lôi lôi kéo kéo làm Triệu Bân đứng không vững. Triệu Bân hít thở sâu một hơi, không khỏi liếc mắt nhìn Long Phi thêm một lần. Cô gái này không hề ngốc, theo họ của cha nhưng theo bối phận của mẹ, tính như thế thì Long Phi và Vân Yên bằng vai phải vế, hắn gặp Long Phi còn phải chào một tiếng sư thúc đấy. Chuyện này rất tùy hứng, hắn cũng lười so đo tính toán. Điều hắn tò mò là rốt cuộc Hoàng Phi bị bệnh gì. Nghe giọng điệu và nhìn sắc mặt của Long Phi thì chắc hẳn Hoàng Phi bệnh không nhẹ. Chắc chắn Linh Lung đã xem bệnh cho Hoàng Phi rồi, có vẻ vì bó tay chịu chết mới bảo Long Phi tới tìm hắn. Hắn rất kinh ngạc, tại sao Linh Lung dám chắc rằng hắn có cách. Trên thực tế, trong lòng Linh Lung có một phần tín niệm. Tín niệm gì chứ, bất cứ việc gì bày ra trước mặt Cơ Ngân dường như không còn đáng kể nữa. Thánh tử Thiên Tông từng tạo ra bao nhiêu thần thoại, đi đến đâu cũng xoay chuyển càn khôn. Bệnh mà cô ta không chữa trị được, chưa biết chừng Cơ Ngân trị được. Khi hai người xuất hiện lần nữa, đã ở trong ngự hoa viên rồi. Triệu Bân đảo mắt nhìn quanh, không thấy Hoàng Phi. Lần nào hắn đến đây, Hoàng Phi cũng ở trong đình nghỉ mát, hoặc là đang uống trà, hoặc đang xem cổ thư. Không thấy bóng bà ấy đâu, nhưng cảm nhận một hồi thì nghe thấy tiếng ho dữ dội ở lầu các trong tẩm cung. Đợi khi tiến vào lầu các, Triệu Bân không khỏi giật mình. Trong trí nhớ của hắn, Hoàng hậu của Triều Long Đại Hạ phong hoa tuyệt đại, kinh diễm thiên hạ, lúc này đây lại biến thành một người bệnh tật rề rề, không còn sức lực, nằm liệt trên giường bệnh, đôi mắt trong veo ngày nào trở nên ảm đạm, dung nhan cũng nhợt nhạt không chút huyết sắc, nhất là mái tóc đen cũng trắng hơn cả tuyết. Trước đó hắn đến đây, Hoàng Phi vẫn còn khỏe mạnh. Mới vài ngày không gặp, sao lại trở thành thế này rồi? Khi hắn đang đờ đẫn thì Hoàng Phi ho ra một búng máu. Có lẽ vì nhiều ngày không trải chuốt trang điểm, khi cúi người ho ra máu, mái tóc của bà ấy rũ tung ra che khuất nửa gương mặt, màu máu đỏ tươi càng tôn thêm sắc trắng đến chói mắt của mái tóc. Mẫu hậu, Long Phi vội vàng tiến lên. Sao ngươi lại tới đây? Hoàng Phi yếu ớt hỏi Triệu Bân. Sao lại thế này? Triệu Bân không hiểu. Cấm pháp phản phệ, đã là bệnh nhiều năm rồi, Hoàng Phi mỉm cười mệt mỏi, ngả người xuống giường. Triệu Bân nghe xong, bỗng chốc hiểu ngay. Cấm pháp ở đây ám chỉ việc nâng tu vi lên cảnh giới thiên võ. Đã là cấm pháp thì chắc chắn sẽ có phản phệ rất đáng sợ, giống như hắn, trước đó mỗi lần diễn khí thế của thiên võ đều bị cắn xé rất thê thảm chứ đừng nói là cưỡng ép nâng tu vi lên thiên võ. Mỗi lần dùng tới sẽ gặp một lần phản phệ, chắc hẳn lần sau mạnh hơn lần trước, tích ít thành nhiều mới khiến Hoàng Phi bệnh nặng như vậy. Cấm pháp? Cấm pháp gì cơ? Long Phi nghe thấy mà khẽ nhíu mày. Cô ta nhìn Hoàng Phi rồi nhìn Triệu Bân, cứ luôn cảm thấy mẫu hậu và Cơ Ngân có chuyện gì giấu mình. Triệu Bân đã bước tới trước giường, chẳng quan tâm có mạo phạm hay không, hắn túm lấy tay Hoàng Phi bắt mạch bà ấy. Bàn tay của Hoàng Phi lạnh ngắt không một chút hơi ấm, mạch đập rất yếu, thỉnh thoảng còn ngừng lại. Thế nào rồi? Long Phi lý nhí hỏi. Triệu Bân không đáp, lặng lẽ mở thiên nhãn nhìn trộm thể phách của Hoàng Phi. Mới nhìn qua mà hắn đã kinh hãi. Hắn không biết cấm pháp phản phệ mạnh tới mức nào, chỉ biết rằng Hoàng Phi bị thương rất thê thảm, tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch. Đều đang bị sức mạnh của phản phệ cắn xé, căn cơ bị tổn thương nghiêm trọng, đến cả tiên lực của bản thân cũng không còn nữa. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn vội vàng hiến dâng tiên lực của mình. Đừng phí công vô ích nữa, Hoàng Phi khẽ nói. Tiền bối cần tĩnh dưỡng.
Triệu Bân tiếp tục truyền tiên lực, trong lời nói có hàm ý, hắn tự thấy Hoàng Phi đủ hiểu ý của mình. Cấm pháp cưỡng ép nâng tu vi lên cảnh giới thiên võ kia tuyệt đối không được dùng nữa, dù không chết cũng thành kẻ tàn phế. Hoàng Phi mỉm cười, chỉ nghe vậy thôi. Bà ấy là hoàng hậu của đại hạ, nếu đến ngày nào đó thật sự cần, vẫn phải dùng tới cấm pháp. Triệu Bân không nói nhiều, tiên lực truyền đi hết luồng này tới luồng khác. Hơi thở của Hoàng Phi đều đặn hơn, chí ít không còn ho dữ dội nữa. Thấy vậy, Long Phi mới thoáng thở phào. Sư Thúc Linh Lung nói không sai, tìm cơ ngân đến đúng là không tệ, cả đại hạ cũng chỉ có mẫu hậu và cơ ngân có tiên lực, e rằng cũng chỉ có tiên lực mới cứu được mẫu hậu. Hoàng Phi, cấp báo từ biên quan một lào nê vội vàng chạy vào trong tay cầm theo một cuốn trục. Hoàng Phi vội vàng ngồi thẳng dậy, đưa tay đã lay. Đợi khi mở ra bà ấy lại thở gấp, hộc máu ngay lập tức mẫu hậu, Long Phi cuống cuồng. Tĩnh tâm ngưng thần, Triệu Bân lập tức nói, rót thêm nhiều tiên lực. Long Phi cầm cuốn trục mở ra, sắc mặt cũng lập tức trắng bệch. Triệu Bân liếc mắt nhìn sang, có thể khiến thái độ của Hoàng hậu và công chúa trở nên như thế chắc chắn không phải tin tốt. Đúng như hắn thấy, đây là tin xấu, biên cương phía bắc của đại hạ bị phá vỡ, hoàng đế bị vây ở núi Thương Long. Ta đi cứu phụ hoàng, Long Phi nước mắt rưng rưng, quay người đi ngay. Phi nhi, Hoàng Phi gọi giật lại. Con gái không đáp lời, đã ra khỏi lầu các. Có lẽ vì lửa giận xâm nhập, Hoàng Phi lại ho ra một búng máu. Tiền bối, Triệu Bân hoảng loạn đỡ bà ấy, tiên lực không ngừng truyền sang. Cầu xin ngươi, đưa ông ấy trở về. Hoàng Phi vội vàng nắm lấy bàn tay của Triệu Bân, dốc lời cầu xin. Lúc này đây, bà ấy không còn là hoàng hậu của đại hạ mà giống như một nữ tử yếu đuối. Được, hắn thu hồi tiên lực, sau đó đứng dậy. Hắn biết ơn hoàng hậu từng cứu hắn. Hắn phải giúp bà ấy lần này. Triệu Bân nhanh chóng đuổi kịp Long Phi. Đa tạ, Long Phi nói rất chân thành. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Lời đã từng nói ra, Triệu Bân đành nhắc lại một lần. Dưới ánh trăng trong vắt, hai người càng đi càng xa. Sống sót, trở về. Hoàng Phi lảo đảo xuống giường, bám vào màn trướng mà trông về phương Bắc. Đột nhiên, khóe miệng bà ấy lại trào máu. Lần này là phản vệ đến từ phân thân. Bà ấy vội vàng thu hồi ánh mắt, đóng chặt cửa phòng, men theo ám đạo lảo đảo xuống đại địa linh mạch. Sở Lam tỉnh rồi. Hay nói cách khác, Sở Lam bị cái ác điều khiển đã tỉnh dậy rồi. Khi Hoàng Phi Vũ Linh đến nơi, những gì bà ấy nhìn thấy không còn là nữ soái nữa mà là một người có mái tóc đỏ bù xù, không gió tự bay, giữa ấn đường có khắc một bí văn cổ xưa. Nét mặt của người này lộ ra vẻ yêu dị. Đôi mắt từng trong veo bây giờ lại âm u tịch mịch, ma sát cuồn cuộn vần quanh thân, cho dù nhìn thế nào cũng đều giống như một nữ ma đầu, chính nữ ma đầu này đã tiêu diệt phân thân của Hoàng Phi ở đây. Vũ Linh, lâu rồi không gặp. Nữ soái nở nụ cười u ám, đắc ý bẻ khớp cổ, tham lam hấp thụ tinh hoa đại địa. Lời mà cô ta nói ra lúc này lạnh như băng, ngữ khí lãnh đạm, hơn nữa còn tiềm tàng một loại ma lực làm ảnh hưởng đến tinh thần của người đối diện. Ngày này cuối cùng cũng đến. Ánh mắt của Hoàng Phi như mờ đi, thần sắc cũng không còn bình tĩnh nữa. Quác! Đại bằng bay ngang qua bầu trời. Triệu Bân ngồi khoanh chân phía trên đó, cố gắng hết sức giúp Kỳ Lân lấy lại sức mạnh của mình, bởi vì khi đến biên giới nhất định sẽ xảy ra một trận chiến ác liệt. Bên cạnh hắn còn có Long Phi đang đứng. Đôi mắt mờ sương của cô ta đang nhìn về phương Bắc. Hai người đều biết bọn họ chưa chắc có thể đuổi kịp để cứu viện. Triệu Bân đã nhiều lần mở mắt nhìn lên bầu trời. Quan sát tình tượng thì thấy mấy ngày gần đây sẽ không có giông tố xảy ra. Nhưng việc quan sát tình tượng cũng không chính xác tuyệt đối, lúc ở Nam vực rõ ràng tình tượng không cho thấy giông tố sẽ xảy ra nhưng sau đó thiên lôi vẫn rền vang, nếu như ông trời tốt bụng giáng thiên lôi xuống vào thời khắc mấu chốt vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng xử lý hơn, hắn sẽ có thể tru sát đại quân của Vương Triều Hắc Long. Nhanh lên! Những người gấp rút tiếp viện biên ải cũng không chỉ có hai người bọn họ. Nhìn ra ngoài có thể thấy rất nhiều thú cưỡi bay lượn, dưới đất cũng là vô số chiến mã đang phi nước đại. Trên thực tế, kể từ khi tám vương triều lớn liên thủ tấn công đại hạ thì hầu như mỗi ngày đều có người gấp rút tiếp viện biên ải, dân gian là đầm rồng hang hổ cũng có rất nhiều tán tu, trong đó còn có không ít cao thủ ẩn thân, nguyên nhân chính là có bọn họ trợ giúp cho nên triều Long đại hạ mới có thể chống đỡ lâu như vậy.
cuộc chiến này đòi hỏi sức mạnh hợp lực của toàn thể đất nước mới có thể giành thắng lợi. Sợ rằng thật sự sẽ không đuổi kịp. Lời này Triệu Bân đã lẩm bẩm rất nhiều lần. Hắn đã xem qua bản đồ, cũng đã ước lượng được khoảng cách. Đế đô cách biên giới phía bắc rất xa, chắc chắn không thể tới được trong thời gian ngắn, nếu như xảy ra không gian biến đổi thì bọn họ mới có thể đến đó một cách nhanh chóng được. Hắn đã từng đi tới biên giới đông nam bằng cách đó, nhưng nghĩ lại chuyện không gian biến đổi vẫn không tốt, trên thế giới này có bao nhiêu chuyện trùng hợp, lỡ như chẳng may di chuyển đến thẳng vương triều Hắc Long thì sẽ gai to. Hửm! Triệu Bân đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía sau. Trong chớp mắt hắn đã cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình. Nhưng hắn không nhìn thấy bất cứ điều gì khác lạ. Dù vậy hắn vẫn chắc chắn rằng có một đôi mắt đang ẩn trong bóng tối theo dõi mình. Mẫu hậu của ta rốt cuộc đang giấu giếm bí mật gì, Long Phi đột nhiên nói. Nhiều năm nay đều là Hoàng Phi đóng vai đại hạ hồng tước. Bà ấy đã dùng tiên lực thi triển cấm pháp, cưỡng ép nâng tu vi của mình lên cảnh giới thiên võ, Triệu Bân không giấu giếm mà nói ra sự thật. Bây giờ Hoàng Phi suy yếu, Hoàng đế bị vây chặt, Hồng Uyên sống chết không rõ, Long Phi thân là công chúa của đại hạ hoàn toàn có quyền được biết chuyện này. Đúng như hắn dự đoán, Long Phi nghe được chuyện này thì rất bối rối. Bí mật này đã khiến cho cô ta cả kinh tột độ. Còn Hồng Tước Lão Tổ thì sao, sau khi sững sờ hồi lâu, cô ta liền tiếp tục hỏi Triệu Bân. Đã mất từ rất nhiều năm trước, Triệu Bân hít sâu một hơi nói. Long Phi như bị sét đánh, chuyện này thật sự khó mà tin được, cô ta thân là công chúa mà cũng không biết chuyện cơ mật này, sợ rằng ngay cả phụ hoàng của cô ta cũng không hay biết hoàng tộc vốn có hai vị lão tổ thiên võ nhưng thực chất chỉ còn lại một mình Hồng Uyên. Triệu Bân không nói thêm nữa. Sắc mặt của Long Phi đã tái nhợt. Hóa ra tình cảnh của hoàng tộc đã nguy cấp như vậy rồi. Cô ta rơi vào trầm mặc đến mức dọa người. Trong lúc đó Triệu Bân liên tục ngoái đầu nhìn lại. Đôi mắt kia vẫn ẩn trong bóng tối đi theo bọn họ, tuy ẩn thân rất sâu nhưng vẫn không thể thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Hắn không biết đối phương là người của thế lực nào, chỉ biết từ khi bọn họ ra khỏi đế đô thì đã bị đối phương theo dõi. Có thể đó là người của ân chú, cũng có thể đó là người của Tử Y Hầu hoặc là Tam Đại Thiên Võ, muốn chạy tới đây cướp đoạt Kỳ Lân. Đáng tiếc, hắn đã đoán sai rồi. Nguyệt thần có thể nhìn thấy đó là một người đẹp. Thật lâu sau Triệu Bân mới không quan sát nữa. Hắn phái phân thân đi tới đại địa linh mạch. Hắn phải ra chiến trường giết địch, còn phải thuận tiện giải cứu hoàng đế, có để lại vài phân thân ở đại địa linh mạch thì Hoàng Phi cũng sẽ không phản đối. Hắn phải có nguồn năng lượng bổ sung liên tục thì mới có thể thi triển ra chiến lực mạnh nhất. Hửm! Rất nhanh phân thân đã kết nối tầm mắt với chân thân. Nữ soái không có ở trong đại địa linh mạch. Phân thân của Hoàng Phi cũng không có ở đó. Đã chuyển đi rồi sao? Phân thân của Triệu Bân gãi đầu, Triệu Bân cũng gãi đầu. Hắn lại hóa ra phân thân đi đến ngự hoa viên, tẩm cung, lầu các. Không thấy Hoàng Phi đâu. Thật kỳ lạ, bà ấy bị thương nặng như vậy mà vẫn ra ngoài đi dạo sao? Hắn không nghĩ nhiều, lại hóa ra nhiều phân thân đứng trên đại địa linh mạch, cảm giác thật sự rất tuyệt vời. Nguồn năng lượng cuồn cuộn không ngừng có thể làm gia tăng chiến lực của hắn. Đại địa tinh túy, Long Phi liếc mắt, lộ ra thần sắc kỳ quái. Ta quên nói cho công chúa biết bên dưới đế đô có đại địa linh mạch, Triệu Bân chậm rãi nói. Đây là một chuyện cơ mật. Lúc này công chúa cũng có quyền được biết. Đại, địa linh mạch, thần thái của Long Phi lại đột nhiên trở nên phấn khích. Cô ta vẫn không thể nào tin được vào chuyện này. Trước đó cô ta chưa từng nghe ai nói qua. Sau khi kinh ngạc, cô ta lại liếc mắt quét nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới. Tại sao cái tên này chuyện gì cũng biết? Chẳng lẽ mẫu hậu lại nói cho hắn biết? Nghĩ đến chuyện này thì cô ta lại cảm thấy lúng túng. Chẳng lẽ so với con gái thì mẫu hậu của cô ta lại càng tin tưởng Cơ Ngân hơn? Nếu không thì tại sao mẫu hậu lại phải giấu cô ta? Ta cũng tình cờ phát hiện ra thôi. Triệu Bân ho khan nói, bộ dạng có thật giật mình. Long Phi chưa lên tiếng, vẫn còn đang liếc nhìn hắn. Trong trận chiến giữa Cơ Ngân và Cửu Vĩ Ân Minh, cô ta đã nghe nói Cơ Ngân có thể mạnh mẽ đối kháng với Cửu Vĩ Ân Minh, hơn nữa còn có nguồn năng lượng cuồn cuộn không ngừng bổ sung, nhất định là nhờ vào đại địa linh mạch cho nên chân nguyên của hắn mới không khô kiệt. Ở đế đô có phân thân của công chúa không? Triệu Bân hỏi. Có, Long Phi đáp nhưng vẫn không thôi liếc nhìn hắn.
hãy tới chỗ này tìm phân thân của ta, Triệu Bân cầm lấy bản đồ chỉ vào một vị trí trên đó. Long Phi liếc nhìn bản đồ rồi ra lệnh cho phân thân đến đó. Phân thân của cô ta tìm đến một tiểu viện thì thấy phân thân của Cơ Ngân đã đợi sẵn. Sau đó cả hai lần lượt đi xuống lối đi bí mật dẫn thẳng đến đại địa linh mạch. Nói thực ra, đây là lần đầu tiên Long Phi nhìn thấy đại địa linh mạch. Nét mặt của cô ta tỏ ra ngạc nhiên giống y hệt như lần đầu tiên Triệu Bân xuống đây. Sau khi xuống dưới cô ta cùng hóa ra rất nhiều phân thần rồi làm vị trí khoanh chân ngồi xuống hấp thụ đại địa tinh túy, sắp sửa phải lên chiến trường, cô ta cần phải gấp rút gia tăng sức mạnh cô ta còn chưa bao giờ chạm đến được giới hạn của bản thân người còn chuyện gì giấu điểm ta nữa. Long Phi lại nhìn Triệu Bân hồi không có, Triệu Bân nghiêm nghị nói chẳng lẽ lại đi nói cho Long Phi rằng hắn biệt Hoàng Phi mặc nội yêu màu gì sao? Long Phi chắc chắn không tin những lời mà hắn nói. Chắc chắn hắn còn đang che giấu một bí mật lớn. Giác quan thứ 6 của nữ nhân vẫn rất nhạy bén, đó cũng chính là một loại thiên phú. Triệu Bân liếc mắt nhìn Long Phi, có thể nhìn thấy cửu vĩ hồ đang ngủ say bên trong đan điền của cô ta. Ân Minh có thể biết hắn là Triệu Bân nhờ vào cửu vĩ hồ nói cho hắn ta biết, thế thì tại sao cửu vĩ hồ trong cơ thể Long Phi lại không biết? Chẳng lẽ đã có biến dị xảy ra sao? Trong lúc hắn đang nhìn thì cửu vĩ hồ đã mở mắt ra, ngươi nhìn cái gì? Trông ngươi rất đẹp, Triệu Bân cười nói, suýt nữa là bị dọa. Hừ, trong lúc đang nhìn thì hai mắt của hắn lại lóa lên. Không biết Long Phi đã dùng bí pháp che lấp gì mà khiến cho thân thể được phủ thêm một tầng ánh sáng. Triệu Bân vùi đầu dụi mắt. Tầng ánh sáng đó hết sức chói mắt khiến cho tầm mắt của hắn bị bôi đen. Long Phi xếch mắt lên. Hơn nửa đêm mà hắn còn nhìn chằm chằm vào thắt lưng của cô ta, chuyện này có thích hợp không? Theo cửu vĩ hồ thì nên trồng thêm một tầng ánh sáng nữa cho hắn mù tạm thời luôn cũng được. Triệu Bân bất mãn không nhìn nữa. Long Phi này đã suy nghĩ nhiều rồi, ta mà là người như vậy sao? Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người cũng rơi vào trầm mặc. Triệu Bân thì không sao nhưng còn Long Phi thì đang suy nghĩ rất nhiều. Đây là lần đầu tiên cô ta được hấp thụ đại địa linh mạch, cảm giác thật sự rất tuyệt vời, nguồn năng lượng cuồn cuộn không ngừng gia tăng chiến lực cho cô ta khiến cho cô ta có được một sự tự tin rất lớn. Đợi khi lên chiến trường cô ta sẽ lại thi triển cửu vĩ hóa, đến lúc đó chiến lực của cô ta có thể đạt đến đỉnh cao để giết thẳng vào doanh trại đối phương. Minh Pháp đã dạy, muốn giết giặc phải chém tướng trước. Hừm, nghĩ thì rất dễ nhưng hiện thực thì rất tàn khốc. Điểm này Triệu Bân biết rõ nhất. Cho dù có nguồn năng lượng vô tận, cho dù có cửu vĩ hóa hỗ trợ thì cũng không thể giết thẳng vào doanh trại giặc, chiến trường không phải là nơi bình thường, ở nơi đó có một loại khí thế vô hình hết sức cường đại, lúc ở biên quan Đông Nam nếu như hắn không có thiên lôi trợ uy phá vỡ khí thế vô hình đó thì hắn cũng khó đại phá quân địch. Màn đêm ở đại hạ đen kịt không có lấy một ánh sao, thậm chí còn như bị nhuộm đỏ màu máu. Mảnh đất này đã bị chiến tranh tàn phá, 7 trong 8 biên quan đều vươn đầy khói lửa. Xác người ngổn ngang khắp nơi, máu chảy thành sông, nặng nhất là biên quan phía Bắc, tường thành đã bị phá, đại quân của Vương Triều Hắc Long đã đánh vào đại hạ. Bờ cõi bị phá, xương máu tràn ngập. Đây là một dãy núi nguy nga hùng vĩ với núi non trùng điệp giống như một con rồng khổng lồ đang nằm, tổ tiên đã đặt tên cho nó là núi Thương Long, nó đã sừng sững nằm đây biết bao nhiêu năm tháng, chứng kiến biết bao nhiêu tang thương năm tháng. Bây giờ lại nhuộm đỏ huyết quang, đại quân của Vương Triều Hắc Long đã bao vây nơi này. Bắt Long chiến, đạp đất phong vương. Những tiếng gầm giống liên tục vang lên ở bốn phía. Những lời này giống như ma chú khiến cho đại quân của Vương Triều Hắc Long phát điên công phạt núi Thương Long bởi vì Hoàng đế Đại Hạ đang ở trong đó. Chiến lực của Long chiến có thể không đáng là gì nhưng ông ta là Hoàng đế của Đại Hạ cho nên có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nếu như có thể bắt được Long Chiến thì đối với Đại Hạ mà nói chính là đả kích cực nặng. Muốn chiến thì cứ tới đây. Trong núi có tiếng quát lớn truyền ra. Đó chính là tiếng quát của Long Chiến, ông ta đang đứng sừng sững trên đỉnh núi. Ông ta là một đại hán tử, là một hoàng đế cương liệt, trong thời gian này hẳn là đã trải qua không ít lần huyết chiến khiến cho áo giáp bị tàn phá và nhuộm đỏ màu máu. Từ khi Đại Hạ lập quốc cho đến nay thì ông ta là vị hoàng đế đầu tiên đích thân ra chiến trường. Bởi vì ông ta trấn thủ Đại Hạ Ngự Long quân trấn thủ biên quan phía Bắc khiến cho binh lực của biên quan phía Bắc trở nên hết sức hùng mạnh mới chống đỡ được sự tấn công dồn dập của quân địch trong suốt nửa năm.
Hoàng đế của Vương Triều Hắc Long vô cùng tức giận, trước sau điều động tổng cộng 100 vạn hùng binh mới có thể công phá biên quan, lúc này binh lực hai bên đã cách quá xa, Ngự Long quân bị phá tan tác, cuối cùng bị vây ở núi Thương Long. Bệ hạ, xin hãy phá vòng vây rời đi. Thống soái Ngự Long quân đã nói lời này không biết bao nhiêu lần, tuy biết rằng hy vọng xa vời nhưng Ngự Long quân vẫn sẽ liều chết để mở ra cho Hoàng đế một con đường máu. Thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh, đợi Long chiến trở về đế đô thì biết đâu đại hạ lại có cơ hội quật cường một lần nữa. Không đi. Long chiến mỏi mệt cười, ánh mắt hết sức kiên định, ông ta đã đến đây thì cũng không tính ngày trở về. Tất cả tướng sĩ Ngự Long quân cũng đều có sự kiên định này, mang trên vai chấp niệm bảo vệ quốc gia. Bắt Long chiến, đạp đất phong vương. Tiếng gầm giống lại một lần nữa vang lên ở khắp nơi. Nếu núi Thương Long là một tòa thành thì đại quân Vương Triều Hắc Long giờ phút này đang công thành, bóng người mênh mông tràn lên như sóng lớn đen kịt đang chậm rãi nuốt chửng từng tấc đất. Chiến! Ngự Long quân ra sức chống đỡ, thủ vững một đỉnh núi, tử chiến không lùi, tuy đã bị vây chặt nhưng chiến lực của bọn họ vẫn không giảm, thậm chí đại quân của Vương Triều Hắc Long mỗi lần tiến thêm một bước đều phải trả giá đắt bằng máu xương của chính mình. Bọn họ không phải là không có quân tiếp viện. Không biết có bao nhiêu người gấp rút tiếp viện biên quan đang trên đường đến đây. Trong số đó có cả Triệu Bân và Long Phi. Từ khi rời khỏi đế đô bọn họ đã ngồi thú cưỡi suốt nửa tháng. Phóng tầm mắt nhìn ra phương Bắc, bọn họ có thể mơ hồ nhìn thấy khói lửa cùng xương máu bốc lên ở phía đó, nếu như nghe kỹ còn có thể nghe thấy những tiếng la hét giết chóc truyền đến. Phụ hoàng, phải chống đỡ. Khóe mắt Long Phi đã rướm lệ, cô ta nắm chặt sát kiếm trong tay. Triệu Bân không nói lời nào, hắn đang ngước nhìn lên bầu trời xem tinh tượng, hy vọng mấy ngày nữa sẽ có giông tố. Tuy nhiên, không có một dấu hiệu nào. Hắn lại hy vọng, một hy vọng mong manh rằng giông tố sẽ đến mà không báo trước. Nếu không thì trận này có thể sẽ thua rất thảm. Công chúa đi trước, ta sẽ mau chóng đuổi theo. Triệu Bân không xem tinh tượng nữa mà thay đổi phương hướng nhảy vào một đỉnh núi. Long Phi không đáp lời. Chỉ dùng thêm bùa tốc hành sau đó như một tia sáng phóng xuyên qua núi rừng. Triệu Bân cũng không chậm, đã tiến vào khu rừng trên núi. Sau lưng hắn có một bóng đen khác đuổi theo, xét theo bóng dáng thì đó hẳn là một nữ nhân, cô ta mặc áo và đen che kín mặt mũi, chỉ biết khí tức của cô ta hết sức mơ hồ khiến cho người ta bất giác nghĩ đến cô ta là một u linh đang ẩn thân trong bóng đêm. Vừa tiến vào trong rừng núi thì cô ta đã đột ngột dừng lại. Không phải là cô ta ngừng truy đuổi mà là do Triệu Bân đã biến mất. Kẻ bám theo ta là ai? Phía sau lưng cô ta, Triệu Bân đang cầm theo kiếm Long Uyên bước ra khỏi bóng đêm. Nữ tử áo đen xoay người lại, trong tay cũng có một thanh trường kiếm lóe lên tia sáng yêu dị, Thánh tử Thiên Tông quả nhiên danh bất hư truyền. Cô ta vừa dứt lời thì lại đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện trở lại, cô ta đã chém sau lưng của Triệu Bân một kiếm. La Sinh Môn. Triệu Bân thầm nói trong lòng, hắn cực kỳ nhạy cảm với khí tức của sát thủ La Sinh Môn. Keng, đường kiếm đã đến hắn nghiêng người thoải mái né qua nhân tiện còn xé loại áo choàng đen của đối phương. Lúc này hắn mới có thể nhìn rõ khuôn mặt thật của đối phương, quả nhiên là một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân có dung mạo vô song. Dung mạo của cô ta đã không thua kém Hoàng Phi mà khí chất cùng vậy, mỗi người một vẻ, một người ung dung xinh đẹp, một người lạnh lùng kiểu điếm. Dường như ngay cả tu vẻ cùng không hề khác biệt. Nhưng nữ nhân này còn có chút tà hồ. Rõ ràng là cường giả chuẩn thiên nhưng lại có khí tức của cường giả thiên võ. Môn chủ La Sinh Môn, Triệu Bân cau mày. Phỏng đoán này có vẻ không đúng lắm. Môn chủ La Sinh Môn là cường giả thiên võ hàng thật giá thật, không thể yếu như vậy, cũng không cần phải âm thầm ám sát bởi vì hoàn toàn có thể đối đầu trực diện với hắn. Diêm La mặt quỷ đâu, nữ tử áo đen lạnh lùng hỏi. Triệu Bân không đáp, vẫn đang quét nhìn đối phương từ trên xuống dưới. Sau vài giây, hắn mới trả lời một câu, đang ở nhà ta làm khách. Cũng may mà Diêm La mặt quỷ không có ở đây nếu không thì đã quát ầm lên rồi. Nếu như ta đến nhà của ngươi làm khách thì sao lại bị người treo lên cây từ đó đến giờ? Lời nói của hắn lọt vào trong tai của nữ tử áo đen nghe như một lời đùa cợt. Cảm thấy mình bị đùa cợt cho nên cô ta lại ngay lập tức ra tay. Thân pháp càng thêm quỷ dị, rõ ràng là công kích phía trước nhưng đường kiếm lại từ phía sau lưng Triệu Bân đâm tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, cũng có thể nói đây là một loại bí pháp không gian.
Triệu Bân chưa động. Khi sát kiếm đâm tới thì hắn mới nghiêng đầu, trong chớp mắt tránh khỏi một kiếm tuyệt sát. Một kiếm của nữ tử áo đen đâm vào không khí. Cô ta ngay lập tức phi thân ra phía sau, đây là bản năng của một sát thủ. Vèo. Triệu Bân còn nhanh hơn, không đợi đối phương rút lui thì đã nắm lấy cổ tay của đối phương. Đối với nữ tử mà nói thì đây là một đấu pháp không hề đẹp. Một cô nương xinh đẹp như vậy lại bị cái tên này lôi lên giữa không trung rồi ném xuống đất. Ầm. Nữ tử áo đen rơi mạnh xuống đất đánh ầm một tiếng. Không thấy máu đổ cũng không thấy cô ta hộc máu nhưng thân thể của cô ta đã biến thành xương khói trong chớp mắt. Phân thân. Triệu Bân thấy vậy thì cả kinh. Không sai, đó là một phân thân, chính vì đó là một phân thân cho nên hắn mới cả kinh. Hắn có thiên nhãn nhưng trước đó cũng không hề phát hiện ra, ngay cả phân thân còn mạnh như vậy thì chân thân còn đáng sợ đến bao nhiêu. Lẽ nào đây thật sự là môn chủ La Sinh Môn? Triệu Bân không nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức đi thẳng về phía bắc đuổi theo Long Phi. Không khó để nhận ra thần sắc của hắn rất khó coi. Hắn biết mình đã bị môn chủ La Sinh Môn nhắm tới. Lần này chỉ là một phân thân, lần sau rất có thể sẽ là chính chân thân ra trận. Cơ Ngân. Trong một địa cung cách xa vạn dặm có một giọng nói âm u vang lên. Đó là giọng nói của một nữ tử đang ngồi nhắm mắt trên tế đàn. Khi nói ra hai chữ Cơ Ngân thì cô ta mới chậm rãi mở mắt để lộ ra một đôi mắt đẹp trong veo nhưng lại lạnh lẽo không chịu nổi, không có một chút tình cảm nào. Cô ta là môn chủ La Sinh Môn. Kẻ vừa ám sát Triệu Bân đúng là phân thân của cô ta. Võ tu cảnh giới địa tạng không đáng để cô ta đích thân ra tay. Chỉ có điều sau khi chứng kiến nội tình của Thánh tử Thiên Tông thì cô ta mới nhận ra mình không ra trận không được. Ngay cả Diêm La Mặt Quỷ cũng thất thủ thì sát thủ cảnh giới chuẩn thiên khác chắc chắn không bắt được Cơ Ngân, có phái thêm nhiều nữa cũng vô dụng. Tất nhiên, cô ta đích thân ra trận cũng còn có nguyên do khác, chính là do cô ta thật sự rất khó chịu với Cơ Ngân. Cô ta đã ám sát rất nhiều người nhưng đây là lần đầu tiên mà cô ta bị kẻ khác ném xuống đất. Mặc dù kẻ bị ném chỉ là một phân thân nhưng chính chân thân như cô ta cũng bị ảnh hưởng. Dù sao thì Thánh tử Thiên Tông cũng rất nổi tiếng cho nên cô ta không ngại đích thân ra trận. Vèo. Triệu Bân phóng đi nhanh như một tia sáng. Hắn không ngừng sờ vào cổ mình, lúc nào cũng có cảm giác ớn lạnh. Bị cường giả thiên võ nhắm đến, không ớn lạnh mới là lạ. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn hắn rồi nói, một cô nương xinh đẹp như vậy mà ngươi nói ném liền ném. Tốt xấu gì cũng nên tán tỉnh một chút chứ. Triệu Bân định thần, lại tăng tốc độ. Hắn đuổi theo hơn nửa đêm cũng không đuổi kịp Long Phi, hẳn là cô ta đang rất sốt ruột cứu phụ hoàng của mình cho nên đã đẩy tốc độ lên đến cực hạn. Triệu Bân cũng không chậm, ngay lập tức dùng thêm bùa tốc hành phóng về phía trước. Trên đường đi hắn lại càng thấy nhiều thú cưỡi bay trên trời và chiến mã phi nước đại dưới mặt đất hơn. Tất cả đều là người đang gấp rút tiếp viện biên quan. Trong số đó, lớp người già chiếm đa số. Bên trong những người già còn có rất nhiều người không sống được bao lâu nữa giống như lão tổ Vân Gia Vân Thương Huyền, tự biết thời gian không còn nhiều liền muốn ra biên quan tiếp viện, ôm theo quyết tâm liều chết bảo vệ quốc gia. Tất nhiên cũng có rất nhiều tiểu bối. Quốc gia hưng vong đã kích động tâm huyết của bọn họ. Giết! Chiến! Càng đến gần biên quan tiếng hò hét chém giết lại càng rõ ràng. Triệu Bân cầm kính viễn vọng vừa đi vừa quan sát, phương Bắc dường như đã chìm trong biển lửa chiến tranh suốt mấy ngày liền. Chỉ có quỷ mới biết được Vương Triều Hắc Long đã điều động bao nhiêu binh mã tiến vào Đại Hạ. Tất cả những người đang gấp rút tiếp viện biên quan Đại Hạ cũng đều phẫn nộ, mạnh mẽ xông về phía biên quan. Động tĩnh đại chiến vang vọng đầy trời, không cần chứng kiến cũng biết nhất định là xác người la liệt, máu chảy thành sông. Những gì hắn thấy trên đường đi cũng chính xác như thế. Đại quân của Vương Triều Hắc Long đã kéo vào Đại Hạ không ít. Có rất nhiều thành cổ đã sụp đổ, thôn xóm bị tàn sát, huyết quang lan từ phương Bắc tràn tới phương Nam. Càng đi về phương Bắc thì xương máu càng dày đặc, cả trời đất đều bị nhuộm đỏ màu máu. Ông! Trên đường đi, hắn liên tục dương cung cài tên. Bất kỳ kẻ nào thuộc về Vương Triều Hắc Long đều bị giết chết không tha. Nhưng hắn không dừng lại giây phút nào. Đại bằng dương cánh bay cao thẳng về phương Bắc. Hắn đứng trên lưng đại bằng tiện tay công phạt. Trong lúc đó hắn cũng liên tục bị vây sát. Tuy nhiên không có bất kỳ kẻ nào có thể ngăn cản hắn, hắn vẫn thẳng một đường công phạt không ngừng nghỉ. Những kẻ lọt lưới vẫn có người khác xử lý,
đó chính là những cường giả đại hạ đang gấp rút tiếp viện biên quan. Số lượng người tiếp viện không hề ít, còn chưa tới biên quan thì đã khí thế ngút trời, không nhiều lời vô nghĩa mà trực tiếp công phạt. Tới đêm ngày thứ hai thì hắn mới đuổi kịp Long Phi. Toàn thân Long Phi bộc phát sát khí mãnh liệt, cô ta cũng gặp rất nhiều trận vây sát giống như hắn nhưng đều mạnh mẽ giết sạch. Thanh kiếm trên tay cô ta đã nhuộm đỏ máu tươi, không cần hỏi cũng biết cô ta đã giết được rất nhiều kẻ địch. Một lúc sau thì bọn họ đã có thể nhìn thấy dãy núi Thương Long. Vì khoảng cách còn rất xa cho nên bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy dãy núi một cách mơ hồ, nhưng lại có thể nghe thấy rõ ràng những tiếng la hét giết chóc. Kẻ địch vẫn còn đang công phạt, tức là phụ hoàng vẫn còn sống. Long Phi nghẹn ngào nói, thanh kiếm trong tay lại run lên. Đừng liều lĩnh. Triệu Bân nói xong lại kéo cô ta lên trời, công kích trực diện không phải là phương án tốt, đánh giặc phải chú ý kỹ xảo chứ không nên lỗ mãng, mặc dù bọn họ là ký chủ nhưng khi chống lại cả một đại quân thì cũng phải biết suy nghĩ tính toán trước sau. So sánh với việc công kích trực diện thì quấy rối từ phía sau sẽ hiệu quả hơn. Hắn liếc nhìn vào trong chiếc nhẫn mại bên trong có xe nỏ, hơn nữa còn có rất nhiều xe nỏ. Nếu như hắn tìm một nơi ẩn nấp và dùng xe nổ bắn phá điên cuồng từ phía sau thì cảnh tượng chắc chắn sẽ rất khủng bố. Bắt được Long Chiến sẽ được ban đất phong vương. Tiếng hô hào phấn khích kinh thiên động địa vang lên. Từ trên trời nhìn xuống, đại quân như biển lớn của vương triều Hắc Long đã xông lên từ bốn phía, nhấn chìm toàn bộ núi Thương Long, mặt đất đông nghịt người, trên trời cũng có đầy tỏa kỵ bay tới bay lui. Nếu không có gì bất ngờ, tối nay sẽ có thể san bằng dãy núi đó. Nếu may mắn nữa thì quân tiến công còn có thể bắt sống được hoàng đế đại hạ, dù ông ta chỉ còn là cái xác thì người giết vẫn được phong vương như thường, con cháu cũng được thơm lây, không chỉ có vinh hoa phú quý mà còn là tạo hóa hiếm gặp. Chiến! Quân Ngự Long hét lớn rồi điên cuồng đánh giết. Cuộc chiến rất khốc liệt, nếu như không có quân chi viện thì tối nay toàn quân sẽ bị diệt vong. Nhưng, tình thế càng ngặt nghèo thì tinh thần chiến đấu của họ lại càng dâng cao. Ở đây! Triệu Bân và Long Phi lén lút tiến vào rừng rồi ẩn mình sau những lùm cây. Từ chỗ này, họ có thể quan sát quân địch rất rõ ràng, bọn chúng đang dồn dập liều mạng tấn công núi Thương Long. Bù! Cùng tiếng động to lớn là những chiếc xe nỏ lần lượt di chuyển ra khỏi nhẫn ma. Số lượng xe nỏ cực kỳ nhiều, có đến 4, 5 vạn chiếc. Long Phi sửng sốt, ánh mắt cô ta nhìn Triệu công tử cũng đã thay đổi. Tên này lấy đâu ra nhiều xe nỏ đến thế? Đây là vũ khí chiến tranh, chi phí chế tạo lại không hề rẻ, trước giờ chỉ có quân đội sử dụng, dân gian không hề có. Tu luyện cực kỳ tốn tài nguyên, bản thân còn không đủ dùng, ai lại rảnh đi làm mấy thứ này chứ? Làm một, hai cái thì còn có thể nói là tò mò nên nghiên cứu thử, nhưng đến bốn, năm vạn thế này thì rõ ràng là đại gia mà. Cũng không sai, hắn là một đại gia có tiền. Hơn nữa, còn giàu tới mức bất thường. Trước đây, hắn tống tiền ân chú được cả núi tiền thì đã dùng hơn một nửa để làm ra số xe nỏ này rồi. Số này vẫn chưa là gì. Đấy sẽ là câu trả lời của Triệu công tử. 4. 5 vạn xe nỏ cũng chỉ là một phần nhỏ tài sản của Thành Thiên Thu thôi. Nếu chuyển toàn bộ vũ khí đến đây hết thì mới thật sự hoành tráng. Muốn dùng cả đống để bắn tỉa điên cuồng thì phải tiêu tốn cả trăm ngàn vạn lượng. Những thế lực bình thường không ai dám đánh kiểu đó, mà dường như cũng không ai đủ khả năng đánh kiểu đó. Tiền mà. Đánh như vậy thì khác nào dùng tiền đập đối thủ. Phân chia. Triệu Bân lạnh lùng hét lên là hàng ngàn phân thân liền xuất hiện. Sau đó phân thân còn tiếp tục biến ra những bản thể khác nữa, đông đen cả khoảng trống. Nếu có người ngoài ở đây, đối phương nhất định sẽ giật mình vì với một tên cảnh giới địa tạng, dù có đan hải thì cũng không thể nào có thể biến ra nhiều phân thân đến vậy. Nếu biến một mạch thế này là sẽ tiêu hao sạch chân nguyên. Mà nếu khi chân nguyên đã cạn kiệt nhưng vẫn cố biến ta phân thân thì coi như đang muốn chơi trò kích thích trái tim rồi, không chỉ tổn hại đến căn cơ, có khả năng cao là sẽ mất mạng như chơi. Có điều, tên này lại được ông trời cho bắp mà. Hắn có phân thân ở đại địa linh mạch, từ đó phân thân sẽ truyền tinh nguyên cho hắn nên sức mạnh không bao giờ cạn kiệt. Triệu Bân liếc mắt nhìn Long Phi, mặc dù hắn không nói gì nhưng ý nghĩ thì lại được thể hiện rất rõ, cô còn đứng đó nhìn nữa à? Long Phi tằng hắng, vội vã đứng nghiêm chỉnh. Cô ta cũng biến ra rất nhiều phân thân. Triệu Bân thủ đoạn bí mật thì cô ta cũng vậy, đủ chân nguyên thì biến lấy biến để ra phân thân là được. Mau! Phân thân của hai người đều tiến lên,
tự tìm vị trí cho mình, mỗi người được phân một chiếc xe nỏ, gác cường nỏ lên, điều chỉnh vị trí rồi hướng hết cái mũi nỏ về phía đám đông của đại quân Vương Triều Hắc Long. Chuẩn bị! Nghe theo hiệu lệnh của ta! Một phân thân của Triệu Bân cầm cây cờ nhỏ lên, thuận tay vén tay áo. Long Phi thấy vậy, ánh mắt đầy vẻ thắc mắc, cũng là phân thân như nhau nhưng có vẻ như phân thân của cơ ngân nhân tính hóa hơn. Bắn cho ta! Phân thân hét lớn, giương cây cờ nhỏ lên và vẫy. Sau khi nghe hiệu lệnh, 4, 5 vạn phân thân đồng loạt mở cấm chế của xe nỏ. Sau đó là một cảnh tượng cực kỳ hoành tráng. Cảnh vạn mũi tên cùng bắn ra mà người ta thường nói đã xuất hiện. Đống cường nỏ nối đuôi nhau thành một khoảng đầy dãy mũi nhọn, phóng vút ra trong đêm, cây nào cây nấy đều rung lên ù ù với sức sát thương cực kỳ lớn, ma sát với không khí đến mức tóe lửa, nhìn từ phía xa cứ như những tia sáng, chấn động cả bầu trời. Long Phi cũng giật mình khi nhìn thấy cảnh đó. Lần đầu tiên cô ta thấy cảnh tượng đồ sộ như vậy. Dù cô ta có cửu vĩ hóa thì cũng sẽ bị bắn thành cho trong trận thế đó. Tiếp tục. Đợt bắn thứ nhất chưa kịp rơi xuống đất thì phân thân của Triệu Bân lại phất cờ theo sau tiếng động lớn là đợt cường nê thứ hai lại phóng lên trời. Để hạ gục đối thủ, Triệu Bản đã bất chấp mọi giá, cố hết đề sức. Tấn công với hoa lực mạnh nhất đã lập tức gây ra tổn thất nghiêm trọng cho đối phương khi chúng vẫn còn chưa kịp phản ứng. Hà! Các binh tướng của Vương Triều Hắc Long đang tấn công núi Thương Long nghe thấy tiếng ù ù thì bất giác quay lại nhìn. Đập vào mắt là cảnh thương giáo ngập trời, đổ xuống như mưa. Chuyện này, bất cứ ai nhìn thấy cũng phải ngây người ra. Cường nỏ ở đâu ra thế? Hơn nữa, số lượng còn nhiều đến vậy, bắn bừa sao? Tránh ra, rất nhiều người hét lên. Cần gì bọn chúng nói, ai cũng đã chạy đi trốn hết rồi. Cường nỏ không phải vật tầm thường, sức đâm cực mạnh, đừng nói gì đến cảnh giới địa tạng, đến cả chân nguyên hộ thể và cơ thể của cảnh giới chuẩn thiên cũng sẽ bị đâm thủng ngay lập tức. Đám đông đều là cao thủ võ đạo nhưng gần như không có ai dám đương đầu với cường nỏ, đó chẳng phải là một cây giáo bình thường mà bên trong nó còn có bùa nổ nữa, sau bùa nổ là đến kim độc. Bất luận chúng phải thứ gì thì cũng sẽ vô cùng đau khổ. Giáo rơi khắp trời. Mặt đất bỗng chốc máu me lênh láng. Bọn họ đều đang mải công phá núi Thương Long, có người nhìn thấy cường nỏ nhưng có người không nhìn thấy, có người trốn kịp nhưng có người lại né không kịp. Ai trốn kịp thì hên. Ai không trốn kịp thì sẽ rất thê thảm, không biết có bao nhiêu người bị đâm thủng. Những người có thể né được cường nỏ cũng chưa chắc có thể sống sót, sức sát thương của bùa nổ và kim độc phóng ra sau đó cũng không tầm thường, tránh được cường nỏ nhưng lại không tránh được bùa nổ, tránh được bùa nổ thì lại không tránh được kim độc. Bọn họ trước sau gì cũng trúng một trong ba đòn tấn công. Tiếng la thảm thiết vang lên như tiếng oan hồn ai oán. Giống như những gì Triệu công tử dự đoán, cảnh tượng đó rất đã mắt. Quân địch đông nghìn nghịt bị nổ văng tứ tung, lúc bay lên vẫn còn ổn, nhưng đến khi rơi xuống đất thì thịt xương lẫn lộn, trong đó không thiếu cảnh giới địa tạng và cảnh giới chuẩn thiên. Bùa nổ của Triệu công tử không phải bùa nổ tầm thường. Còn kim độc do Triệu công tử tạo ra thì cũng không phải là loại bình thường. Vũ khí tầm đó thì cực kỳ hữu dụng khi đánh số đông. Thình thịch, Long Phi trông thấy mà nuốt nước bọt. Nếu không ai lại gọi nỏ là vũ khí của chiến tranh chứ, bởi vì nó quá hung mãnh. Bao nhiêu cường giả, chỉ cần châm ngòi bắn bừa một hồi là thổi bay cả đám rồi, gì mà tu vi võ đạo, gì mà căn cơ gốc rễ, gặp phải chiến xa cường nỏ dường như cũng biến thành đồ trang trí hết. Chẳng trách các vương triều lớn mê mẩn xe nỏ đến vậy. Lực sát thương khủng khiếp cỡ này, chẳng phải là vũ khí sắc bén trong chiến tranh đó sao? Đùng, binh, đùng. Trong lúc đó, loạt cường nỏ thứ hai đã rơi xuống. Máu me lại bắn tung tóe, lại nổ bay cả một vùng. Bắn! Bắn tiếp cho ta! Phân thân của Triệu Bân thét ầm ĩ, điên cuồng phất cờ. Triệu công tử thì còn đỡ. Chứ Long Phi và các phân thân của cô ta nhìn phân thân của Triệu Bân với ánh mắt không bình thường tí nào. Người biết thì hiểu là họ đang đánh trận, chứ ai không biết còn tưởng hắn đang làm chuyện gì không tốt lắm. Đánh trận cũng được, làm chuyện dở người cũng được. Khả năng tấn công của cường nỏ gây nên cảnh tượng hết sức đẫm máu. Đại quân của Vương Triều Hắc Long ở bên này gặp phải vài đợt bắn, chẳng còn mấy người có thể đứng vững. Sợ nhất là khi đội hình tập trung quá nhiều. Cứ tập trung nhiều thì kiểu gì cũng gặp chuyện lớn.
Chiến xa cường nỏ không đáng sợ, tránh ra là được, nếu tránh không được thì sung sướng phải biết, hứng chịu đòn tấn công trong tình huống không kịp trở tay thì ai khó chịu sẽ biết ngay. Giống như đại quân của Vương Triều Hắc Long vậy, e rằng những người còn sống đã không phân biệt nổi Nam Bắc Đông Tây nữa, đầu óc váng vất, toàn thân đau đớn kìa. Ai cũng lảo đảo, mà người mất chân mất tay thì nhiều như lá rụng mùa thu. Á! Tiếng gào thảm thiết vang vọng cả một vùng trời, họ đang ở chiến trường mà cứ như ở địa ngục. Tiếng gào la thảm thiết của họ nghe như tiếng khóc than của lệ quỷ. Bắn! Bắn cho ta! Trong rừng cây, phân thân của Triệu Bân đang hô to gọi nhỏ. Triệu Bân và Long Phi có hả hê hay không, họ không biết, nhưng phân thân của hai người này vui vẻ bắn nỏ, phong thái rạng rỡ hơn cả bản tôn. Bấy giờ thì bản tôn khiêm tốn hơn chúng nhiều. Cả Triệu Bân lẫn Long Phi đều cầm kính viễn vọng quan sát xung quanh. Phản ứng của Vương Triều Hắc Long không hề chậm trễ, một lượng lớn tòa kỵ phi hành đang hướng về phía này, trên mỗi tòa kỵ đều có một cường giả. Đi thôi. Triệu Bân thu hồi ánh mắt, phất tay cất hết tất cả xe nỏ đi. Trong mắt Long Phi, có thể cất hết vài ba vạn chiếc xe nỏ đi trong một lát có thể xưng tụng là đại thần thông rồi. Phải biết rằng, xe nỏ được chế tạo từ chất liệu đặc thù, cực kỳ nặng. Huống hồ là con số khổng lồ lên tới vài vạn chiếc. Cũng đúng, cất xe nỏ vô cùng tốn sức. Nhìn gương mặt đỏ bừng của Triệu Bân là biết hắn gắng gượng tới mức nào. Đây là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, rất tiêu hao chân nguyên và sức lực. May mà hắn khắc sẵn dấu ấn trên mỗi chiếc xe nỏ, gắng gượng cất đi vẫn có thể làm được. Không gian của chiếc nhẫn kia lớn đến thế sao? Long Phi lầm bầm, bất giác liếc nhìn chiếc nhẫn ma của Triệu Bân thêm một chút. Có thể chứa được vài vạn chiếc xe nỏ, chỉ riêng điều này, không một lá bùa chữ vật nào có thể bì được. Dùng xe nỏ cũng phải tương xứng với căn cơ, nếu không có không gian lớn để cất vũ khí chiến tranh thì không thể tạo ra động tĩnh lớn được. Xoạt, xoạt. Hai người lặng lẽ xuyên qua rừng cây như những bóng ma. Đánh du kích mà, cứ đánh xong một đợt là bỏ đi, đổi địa điểm khác tiếp tục cho nổ. Hai người vừa rời đi không lâu thì người của Vương Triều Hắc Long ập tới. Từng con báo đen mọc cánh trao liệng trên bầu trời, nhìn từ đằng xa giống như màn mây đen ngòm khiến bầu trời cũng trở nên u tối. Người đâu rồi? Các cường giả Hắc Long lộ ra biểu cảm quái dị và giận dữ, ban nãy họ nhìn rất rõ, cường nỏ như bão táp mưa sa bắn ra từ trong khu rừng này, nhìn đội hình xe nỏ ấy chí ít cũng phải vài ba vạn chiếc. Có thể điều khiển được từng ấy xe nỏ thì số lượng người chắc chắn không ít. Nhưng khi chạy tới xem thử thì không thấy bóng dáng ai. Nổ tung chỗ này cho ta, một lão già thét lên. Nghe lệnh, những cường giả đang trao liệng trên bầu trời vung tay, bùa nổ từ trên trời ào ào rơi xuống, không chỉ muốn san phẳng khu rừng này mà còn phải ép người đang trốn bên trong đó chui ra, chưa biết chừng đối phương dùng thuật ẩn thân hoặc độn thổ. Bùa nổ rơi xuống cánh rừng lập tức nổ đi đùng, cây cối đổ rạp từng mảng, đất đá tung bay, đúng là san bằng nơi này thành bình địa. Rất nhiều cường giả Hắc Long xông vào rừng. Lục soát theo kiểu giải thảm. Ở bên này, Triệu Bân và Long Phi đã ẩn mình vào khe núi, đang cầm kính viễn vọng quan sát xung quanh. Không quân của Vương Triều Hắc Long khá là nan giải đấy, Triệu Bân nói. Nếu muốn đánh lén lần nữa, e rằng rất khó. Long Phi hít một hơi thật sâu, bây giờ đại quân của Vương Triều Hắc Long đã bao vây núi Thương Long từ bốn phía đông tây nam bắc, trước đó cô ta và Triệu Bân đánh lén từ phía nam. Quân địch bị trọng thương từ một phía, nhưng đã bứt dây động rừng. Lúc này đây, quân địch ở phía đông, phía tây và phía bắc đều đề cao cảnh giác. Cảnh giác ở Đề Ý Chi không quân của Vương Triều Hắc Long, tỏa kỵ phi hành bay thành đoàn giải ra cửa vùng ngoài, hoặc là tuần tiễu, hoặc là lục soát, ngoại trừ họ ra, trên mặt đất còn có không ít về tu trị giác, ẩn náu trong bóng tối trong tình huống này, tiếp tục sử dụng số lượng lớn xe nở để gây nổ là rất khó khăn. Nếu tiến hành công kích sẽ bị phát giác ngay lập tức, cho dù họ rút lui kịp thời cũng không tránh được cảnh bị đối phương bao vây. Thế thì ưu thế địch ở ngoài sáng ta ở trong tối sẽ mất hết. Nếu có trách thì chỉ trách đội hình của Vương Triều Hắc Long quá lớn, dù mảnh đất này rộng thênh thang cũng không thể giấu nổi ai. Đánh bại không quân đi, hai mắt Triệu Bân lóe sáng. Chỉ dựa vào hai ta, Long Phi vô thức nhìn sang. Ở lại đây, nấp kỹ vào. Triệu Bân nói rồi một mình lao ra ngoài. Đi tới một vùng đất, hắn lột bỏ hắc bào, để lộ dung mạo, khiến Long Phi trông thấy mà mờ mịt.
để lộ thân phận như vậy hiển nhiên là muốn dụ địch, hơn nữa còn dụ tới khá nhiều, bởi vì hắn là thánh tử của Thiên Tông, không chỉ cực giàu mà còn là một báu vật. Không xét tới điều gì khác, chỉ riêng thánh thú Kỳ Lân đã đủ khiến vương triều Hắc Long điên cuồng. Soạt, Triệu Bân như một bóng ma, leo lên một đỉnh núi. Hắn không những không dùng bùa che giấu mà còn cố tình để lộ khí tức. Hửm, trong không trung, một cường giả từ vương triều Hắc Long đang cưỡi trên tòa kỵ phi hành vô thức cúi xuống. Tu vi của kẻ này không thấp, khả năng cảm nhận cũng không yếu, Triệu Bân vừa leo lên đỉnh núi, hắn ta đã phát giác ra rồi. Mới nhìn thoáng qua, hắn ta đã sững người. Sau phút sững sờ, hắn ta kinh ngạc hô lên, Cơ Ngân. Đúng vậy, đó là Cơ Ngân, là thánh tử của Thiên Tông nước Đại Hạ. Tuy hắn sở hữu một gương mặt phổ thông, nhưng dễ nhận ra. Tại sao dễ nhận ra? Bởi vì hắn quá nổi tiếng, tranh vẽ của hắn đã được truyền bá khắp vương triều Hắc Long từ rất lâu rồi. Trước khi đến đây, họ được xem bức vẽ ấy rất nhiều lần, không ngờ rằng thánh tử của Thiên Tông còn chạy tới biên ải. Nhiều người nghe thấy tiếng hô kinh ngạc của hắn. Chính bởi vì nghe thấy, họ mới đồng loạt nhìn sang, ánh mắt tập trung lên đỉnh núi. Keng! Trước ánh mắt của đám đông, Triệu Bân kéo cung gắn tên. Mũi tên sấm sét vô địch như một luồng sáng màu vàng bắn lên bầu trời. Sau đó, cường giả đầu tiên của Vương quốc Hắc Long phát hiện ra hắn bị trúng tên, cả người lẫn tỏa kỵ cùng rơi khỏi bầu trời. Thấy vậy, cả đống tỏa kỵ phi hành bổ nhào về phía hắn. Triệu Bân lại kéo cung gắn tên, uy lực của mũi tên không gì địch lại, đồng thời đầu mũi tên nhắm rất chuẩn, điểm danh từng người. Mau! Cơ Ngân ở đó! Cường giả vương triều Hắc Long bao vây truy sát Triệu Bân, ai nấy hả họng gào thét. Họ hò hét như vậy cũng không thành vấn đề, quá nửa chiến trường đều bị kinh động. Cái tên Cơ Ngân vô cùng nổi bật, đi đến đâu cũng như một tiếng sấm dậy. Nghe thấy tên của hắn, người ta vừa mừng vừa sợ, tên đó có thánh thú Kỳ Lân, là một báu vật, cũng là một vị sát thần. Trận chiến ở biên quan phía đông nam của Đại Hạ, chiến tích đặt bẫy giết hàng trăm vạn đại quân đủ tạo nên hung danh của hắn. Ai bắt được Cơ Ngân, phong vương ngay tại chỗ. Tiếng hét của thống soái vương triều Hắc Long vang vọng khắp bầu trời. Mệnh lệnh của ông ta rất nể mặt Triệu Bân, vương tước cao quý tới mức nào, nếu không phải đại công thần sẽ không có được vinh hạnh đặc biệt này. Trước đó ai bắt được Long Chiến sẽ phong vương, tức là ông ta nghiễm nhiên đặt Cơ Ngân ngang hàng với hoàng đế của Đại Hạ. Giết! Cường giả của vương triều Hắc Long ùn ùn kéo đến, phủ kín trời đất. Thống soái của Hắc Long cũng rất nể mặt, vì muốn bắt Cơ Ngân mà điều động không biết bao nhiêu cường giả. Ít người làm sao bắt nổi Cơ Ngân, tên đó không chỉ là thánh tử của Thiên Tông mà còn là túc chủ của Kỳ Lân đấy. Nhân tài tầm cỡ này, phải điều động quân đội trấn áp mới được. Đùng, đùng đùng uỳnh, trời đất nổ đi đùng, không chống trụ nổi trước uy thế chèn ép của cường giả vương triều Hắc Long, người đông nên khí thế cũng tương xứng, chèn ép đến mức mặt đất rung lên. Đè nén tới mức bầu trời rung động, nhìn từ đằng xa, chỉ thấy một màu đen che kín đất trời. Long Phi trông thấy mà mặt mũi tái nhợt. Đội hình của vương triều Hắc Long quá hùng hậu. Với cục diện như thế này, dù Cơ Ngân mở Kỳ Lân hóa, cũng chưa chắc sẽ đỡ được. Rừ! Nhắc tới Kỳ Lân hóa, Triệu Bân dùng tới thật luôn. Vẫn là anh bạn to lớn đó, sừng sững như núi, nhìn thôi đã thấy đáng sợ. Uỳnh! Triệu Bân cầm kiếm Long Uyên, kéo dài vô tận, một kiếm quét ngang hư không, kiếm đi đến đâu là màu máu đỏ chói mắt tới đó, một lượng lớn tỏa kỵ phi hành rơi xuống, người ngồi trên đó bị kiếm uy chém thành thịt nát xương tan. Hợp lực tiêu diệt, tiếng hò hét vang lên khắp nơi, bốn phương tám hướng đều có bóng người đang vây lại, còn chưa kịp chạy tới khu vực đó đã đánh ra đại thuật sát sinh, đao mang, kiếm quang, quyền ảnh, trưởng ấn. Cũng bay ngập trời. Đòn công kích đơn lẻ có lẽ uy lực không đủ, nhưng số lượng nhiều đến một mức độ nhất định thì rất đáng sợ. Triệu Bân dù mở Kỳ Lân hóa cũng không dám đối đầu trực diện. Hắn cũng giơ chân dẫm nát mắt đất, Kỳ Lân hóa hình người bỗng hóa thành hình thái của ưng sư, lao thẳng lên trời, giống như một luồng sáng vàng cắm vào bầu trời. Đi đâu hả? Cường giả của vương triều Hắc Long hừ một tiếng, nhất tề đuổi theo. Cùng với tiếng gào thét và hò hét, từng con tỏa kỵ phi hành lao thẳng lên trời, chim ưng, đại bàng, hắc hổ mọc cánh, hỏa lang. Loài nào cũng có, không phải một vài con, mà là cả một vùng, vừa đuổi theo vừa đánh, bắn tóe ra vô số tia lửa đỏ rực trong không trung.
Có lẽ vì động tĩnh quá lớn, núi Thương Long cũng bị kinh động. Binh tướng vẫn còn đang chém giết trong núi Thương Long, bất kể là binh lính Triều Long Đại Hạ hay là của Vương Triều Hắc Long đều ngừng chiến trong một khoảnh khắc, vô thức ngẩng đầu nhìn lên, trông về bầu trời bên ấy, có thể loáng thoáng thấy anh bạn to lớn kia. Đúng là bá đạo thật, giữa bầu trời tăm tối, hắn là người sáng láng nhất nổi bật nhất. Đó là, cái gì thế, nhiều binh tướng của Vương Triều Hắc Long sửng sốt. Kỳ Lân Hóa, các binh tướng của Đại Hạ thì lộ vẻ kinh ngạc. Trong lúc kinh ngạc, họ còn có cảm giác vui mừng đến không thể nói thành lời. Đúng vậy, chắc chắn đó là Kỳ Lân Hóa của Cơ Ngân. Chi viện của Đại Hạ tới rồi. Tuy rằng họ chỉ trông thấy một người, nhưng đã có thể bừng bừng khí thế. Bởi vì đó là Thánh Tử Thiên Tông của Đại Hạ, đó là kẻ tàn nhẫn từng dệt nên vô số truyền thuyết và thần thoại. Trước kia, tình hình chiến sự ở biên quan Đông Nam khẩn cấp tới mức nào? Quân Xích Diễm với sức chiến đấu mạnh mẽ ra sao mà suýt nữa thất thủ biên quan. Chính Thánh Tử Thiên Tông dẫn sấm sét tới đã xoay chuyển càn khôn, giết hàng trăm vạn quân của Đại Nguyên. Đến nay, Vương Triều Đại Nguyên cũng không dám ra khỏi biên quan nửa bước, sợ Triều Long của Đại Hạ, cũng sợ Thánh Tử của Thiên Tông, bị sét đánh đến mức ám ảnh tâm lý. Bây giờ hắn tới chi viện cho biên cương phía Bắc, ắt hẳn sẽ có thể vì Triều Long của Đại Hạ mà xoay chuyển tình thế. Đúng là niên thiếu xuất anh kiệt. Thống soái Ngự Long lên tiếng, đôi mắt già nua lấp lánh ánh sáng. Thứ sáng ngời hơn cả ánh mắt của ông ta là cháu trai Thiên Vũ của ông ta. Cơ Ngân đáng sợ tới mức nào, hắn ta từng được chứng kiến. Trước đó hắn ta cùng Cơ Ngân và Sở Vô Xương tiến vào Di Chỉ Ma Vực, người đó từng dùng sức mạnh của bản thân, suýt chút nữa đổ sát hết cao thủ yêu nghiệt của các nước, không biết bao nhiêu thế lực mất luôn thế hệ thừa kế. Long Chiến nhíu mày. Làm sằng làm bậy quá. Người làm sằng làm bậy đâu chỉ mình hắn, thống soái Ngự Long mỉm cười. Không ai có mặt ở đó phản bác câu nói này. Đại Hạ nhiều nhân tài, hoàng đế còn tới trấn thủ biên cương rồi, huống hồ là thánh tử của Thiên Tông. Họ đều là những người cương liệt, cũng là hảo hán cứng cáp. Đùng, binh, đùng. Trong lúc này, tiếng nổ trên vòng trời càng thêm dữ dội. Dương Triều Hắc Long rất hào phóng và muốn báo vệ tiêu diệt Thánh Tử Thiên Tông, tất cả không quân được điều động tới, biến bầu trời thành một mảnh nhoáng cùng chính vì oám nên Kỳ Lân Hóa mới càng thêm chói mắt. Nào! Triệu Bân hô lên đầy kiên định, cưỡng ép mở một con đường máu, chạy về phía Tây. Đây là chiến lược của hắn, dẫn dụ hết không quân của Vương Triều Hắc Long, tìm chỗ nào đó để tiêu diệt cả thảy, cùng lắm thì khiến chúng bị thương nặng, cũng coi như giảm bớt áp lực cho núi Thương Long. Không còn không quân lục soát và tuần tiễu, hắn và Long Phi tiếp tục đánh lén mới dễ dàng hơn. Soạt, soạt. Phía sau lưng Triệu Bân, tòa kỵ phi hành đen ngòm ngòm đuổi theo sát sạt. Long Phi cũng điên cuồng đuổi theo, khi nào cần thiết, cô ta không ngại mở cửu vĩ hóa. Giết! Núi Thương Long mới im lìm chưa được vài ba giây đã vang vọng tiếng hô hào. Gặp Thánh Tử Thiên Tông thì đòi giết, gặp Hoàng đế Đại Hạ cũng đòi bắt. Binh tướng của Vương Triều Hắc Long điên cuồng tấn công. Chiến! Binh tướng Đại Hạ hô hào ầm ý, dốc sức chém giết. Có lẽ vì Cơ Ngân chạy đến mang theo một sự tín nhiệm nào đó, khơi dậy ý chí chiến đấu tiềm ẩn của họ. Hoàng đế của Triều Long Đại Hạ ở đây, Thánh Tử của Thiên Tông Đại Hạ cũng ở đây, kề vai sát cánh, ai nấy phấn khích đến mức nhiệt huyết trào dâng, chém giết điên cuồng, ngoan cố chống cự trên từng ngọn núi, quyết không lùi bước. Gần đây có mưa lớn không? Thống soái của Vương Triều Hắc Long đã hỏi câu này rất nhiều lần. Ông ta sợ chứ, sợ Cơ Ngân dẫn sấm sét tới, Vương Triều Đại Nguyên của một năm trước chính là bài học còn sờ sờ ra đó, mà hai vị thống soái chết vì sét đánh của Vương Triều Đại Nguyên chính là ví dụ tiêu biểu nhất. Ông ta cũng là thống soái, nhưng là thống soái của Vương Triều Hắc Long, tuyệt đối không thể tiếp bước hai người kia được. Bên cạnh ông ta, một ông già tóc bạc phơ đứng thẳng tắp, một tay cầm đĩa bát quái, một tay bấm đốt tính toán, ngẩng đầu trông trời. Nói cách khác, người này đang xem tinh tượng, thống soái hỏi bao nhiêu lần thì người này xem bấy nhiêu lần. Không có mưa. Lời nói của ông già tóc bạc rất chắc chắn. Với thống soái của Vương Triều Hắc Long, ba chữ này hữu hiệu hơn bất kỳ thang thuốc tốt nào. Không có mưa, không có sấm sét, vậy thì dễ thôi. Cơ Ngân không mượn được thiên uy, hắn chỉ là một túc chủ Kỳ Lân, còn ông ta có trăm vạn hùng binh. Còn sợ một võ tu địa tạng chắc. Bắt được Cơ Ngân, lập tức phong vương. Lại là mệnh lệnh này,
được ông ta gào thét tới rung trời chuyển đất. Binh tướng của Vương Triều Hắc Long rất phấn khích, binh tướng của Đại Hạ rất phấn khích, ông ta cũng cực kỳ phấn khích, máu huyết sôi lên sùng sục. Long chiến bị bao vây, cơ ngân bị truy sát, cơ hội lập công ở ngay trước mắt. Nếu bắt được Hoàng đế của Đại Hạ, nếu diệt được Thánh tử của Thiên Tông, vậy thì đây sẽ là chiến tích tầm cỡ đến mức nào cơ chứ? Phong hầu phong tướng còn không xứng với công lao của ông ta. Đùng, binh, đùng. Ở phía chân trời xa, tiếng nổ đi đùng vang lên không ngớt. Triệu công tử vừa chạy vừa trốn, không quân của Vương Triều Hắc Long vừa đuổi vừa đánh, trông như thể không hạ được cơ ngân thì không chịu thôi. Bất kể là bắt sống hay tiêu diệt đều có thể lập công và phong vương, ai mà không nóng mắt. Chính là chỗ này đây. Bay đến bên trên một dãy núi, Triệu Bân đứng lại. Sau đó, khí huyết của hắn trào dâng, giống như một luồng sáng màu vàng vọt tới vũ trụ. Giết cho ta. Cường giả của Vương Triều Hắc Long đuổi theo, đa số họ niệm chú bằng một tay. Trong thoáng chốc, bầu trời rung lên bần bật, vô số kiếm khí từ trên trời chém xuống, tạo thành một cơn mưa kiếm. Uỳnh. Triệu Bân giơ tay, kiếm quang từ kiếm Long Uyên kéo dài cả trăm trượng cắm thẳng vào bầu trời, khuấy động kịch liệt, khuấy đến mức mây gió biến đổi, kiếm khí ngập bầu trời cũng bị khuấy tan, nổ tung thành từng luồng sáng. Hắn không ngừng lại, chỉ một lòng muốn lao lên trên. Cường giả của Vương Triều Hắc Long cũng không ngừng, chỉ một lòng muốn đuổi theo. Tới đây nào các cục cưng. Triệu Bân đột ngột đổi hướng, từ trên trời lao xuống. Hắn đang mỉm cười rất vui vẻ, hai hàm răng trắng bóc lộ hết ra ngoài. Nhưng nụ cười của hắn lọt vào mắt cường giả của Vương Triều Hắc Long thì rất đáng sợ, có chuyện gì mà cười vui thế? Thể ánh sáng. Triệu Bân khẽ quát, gắng gượng mở thể ánh sáng. Trong thoáng chốc, toàn thân hắn phát sáng, ánh sáng lan ra vạn trượng. Cũng vào lúc này, dường như hắn không còn là một con người, mà là một vầng mặt trời, một mặt trời màu vàng chói. Thể ánh sáng. Long Phi đuổi theo đến khu vực này bỗng sững người. Cô ta sẽ không nhìn nhầm, đó chắc chắn là thể ánh sáng, một bí pháp thuộc tính ánh sáng. Chính bởi vì nhận ra, cô ta mới nheo mắt. Theo những gì cô ta biết, ở Đại Hạ chỉ có hai người sử dụng được thể ánh sáng, một là Sở Vô Xương, hai là nhân tài xông vào hình tháp trước đó, vậy mà cơ ngân cũng là một nhân tài. Thực sự là ngươi sao? Lời lầm bầm của Long Phi cũng chỉ có cô ta mới nghe được. Giác quan thứ sáu của nữ tử đúng là rất khó tin, trăm lần trăm chúng. Á! Triệu Bân dùng tới thể ánh sáng khiến tiếng gào thảm thiết vang vọng khắp nơi. Thể ánh sáng không đáng sợ, nhưng thể ánh sáng trong trạng thái kỳ lân thì uy lực rất kinh khủng, không chỉ có thuộc tính ánh sáng mà còn có tiên lực và kỳ lân bổ trợ, lôi nó làm bổ trợ cho sấm sét thì đúng là tuyệt vời. Dính phải thể ánh sáng, ai khó chịu người đó mới biết được. Các cường giả của Vương Triều Hắc Long, cộng thêm tòa kỵ của họ, ai nấy đều bị ánh sáng chói lòa hai mắt, trước mắt chỉ thấy một màn đen, khóe mắt còn chảy ra máu tươi. Kẻ nào căn cơ không đủ vững thì bị mù ngay tại chỗ, tòa kỵ không bay vững, họ cũng không đứng vững, cả hai cắm đầu xuống đất. Đó là một cảnh tượng rất đáng sợ. Tòa kỵ phi hành che phủ bầu trời cùng với chủ nhân của chúng dụng là tả khỏi bầu trời. Long Phi trông thấy mà há hốc miệng. Thể ánh sáng trong truyền thuyết đúng là hữu dụng. Nếu thi triển bí thuật này trong trạng thái kỳ lân hóa cũng rất bá đạo. Nếu không phải cô ta có cửu vĩ hồ hộ thể, chắc chắn cũng bị chói mắt vì ánh sáng. Mù hay không thì cô ta không biết, nhưng trong thời gian ngắn rất khó khôi phục bình thường. Thương khung thiên lôi trận. Triệu Bân hét lên một tiếng đanh thép, giơ cao kiếm Long Uyên. Dậu đổ bìm leo, sau thể ánh sáng tất nhiên là đến chiêu thức tấn công quần thể. Khác với lúc trước, thiên lôi trận bây giờ từ trên trời giáng xuống, bí thuật huyền pháp trước giờ không câu nệ quy cách, có thể từ dưới hướng lên thì cũng có thể từ trên hướng xuống, thêm một chữ thiên dường như mới đúng là thiên lôi trận. Uỳnh! Bầu trời rung chuyển, lôi đao ngập tràn bầu trời không ngừng lao xuống, có thêm sấm sét, tiên lực và kỳ lân bổ trợ, từng thanh đao giống như từng tia sét, không chỉ hùng hậu mà uy lực cũng vô cùng lớn. Chí ít thì trong mắt Long Phi, đòn tấn công này rất mạnh, rất bá đạo. Chiến thuật tấn công quần thể có thể tạo ra được quy mô này ở cùng cấp bậc, Triệu Bân là người đầu tiên. Phụt, phụt, phụt. Dù chỉ là một vụ sét đánh quy mô nhỏ, nhưng vẫn rất đẫm máu. Cường giả của Vương Triều Hắc Long rất thê thảm, bị thể ánh sáng chói mù mắt, giữa chừng rớt khỏi bầu trời, còn chưa kịp nghỉ lấy đà,
cũng chưa đứng vững đã bị đao kiếm lôi quang tràn ngập bầu trời chém chết. Bất kể ai trúng chiêu, dù là tọa kỵ hay chủ nhân đều phun máu tung tóe, hoặc là bị chém chết tươi, hoặc bị chém cho thịt nát xương tan, tay chân rụng ra như mưa, không ngừng rơi xuống. Thương khung thiên lôi trận. Tiếng hét của Triệu Bân cũng cuốn theo tiếng gào của Kỳ Lân. Lại là thiên lôi trận, có thể dùng được lần đầu thì tất nhiên cũng có thể dùng tới lần thứ hai, thứ ba, thứ tư. Một câu nói thôi, đánh trận cùng hắn, tuyệt đối không thể để lộ sơ hở. Mà bây giờ các cường giả của Vương Triều Hắc Long đâu chỉ để lộ sơ hở. Sau khi bị mù mắt, họ gặp thêm thiên lôi trận, nghiễm nhiên biến thành những tấm bia di động. Dù không bị mù, họ cũng không đỡ được trận pháp đao kiếm ngập trời này. Phải biết rằng, lúc này Triệu Bân đang ở trong trạng thái kỳ lân hóa, thiên lôi trận bá đạo tới mức nào chứ? Keng! Long Phi cũng không nhàn rỗi, cô ta dùng chân nguyên làm cung, dùng sức mạnh của huyết mạch làm tên, kéo cung bắn tên, nhắm rất chuẩn, mũi tên nào cũng trúng. Mỗi mũi tên là một người, điểm danh từng kẻ một. Nhiều kẻ chưa kịp rơi xuống đất đã bị cô ta bắn thành thi thể, kêu la thảm thiết, cứ rơi xuống đất là biến thành vũng máu. Cô ta không dùng đến cửu vĩ hóa. Quân địch đã không còn khí thế của chúng nữa, kỳ lân cơ ngân cộng thêm cô ta cũng đủ xử lý rồi, dùng cửu vĩ hóa cũng chỉ hao tốn sức lực. Phía sau vẫn còn đại chiến thảm khốc hơn, thép tốt phải dùng cho đúng chỗ. Thê thảm. Cường giả của Vương Triều Hắc Long cực kỳ thê thảm. Hứng chịu thể ánh sáng mà không kịp trở tay, thiên lôi trận sau đó cũng đổ sát sinh mệnh, không thể đếm được cụ thể. 10 vạn không quân bị đánh cho tan tác, trong đó có không ít cao thủ chuẩn thiên. Đã vậy, đòn tấn công của Triệu công tử cực kỳ chăm chút tới các cường giả ở đỉnh cao, tiêu diệt được họ thì đám lâu la còn lại chẳng gây nên nổi sóng gió gì. Khí thế vô hình đã bị phá vỡ, hắn có thể gắng gượng tiêu diệt toàn bộ đám quân địch này. Thiên lôi trận. Triệu Bân từ trên trời hạ xuống, hắn tiếp đất tạo nên một tiếng nổ đùng, thanh kiếm cắm vào mặt đất, thiên lôi trận lần này giúp đao kiếm lôi quang lao vọt ra từ dưới lòng đất, trong một phạm vi nhất định, không hề có sai sót. Máu me không ngừng bắn ra. Mỗi một vũng máu, chắc chắn có cả đống cường giả chôn thân. Không phải tất cả mọi người đều có căn cơ vững chắc. Cũng không phải tất cả đều chống chịu được uy lực chèn ép của Kỳ Lân. Không có khí thế quần thể để đối đầu, mấy người này chỉ như bầy dê đợi bị làm thịt. Tất nhiên cũng có những kẻ xuất sắc, căn cơ gốc rễ vững vàng, chịu đòn rất giỏi, cố sức trốn ra khỏi khu vực này. Họ bị mù mắt, dọc đường tháo chạy cứ lảo đảo, điên cuồng lao về phía núi Thương Long, vừa chạy vừa hô hào, vừa để kêu cứu vừa để cầu viện. Thế nhưng, vì khoảng cách quá xa, rất ít người nghe thấy. Cũng có thể vì bên phía Thương Long cũng đang đấu đá rất ác liệt, tiếng nổ vang trời che lấp âm thanh của họ. Về điểm này, Triệu công tử đã dự liệu trước. Để xử lý đám không quân của Vương Triều Hắc Long, hắn trốn ra xa hàng trăm dặm, cố tình kéo giãn khoảng cách với núi Thương Long. Theo hắn thấy, núi Thương Long sẽ không thể mất được chỉ trong một chốc một lát. Dưới đòn tấn công của hàng trăm vạn đại quân mà vẫn cố thủ được lâu như thế, trong núi không có huyền cơ mới là lạ. Trước đó hắn từng dùng đại địa linh chú để cảm nhận, trong núi Thương Long có càn khôn, mà Long Chiến cùng các thống soái ngự Long chắc chắn đã biết trước, nếu không cũng không chọn cố thủ ở nơi này. Hắn đoán không sai. Trong núi quả thực có huyền cơ, là trận pháp mà các tiền nhân đã để lại, được hình thành dựa trên địa thế từng đỉnh núi của núi Thương Long. Các dị sĩ hiểu địa lý chỉ cần nhìn qua là hiểu ra, địa thế trong núi không tầm thường, tạo trận pháp ở đây thì uy lực càng thêm mạnh. Tất nhiên, núi Thương Long bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không có trận pháp cấp tiên, không thể chống trụ được hàng trăm vạn hùng sư. May mà căn cơ của quân ngự Long Đại Hạ vẫn còn đó, cộng thêm mỗi ngày đều có người chi viện biên quan, sức mạnh không thể coi thường, chống trụ thêm vài ba ngày cũng không thành vấn đề. Không biết tới lúc nào, tiếng rên la mới tắt hẳn. Không quân của Vương Triều Hắc Long, ngoại trừ một số kẻ đã trốn được, còn lại đều bị tiêu diệt. Trong không khí mịt mùng mùi máu tanh, dưới đất ngổn ngang thi thể, tứ chi rơi rụng ở đâu cũng có. Phù! Triệu Bân thở phào một hơi, Kỳ Lân hóa tan đi. Không trụ nổi nữa rồi, để xử lý đám không quân đó, sức mạnh Kỳ Lân tiêu hao quá nhiều. Xoạt, xoạt! Hắn tạo ra vô số phân thân, thu dọn chiến lợi phẩm. Công việc đòi hỏi kỹ thuật như thu dọn chiến trường này không chỉ có bản tôn chuyên nghiệp, các phân thân cũng rất thạo nghề,
thứ gì lấy được thì không hề khách sáo. Học được thể ánh sáng từ đâu thế? Long Phi hỏi. Một tiền bối truyền cho ta, Triệu Bân đáp, hắn nhặt một thanh kiếm, tiện tay nhét vào chiếc nhẫn ma. Tiền bối nào thế, họ Triệu phải không? Long Phi mỉm cười nhìn Triệu Bân. Không nói được, Triệu Bân hít một hơi thật sâu, tỏ ra thâm trầm. Nói thật lòng, ta thấy gương mặt này thuận mắt hơn, Long Phi lấy ra một bức họa của ai thế? Bức họa Triệu Bân của Thành Vong Cổ, ngũ quan này trông đứng đắn biết bao, gương mặt này tuấn tú biết bao, chủ yếu là khí chất, dù chỉ là tranh vẽ, nhưng phong thái ngời ngời. Nhìn xong, cô ta nhéo. Nhéo mặt Triệu công tử, mua mặt nạ ra người chắc tốn kha khá tiền, những người đang nói gì thế, sao ta nghe chẳng hiểu câu nào. Triệu Bân chỉ mài nhặt bảo bối giả và ngô nghệ trông người sự chưa kia, chỉ đây có ăn thịt người đâu. Long Phi liếc xéo hắn, chữ chế này trôi chảy, nhưng cũng chẳng sao cả tác. Xét về tuổi cô ta thực sự lớn hơn Triệu Bân, phận lên này còn phải gọi cô ta là sự thúc nhé, ngày thường phụ hoàng cũng phải gọi mẫu hậu là sự thúc, không gọi. Sẽ ăn đòn đấy. Đi thôi. Dọn dẹp xong chiến trường, Triệu Bân là người đầu tiên quay đi. Không quân của Vương Triều Hắc Long đã bị xử lý, vậy thì phải quay về đánh địch ngay. Long Phi theo sát như hình với bóng. Hai người này như bóng ma, tốc độ nhanh như cắt. Triệu Bân vẫn ổn, dọc đường liên tục nhìn bầu trời. Nhưng Long Phi thì có vẻ choáng váng, luôn liếc mắt nhìn Triệu Bân trong lơ đễnh, đã vậy còn là nhìn trộm. Kẻ này là Triệu Bân của Thành Vong Cổ, cho dù đối phương không chịu thừa nhận, cô ta cũng khẳng định chắc chắn. Chính vì khẳng định như thế nên cô ta mới hoảng hốt, trong vài khoảnh khắc còn mỉm cười ngờ nghịch. Có tố chất làm tiểu tam tiềm năng đấy. Chẳng trách người ta là thần linh, Tú Nhi nói chuyện rất có học vấn. Tính theo thứ tự, Liễu Tâm Như là thứ nhất, Diệu Ngữ là thứ hai, Long Phi chẳng phải xếp hạng ba sao. Tất nhiên, nếu xét theo số đo ba vòng thì khó nói lắm, người bên cạnh hắn là như vậy đấy. Không có mưa sấm sét. Triệu Bân nhìn lên bầu trời, không ngừng lầm bầm. Hắn từng xem tinh tượng, vẫn không có dấu hiệu đổ mưa. Như thế thì cục diện tràn ngập nguy cơ này không dễ gì phá được. Địch ở trong sáng, hắn và Long Phi ở trong tối, đây là ưu thế duy nhất của họ, thế nhưng đứng trước đại quân hàng trăm vạn thì đúng là không đủ dùng. Chỉ dựa vào hai người mà muốn cứu Long Chiến và quân Ngự Long đang bị bao vây thì khó như lên trời vậy, dù có thể cứu được cũng khó lòng rút lui toàn thây, áp đảo tuyệt đối về binh lực không phải là điều mà họ có thể xoay chuyển được. Hắn phải biết mình biết người chứ. Đợi khi thu hồi ánh mắt, hắn mới ngó vào đan điền. Tiểu Kỳ Lân đang cố gắng khôi phục sức mạnh của mình, hấp thu sinh lực dồi dào từ cây thần tạo hóa và đại địa linh mạch ở đế đô. Tinh nguyên dồi dào không cạn không ngừng truyền đến cũng bị nó hấp thu. Hắn có thể dùng Kỳ Lân hóa thêm lần nữa. Trước đó hắn chủ động để Kỳ Lân hóa tan đi, lưu giữ được khá nhiều năng lượng. Thế nhưng chính vì sức mạnh Kỳ Lân bị tiêu hao quá nhiều nên dù mở ra lần nữa cũng không chống trụ được bao lâu. Đùng, binh, tiếng nổ từ phía núi Thương Long, họ đã loáng thoáng nghe thấy. Chiến sự thảm khốc, Vương Triều Hắc Long điên cuồng thảo phạt, mà binh tướng đại hạ cũng chiến đấu điên cuồng. Xoạt, xoạt, dưới ánh trăng, hai người lại trốn vào rừng, cầm kính viễn vọng trông ra, trong núi có máu me bắn ngập trời. Long Phi rất lo lắng, như thể muốn mở cửu vĩ hóa ngay tại chỗ. Trong nói có trận pháp, cầm cự thêm một hai ngày không thành vấn đề. Triệu Bân nhắc nhở một tiếng, chỉ sợ cô gái này nổi khùng lên lao sang đó. Đối diện với họ là hàng trăm vạn đại quân, đừng nói tới một cửu vĩ, dù có 10 con cũng không đủ. Trận pháp. Long Phi nghe thấy mà hết sức kinh ngạc, nhưng Triệu Bân đã nói vậy, cô ta sẽ tin tưởng vô điều kiện. Nếu thật sự như thế thì họ vẫn còn thời gian xoay chuyển, không đến mức vạn bất đắc dĩ, không thể đối đầu trực diện. Triệu Bân không nói nhiều thêm, cầm kính viễn vọng nhìn ra bầu trời xung quanh. Không quân của Vương Triều Hắc Long đã bị tiêu diệt. Trên bầu trời gần như không còn tỏa kỵ phi hành. Không còn bị không quân tuần tra và lục soát, độ khó khi ẩn mình giảm xuống rất nhiều. Phía đông nam có 2 người. Hướng chính bắc có 6 người. Phía tây bắc có 3 người. Long Phi nhắm mắt, không ngừng liệt kê, dùng sức mạnh của cửu vĩ để cảm nhận. Tuy trên bầu trời không có tỏa kỵ phi hành, nhưng khu vực này có một số võ tu khá khó để cảm nhận, rải rác khắp nơi. Trước đó bị thiệt vì cường nổ tanh bành. Đối phương đã biết khôn hơn rồi. Ở vòng ngoài của núi Thương Long phân bố khá nhiều thám tử,
họ dám xông vào thì sẽ bị phát giác ngay. Một khi bị phát giác thì sau đó sẽ bị bao vây và tấn công. Triệu Bân dùng đại địa linh chú, hắn cũng đang cảm nhận, có phần khác biệt đôi chút với những gì Cửu Vĩ Long Phi điều tra ra. Ví dụ như trong khe núi có vài thám tử ẩn thân, Cửu Vĩ không nhìn ra nhưng khó lòng thoát được cảm nhận của đại địa linh chú. Sau khi cảm nhận, hai người kết hợp lại, xác định rõ phương hướng và vị trí. Tiêu diệt. Triệu Bân xách kiếm Long Uyên, Long Phi cũng lấy ra một thanh sát kiếm. Hai người mặc áo bào đen, toàn thân dán đầy bùa tốc hành, nín thở, ăn ý với nhau, lần mò trong rừng cây định đánh lén. Trước hết phải tiêu diệt hết thám tử mà đối phương bố trí ở vòng ngoài, tốc chiến tốc thắng. Soạt. Triệu Bân độn thổ, đi ngầm trong lòng đất, chạy thẳng tới khe núi, nhìn chằm chằm vào mấy nhân tài đang ẩn thân kia. Tuy là võ tu hệ cảm nhận, nhưng cảnh giới của chúng không hề cao, một kẻ là võ tu địa tạng, còn lại chỉ là võ tu huyền dương. Nói thẳng ra, họ chỉ dạo chơi cho có ở vòng ngoài thôi. Võ tu cảnh giới cao đều đang dồn lực tấn công ở núi Thương Long. Sức hút của lời hứa Phong Vương quá lớn, ai mà không muốn kiến công lập nghiệp. Phụt, phụt, phụt. Triệu Bân lần mò tới nơi, xuất kiếm là tiêu diệt ngay. Ở bên khác cũng có máu me bắn ra, Long Phi đã động thủ, nhưng người ngoài khó trông thấy máu me bắn ra, bởi vì hai người bố trí rất nhiều bùa ẩn giấu ở vòng ngoài, cho dù có vài tiếng kêu thảm thiết cũng sẽ bị che lấp hết. Cả hai không dừng lại, tiếp tục hành thích. Trong bóng tối, hai người như hai vị sát thần, kết liễu sinh mạng kẻ địch. Hai người này cần tốc độ nhanh, bởi vì thời gian của họ không nhiều. Phải biết rằng, trước đó họ tiêu diệt không quân của Vương Triều Hắc Long, có không ít kẻ lọt lưới, thế này nếu tính thời gian thì chắc chúng cũng chạy về rồi. Nếu quân địch biết được, chắc chắn sẽ phòng bị, muốn đánh lén lần nữa cũng không dễ dàng gì. Dù sao thì đó là đại quân hàng trăm vạn, có thể điều động bất kỳ lúc nào với số lượng lớn. Hoặc là lục soát, hoặc là tuần tra, hoặc là bao vây, chỉ cần thống soái Hắc Long hạ lệnh là xong. Nhắc đến thống soái Hắc Long, lúc này ông ta khá phiền lòng. Bởi vì bên phía Triệu Bân mãi không thấy tin tức truyền về, mà ông ta cầm kính viễn vọng chủ yếu nhìn về phía Triệu Bân trốn đi chứ không nhìn núi Thương Long. Trên thực tế, so với Long Chiến và quân Ngự Long thì ông ta để tâm tới cơ ngân hơn. Tuy tu vi của hắn không cao, nhưng lại là một cao thủ nghịch thiên, tuy sức lực một mình khá nhỏ, nhưng có thể mượn nhờ thiên uy trong thời điểm đặc thù. Một trận sấm sét giáng xuống không phải trò để đùa đâu. Vết xe đổ trước đó của đại quân Đại Nguyên chính ví dụ còn chưa khô mực. Sao không thấy ai quay về nhỉ? Thống soái Hắc Long lầm bầm, vô thức đảo mắt nhìn xung quanh. Không quân truy sát cơ ngân để lại không ít phân thân, nhưng lúc này không thấy một ai, chắc là đến giới hạn thời gian nên đã tiêu tan từ lâu rồi. Từ đó có thể thấy cơ ngân đã trốn xa tới cơ nào. Hoặc là chân thân đã bị thương nặng cho nên phân thân mới trong chớp mắt tiêu vong. Thống soái không cần lo lắng, ngày hôm nay không có dông tố, cơ ngân chắc chắn không thể mượn thiên uy, hơn nữa cường giả đuổi giết hắn rất nhiều, nhất định có thể tiêu diệt được hắn. Lão già tóc bạc bên cạnh chậm rãi nói, lão ta đang trấn an thống soái Hắc Long, cũng chính là tự trấn an chính mình. Nói thật ra lời này ngay cả chính lão ta cũng không tin nổi. Thánh tử Thiên Tông không phải là kẻ tầm thường, không quân của Vương Triều Hắc Long chắc chắn rất khó khăn trong việc vây bắt hắn, nói không chừng còn không thể nào bắt được hắn. Về chuyện này đã có rất nhiều ví dụ đẫm máu, chẳng hạn như cường giả của các vương triều cùng với sát thủ La Sinh Môn đều phải bỏ mạng khi vây bắt hắn. Điều đó chứng minh hắn thật sự rất quỷ dị, chẳng những có chiến lực cực mạnh mà khả năng bỏ trốn cũng giỏi hơn kẻ khác. Nghe xong những lời này thống soái Hắc Long mới an tâm được một chút. Đây chính là biểu hiện tự lừa mình dối người, lão ta cũng có chút hối hận, lẽ ra phải phái nhiều người tới đó hơn, bởi vì trên thực tế không quân cộng với vô số cường giả sau khi phái đi đều một đi không trở lại. Thời gian càng trôi qua thì lão ta lại càng lo lắng. Thời gian càng trôi qua thì lại càng có thêm nhiều dự cảm chẳng lành tràn tới. Cứu ta! Sau đó không lâu liền có một tiếng kêu cứu truyền đến chứng minh dự cảm chẳng lành của lão ta là đúng. Có người đã trở lại nhưng là trở lại để cầu cứu. Nhìn ra xa có thể thấy được còn nhiều bóng người đang chật vật khác, kẻ nào cũng toàn thân đẫm máu, không có thảm hại nhất chỉ có thảm hại hơn, ngay cả khóe mắt cũng đã chảy ra máu tươi giàn giụa. Tất cả đều đã mù lòa. Lão đảo từ xa chạy trối chết trở về. Nhìn thấy cảnh này,
tâm trạng của thống soái Hắc Long trong nháy mắt trùng xuống. Những người mà lão ta phái đi dường như còn lại rất ít. Làm sao có thể, lão ta chắc chắn mình đã phái đi rất nhiều người. Chính xác là lão ta không phái đi ít cường giả như vậy. Nhưng những kẻ còn lại phần lớn đều bị lạc đường khi lẩn trốn bởi vì đã bị thể ánh sáng của Triệu Bân làm hai mắt bị mù. Một đám người mù không thể nhìn thấy gì mang theo nỗi sợ hãi tột cùng chạy trốn tán loạn. Nếu như không phải thời gian cấp bách thì Triệu Bân cùng Long Phi nhất định đã tiêu diệt toàn bộ, không để cho đám người này trở về báo tin. Đáng chết! Thống soái Hắc Long giống lên giận dữ, hai mắt đỏ ngầu. 10 vạn không quân chỉ còn lại chừng này, chuyện này làm sao có thể? Một mình Cơ Ngân lại có chiến lực cường đại đến vậy sao? Đại hạ chắc chắn còn có viện quân. Đây là suy đoán đầu tiên nảy ra trong đầu lão ta. Dường như Cơ Ngân chỉ là một mồi nhử dụ không quân Hắc Long vào bẫy sau đó để viện quân đại hạ bao vây và tiêu diệt. Cố thủ bốn phía. Thống soái Hắc Long vội vàng quát lớn ra lệnh. Dãy núi Thương Long vẫn chưa bị phá trong một thời gian dài, đây không phải là một dấu hiệu tốt, trong địa bàn đại hạ vẫn còn không ít viện quân đã chạy đến từ mọi hướng, trước khi phá được cục diện núi Thương Long thì nhất định không được để xảy ra sai sót. Vừa dứt lời thì lão ta đã nghe thấy động tĩnh lớn truyền ra từ phía núi Thương Long. Nghe động tĩnh này thì chắc chắn là do bùa nổ oanh tạc. Từ đây có thể nhìn thấy máu tươi phun lên đầy trời. Từ đây cũng có thể nghe thấy những tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Động tĩnh đó chính là do Triệu Bân cùng Long Phi đang công phạt đám kẻ địch đang giải rác ở bên ngoài, sau đó lại bày ra mấy vạn xe nỏ cùng phân thân điên cuồng oanh tạc kẻ địch. Mưa nỏ mạnh từ trên trời trút xuống, rơi xuống đâu là chỗ đó liền đổ máu giàn giụa, không biết có bao nhiêu binh sĩ của Vương Triều Hắc Long bị bắn thành thịt nát, xương máu. Bốc lên đầy trời. Không kẻ nào có thể rút lui ghi ớt cho ta thống soái Hắc Long quát lớn, chỉ kiếm về phía đông, không cần lão ta hạ lệnh thì đại quân Hắc Long cũng đã đồng loạt công kích về hướng đó, đi. Triệu Bân thu lại xe nỏ, xoay người bỏ chạy. Khi đại quân của Vương Triều Hắc Long đánh tới thì đã không thấy bóng dáng của hai người đâu nữa. Vẫn là câu nói đó, vừa đến liền đánh, đánh xong liền bỏ chạy, không được đứng yên ở một chỗ. Động tĩnh lần này cũng đã giết được không ít quân Hắc Long. Thống soái Hắc Long hết sức phẫn nộ, triệu tập rất nhiều cường giả canh giữ bốn phía dãy núi Thương Long. Đây là điều mà Triệu Bân muốn. Dãy núi Thương Long rất lớn và có nhiều đỉnh núi, nếu chia quân ra phòng thủ bên ngoài thì lực lượng công kích vào dãy núi Thương Long đương nhiên sẽ giảm mạnh, áp lực của Ngự Long quân cùng cường giả đại hạ tất nhiên cũng sẽ giảm, nói cách khác thì bọn họ còn có thể cầm cự lâu hơn. Bọn họ có thể chống đỡ thì Triệu Bân cùng Long Phi cũng sẽ có thêm nhiều thời gian hơn. Thứ mà bọn họ cần chính là thời gian để quấy rối đại quân Hắc Long, không sợ kẻ địch không vỡ trận. Còn bao nhiêu nỏ mạnh? Long Phi liếc nhìn Triệu Bân hỏi, hai lần đánh lén đã tiêu hao rất nhiều nỏ mạnh, cho dù là đại phú hào thì Triệu Bân có thể cũng gánh không nổi hao tổn bậc này. Còn có thể oanh tạc thêm một lần nữa. Triệu Bân liếc nhìn vào chiếc nhẫn ma, không phải là hắn không có nhiều nỏ mạnh mà là do cục diện quá lớn, có mang hết nỏ mạnh ra cũng không đủ. Nếu biết sớm thì hắn đã mang theo nhiều xe nỏ hơn rồi. Ở biên giới phía bắc tối tăm, những tiếng nổ lớn liên tục vang lên. Động tĩnh cực lớn không ngừng truyền ra từ dãy núi Thương Long, bốn phương tám hướng cũng không ngừng bùng lên khói lửa. Nơi đây chính là địa bàn của đại hạ, sao có thể không có viện quân? Viện quân vừa gặp kẻ địch thì liền xuống tay ngay tại chỗ, bọn họ cũng không phải kẻ ngu ngốc lao vào đại quân. Tất cả đều ẩn thân rồi lao ra đánh các trận nhỏ để quấy rối. Trong số đó, Triệu Bân và Long Phi là nổi bật nhất. Hai người xuất quỷ nhập thần, liên tục xông ra tập kích địch. Đúng như Triệu Bân dự đoán, thống soái Hắc Long rất đáng gờm, không sợ nghênh chiến trực diện, chỉ sợ ám chiêu âm thầm. Ở phía đông dãy núi Thương Long, Triệu Bân lại đột ngột xuất hiện. Từ đây quan sát có thể thấy ở bên ngoài dãy núi Thương Long có một số lượng lớn binh sĩ của Vương Triều Hắc Long đang xếp thành những đội hình vuông vức khổng lồ, kẻ nào cũng mặc giáp trụ, tay cầm đao kiếm, đặc biệt là đám tướng quân Hắc Long, kẻ nào cũng là hung thần ác sát. Không chỉ thống soái Hắc Long đáng gờm mà tất cả đều rất đáng gờm. Binh sĩ cố thủ đến hơn nửa đêm nhưng trận hình vẫn gặp hỗn loạn, luôn có những biến cố bất ngờ xảy ra. Ví dụ như có kẻ từ đâu xông ra chém giết không hề có dấu hiệu báo trước sau đó liền quay đầu bỏ chạy, đợi có thêm quân chạy đến chi viện thì đừng nói đến bóng người,
ngay cả bóng chim chóc cũng không còn nhìn thấy nữa. Liên tục bị đánh lén thật sự rất khó chịu. Không ngờ trên đời lại còn có loại đấu pháp này. Nói thì dễ, làm mới khó. Đó là câu trả lời của Triệu Bân, chỉ có kẻ ngu ngốc mới đi lao thẳng vào trăm vạn hùng binh. Có giỏi thì chạy ra đây một đấu một đi, chỉ cần dưới cảnh giới thiên võ thì ta không tin không đánh chết được ngươi. Trong lúc đó, Triệu Bân cũng đã độn thổ. Nói đến đánh lén thì hắn là chuyên nghiệp nhất, hắn liên tục độn thổ rồi đột ngột xông ra ngoài, vừa chém giết xong liền quay đầu bỏ chạy cực nhanh, hắn có đại địa linh mạch truyền tinh nguyên, có đại địa linh chú hấp thu tinh túy, năng lượng cuồn cuộn không khô kiệt, chỉ cần thể lực của hắn có thể chịu đựng được thì lúc nào cũng có thể thi triển ra chiến lực cực hạn. Chính là chỗ này. Đi tới một nơi, Triệu Bân đột nhiên định thân. Phía trước là đại quân của Vương Triều Hắc Long, biển người trải dài phủ kín tầm mắt của hắn. Hắn ẩn thân rất kỹ cho nên không ai phát hiện ra hắn. Chính vì không có ai phát hiện cho nên hắn mới có thời gian bày ra thiên la địa võng. Thiên lôi trận. Hắn vừa quát lớn vừa thi triển thiên lôi trận. Hơn nữa còn là thiên lôi trận cường độ cao. Bên ngoài đang có rất nhiều phân thân giúp hắn tập trung sức mạnh, tất cả những gì hắn phải làm lúc này là bộc phát toàn bộ sức mạnh ra ngoài. Hắn vừa dứt lời thì mặt đất đã nứt ra và phóng lên hàng loạt lôi điện oanh tạc điên cuồng trong một phạm vi nhất định. Đại quân Hắc Long đứng trong phạm vi đó bị bất ngờ không kịp trở tay nên đều phải gánh chịu tai ương. Những kẻ có nội tình hùng hậu chịu đòn tốt thì không thể chết được chỉ trong một kích, nhưng những kẻ có nội tình yếu ớt thì thật sự rất thảm, chỉ một kích liền diệt được cả một đống lớn. Thiên lôi trận, thiên lôi trận, thiên lôi trận. Một khi khai công thì Triệu công tử sẽ không bao giờ quan tâm đến võ đức, mỗi lần khai công đều không hề lưu tình, một trận quần công bạt mạng không quan tâm bên dưới có những ai, chỉ cần giết chết hết là được rồi. Phụt, 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 máu tươi phun lên đầy trời. Thiên lôi trận đã vô cùng đáng sợ mà thiên lôi trận của Triệu Bân lại càng đáng sợ hơn. Tiên lực của hắn không phải là chuyện đùa, nó khiến cho nội tình của hắn trở nên hết sức mạnh mẽ, một trận quần công vừa thi triển ra liền mang theo lực hủy diệt cực đại. Cút ra đây! Có cường giả Hắc Long quát lớn, tung ra một chưởng đánh xuống đất. Triệu Bân rất cơ trí, không đợi bị chấn ra thì đã tự nhảy ra ngoài. Lại là ngươi! Vừa nhìn thấy Triệu Bân thì lại có một số lượng lớn cường giả xông tới vây sát. Triệu Bân hít sâu một hơi, mạnh mẽ mở ra thiên cương hộ thể, hắn có rất nhiều phân thân tập trung cho hắn rất nhiều sức mạnh cho nên thiên cương hộ thể của hắn còn khổng lồ hơn cả một ngọn núi. Phụt! Đám cường giả Hắc Long đang vây sát hắn đều phải chịu tai ương. Thiên cương hộ thể là lớp phòng ngự tuyệt đối, trong nháy mắt năng lượng bùng nổ vô cùng mạnh mẽ bá đạo. Nổ chết các ngươi! Triệu Bân thầm quát lớn một tiếng rồi dùng hồn ngự phi đao, mưa phi đao ngay lập tức phóng tới, trên mỗi một ngọn phi đao đều có dán mấy lá bùa nổ, chính là bùa nổ đặc biệt vượt qua bùa chống nổ. Mưa phi đao lấy hắn làm trung tâm phóng ra khắp bốn phương tám hướng, vừa mới bắn trúng đích thì từng bóng người đã ngay lập tức bị nổ bay đầy trời. Chết tiệt! Lại có thêm một cường giả khác đã tung ra một chưởng hướng về phía Triệu Bân. Triệu Bân không nói lời nào đã tung ra một quyền đối kháng. Mặc dù đánh bật được đối phương nhưng hắn cũng đã trúng đòn, không biết từ đâu lại có thêm một lão giả áo đen xông ra tung chiêu khoét ra trên ngực hắn một lỗ máu. Hắn còn chưa kịp đứng vững thì lại trúng thêm một kiếm của kẻ khác đang xông tới. Diệt! Cường giả quân Hắc Long lại càng kéo đến nhiều hơn nữa, tiếng quát tháo vang lên khắp nơi. Ngay lập tức đã có hơn chục cường giả chuẩn thiên đồng loạt đánh ra, đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh. Xuất hiện đầy trời. Bọn chúng hiển nhiên không hề để ý đến đồng bọn, chỉ cần có thể giết chết được Thánh tử Thiên Tông thì bọn chúng không tiếc bất cứ thứ gì. Thần Long vẫy đuôi. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, Thần Long ngay lập tức xuất hiện. Bí pháp này vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ, Thần Long cuộn quanh thân hắn, tất cả những kẻ xông tới công phạt đều bị tiêu diệt tại chỗ. Hơn nữa khí tức của Thần Long vẫy đuôi còn lan tràn ra khiến cho rất nhiều kẻ bên ngoài đều bị chấn trở mình. Ông! Ngay sau đó Triệu Bân đã xuất kiếm tiêu diệt tất cả những kẻ đứng trong phạm vi công phạt. Xong việc thì hắn liền quay đầu bỏ chạy chứ không tiếp tục đánh. Nếu tiếp tục đánh thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều kẻ chặn đường xông ra. Hắn không sợ những trận đánh đơn lẻ nhưng cũng hơi ái ngại những trận quần ẩu. Đám cường giả này phối hợp cực kỳ an ý, chia ra một nhóm công phạt một nhóm phong ấn, cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì hắn cũng phải tạm thời rút lui.
đối với đám cường giả này đánh đơn lệ không hề đáng sợ, nhưng nếu như chúng phối hợp với nhau thì cho dù hắn có thị triển kỳ lân hóa cũng không thể gánh nổi lâu dài. Đối với những trận đánh như thế này hắn cũng không muốn thị triển kỳ lân hóa. Đi đâu? Đám cường giả Hắc Long giống lên dữ dội, ngay lập tức truy giết. Triệu Bân chỉ lo cắm đầu bỏ chạy chứ không hề quay đầu lại, nhưng trong lúc bỏ chạy hắn còn không quên ném về phía sau một đống giấy. Đống giấy đó chính là bùa lôi quang và bùa nổ. Lôi quang chói mắt cộng với bùa nổ bạo ngược khiến cho đám cường giả Hắc Long đang đuổi theo đều bị nổ bay lên trời không kịp trở tay. Nhưng đám người phía sau vẫn quyết truy đuổi không buông. Triệu Bân phóng đi nhanh như một tia chớp. Ngươi không thể thoát. Từ trong bóng tối đột nhiên truyền ra một giọng nói âm u lạnh như băng. Triệu Bân ngửi được khí tức rất mạnh, khí tức này rất gần với cảnh giới thiên võ, cũng là nói người này hoàn toàn có đủ khả năng đột phá cảnh giới thiên võ. Ông! Vừa dứt lời thì đã có một tia sáng đen phóng tới. Chính xác mà nói thì đó là một thanh chiến mâu màu đen đã khóa chặt vị trí của Triệu Bân. Thật mạnh! Triệu Bân cau mày, toàn thân lạnh lẽo. Thanh chiến mâu còn chưa phóng trúng mục tiêu thì da thịt trên lưng hắn đã bị xé toạc ra, sát ý trên thanh chiến mâu đã xâm nhập vào cơ thể hắn khiến cho xương cốt của hắn cũng nứt vỡ. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn ngay lập tức thi triển thuật triệu hoán ngược. Thanh chiến mâu màu đen phóng tới chúng vào khoảng không. Bí pháp không gian, kẻ ẩn thân trong bóng tối kinh ngạc. Bí pháp không gian. Long Phi đang ẩn thân gần đó cũng hết sức kinh ngạc khi nhìn qua kính viễn vọng. Cô ta đã lên kế hoạch với Triệu Bân sẽ thay phiên nhau quấy rối quân địch cho nên cũng liên tục quan sát động tĩnh của hắn. Cô ta thấy độn pháp mà Triệu Bân vừa thi triển rõ ràng là bí pháp không gian. Nếu như vậy thì mọi chuyện đã dần trở nên hợp lý. Kẻ đột nhập vào hình tháp đêm đó cũng dùng bí pháp không gian để bỏ trốn. Bởi vậy, có thể thấy được cơ ngân chính là Triệu Bân. Thậm chí cô ta còn hoài nghi kẻ bắt cóc Tống Tiền Ngô Khởi cùng Hoa Đô lúc trước cũng chính là Triệu Bân. Nghĩ kỹ lại thì tất cả những kẻ bị bắt cóc đều có một điểm chung chính là có thù oán với cơ ngân. Vẫn là bắt cóc Tống Tiền mới mau giàu. Chuyện ở Nam Vực nhất định cũng là do ngươi làm. Long Phi thở dài, học theo tên này đúng là làm giàu không khó. Phụt! Triệu Bân hộc máu vì liên tục thi triển thuật triệu hoán ngược. Hắn lại bị thương, không chỉ vì vết cắt không gian mà còn vì những đợt tấn công từ bên ngoài. Nếu như đánh đơn lẻ thì hắn không sợ ai dưới cảnh giới thiên võ. Nhưng quần ẩu lại là một chuyện khác, ở đây có rất nhiều cường giả, không thiếu cường giả chuẩn thiên tầm trung cùng chuẩn thiên đỉnh phong, người đông thế lớn tràn lên liên tục như thủy triều, hắn có giết hết đợt này thì lại có thêm đợt khác tràn lên, chỉ cần hắn thất thủ một lần hoặc lộ ra sơ hở gì thì đều có thể bị biển người nhấn chìm. Năng lượng vô hạn, chiến lực cực đại thì đã sao? Trên thực tế thì khái niệm này còn tùy thuộc vào một khoảng thời gian nhất định. Nguồn năng lượng tuy được bổ sung cuồn cuộn không dứt nhưng sức người có hạn, trong một khoảng thời gian nhất định hắn cũng sẽ không chịu nổi, chẳng những khí lực không chịu nổi mà tu vi cũng không gánh nổi. Mỗi một lần hắn thi triển huyền thuật bí pháp thì nguồn năng lượng lại lưu chuyển cực nhanh bên trong cơ thể của hắn khiến cho tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, thậm chí từng giọt máu trong cơ thể của hắn đều trải qua quá trình luyện hóa một lần. Thời gian càng dài càng gây hại cho thân thể của hắn. Vèo. Long Phi quỷ mị như một u linh từ trong bóng đêm phóng ra. Triệu công tử đã bị thương nặng đến mức khóe miệng đầy máu mà sắc mặt của cô ta lúc này cũng tái nhợt. Chơi dao có ngày đứt tay. Liên tục đi đánh lén quấy rối, không bị đánh trọng thương mới là lạ. Đây là lần đầu tiên cô ta ra chiến trường. Lúc này cô ta mới nhận ra rằng sức lực của một người vẫn còn quá yếu để chiến đấu với cả một đội quân. Võ tu tập trung nhiều đến một số lượng nhất định có thể toát ra một loại khí thế vô hình, số lượng càng nhiều thì lực áp chế của khí thế này càng mạnh khiến cho đối phương suy yếu, cho dù đối phương ngày thường có thể một chưởng đánh bại vạn người nhưng gặp phải khí thế này thì cũng không thể thi triển ra được chiến lực cường đại nhất. Trong trận chiến ở biên quan Đông Nam, nếu như không có lôi điện cùng thiên kiếp trợ uy thì cho dù có 10 kỳ lân trong tay Triệu Bân cũng sẽ không xoay chuyển được càn khôn. Những chuyện bắt cóc Tống Tiền lúc trước cũng là do ngươi làm. Long Phi vừa cầm kính viễn vọng quan sát vừa chậm rãi nói. Nhà nghèo, kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó. Triệu Bân đáp lời, câu trả lời rất thú vị, xem như đã tự thừa nhận bản thân mình là Triệu Bân. Thân phận đã bại lộ, cho dù có che giấu thêm cũng vô nghĩa. Long Phi cũng sẽ không vạch mặt hắn. Kiếm được cũng không ít. Cũng tạm.
vậy ngươi thấy ta đáng giá bao nhiêu tiền? Công chúa phải tính theo cân. Cuộc đối thoại của hai người này vào giữa đêm cũng hết sức thú vị, người một câu ta một câu giống như đang diễn kịch nói, bọn họ vừa quan sát dãy núi Thương Long vừa ngồi tán dóc vui vẻ khiến cho người ta tưởng rằng hai người này không phải ở đây để cứu viện mà là ở đây nói chuyện yêu đương. Theo Long Phi thấy thì cái tên này vẫn còn có liêm sỉ, chỉ bắt cóc nam nhân chứ không bắt cóc nữ nhân. Nói chuyện đủ rồi, vẫn phải tập trung vào chuyện chính. Hai người bọn họ biết rõ rằng chỉ dựa vào đánh lén và quấy rối thì không thể cứu nổi Ngự Long Quân. Để phá vỡ được cục diện này thì phải chờ đại quân Xích Diễm đến cứu viện mới được, nhưng hiện giờ cho dù bọn họ có muốn cứu viện thì cũng không được, trên 8 biên quan của đại hạ đều có chiến sự, tất cả đều đã lún sâu vào trong vũng bùn chiến tranh, bản thân còn khó bảo toàn thì làm sao có thể tiếp viện cho biên quan phương Bắc. Ta thề sẽ không bao giờ bắt cóc tống tiền nữa. Ta thề sẽ không bao giờ trộm bất cứ thứ gì nữa. Ta thề sẽ trở thành một thanh niên tốt. Người nào đó đang liên tục ngước lên nhìn trời rồi lẩm bẩm, muốn cầu thiên lôi đánh xuống. Nếu như không có thiên lôi trợ uy thì hắn không thể phá được cục diện này. Hắn làm sao có thể một lần nữa đối kháng với trăm vạn đại quân. Đừng nói là hắn và Long Phi, cho dù Hồng Uyên có đến đây thì cũng không thể quyết đoán lao vào trăm vạn đại quân. Vua Âm Nguyệt thời chiến quốc chính là một ví dụ đẫm máu ngay trước mắt. Mất linh rồi sao? Long Phi cũng liếc nhìn bầu trời, không hề có dấu hiệu giông tố sắp đến, e rằng cái tên này ngày nào cũng thể thốt cho qua chuyện cho nên trời cao cũng không thèm phản ứng hắn nữa. Nếu như lần nào hắn cầu nguyện cũng linh thiêng thì cái tên này còn có thể đánh thẳng vào vương triều Hắc Long, chỉ cần không đụng độ cường giả thiên võ thì hắn còn có thể một đường càn quét 8 vương triều lớn. Ẩn thân cho tốt. Triệu Bân chỉ để lại một câu rồi biến mất vào trong bóng đêm. Khi xuất hiện trở lại thì hắn đã ở trong một khu rừng bên ngoài, sau đó hắn lại bay lên trời, dùng thêm bùa phi hành cùng đôi giày tím vàng để đi trên không trung thẳng tới dãy núi Thương Long. Hắn muốn từ trên không trung lẻn vào dãy núi Thương Long, bay ở độ cao này hắn cũng không sợ có ai nhìn thấy hắn, cũng không có ai ngăn cản được hắn. Quả thật chẳng có mấy ai để ý đến hắn. Đợi đến khi có người để ý thì hắn đã tiếp cận được dãy núi Thương Long từ trên không trung rồi. Khi tiếp cận dãy núi Thương Long, hắn bắt đầu xem xét tình huống ở bên trong. Hắn phải mang được Long Chiến ra ngoài, Hoàng đế Đại Hạ không thể chết tại đây, hắn đã hứa với Hoàng Phi sẽ mang Long Chiến trở về. Đương nhiên nếu như có thể thì hắn cũng sẽ hỗ trợ Ngự Long Quân phá vòng vây thoát ra, tuy rằng rất khó nhưng hắn nhất định sẽ cố gắng thử một lần. Nói chung, tình huống tệ nhất cũng phải mang được Long Chiến rời khỏi đây. Giết! Chiến! Những tiếng la hét giết chóc từ bên dưới vang lên rung trời. Triệu công tử đứng sừng sững trên cao, tất nhiên cũng thấy rõ bốn phương tám hướng đều có bóng người mênh mông, tất cả đều là quân của vương triều Hắc Long đang bao vây dãy núi Thương Long, nếu như không có quân tiếp viện thì chuyện Ngự Long quân bị xóa sổ chỉ còn là vấn đề thời gian. Chiến tranh ác liệt, xương máu đổ ra khắp trốn. Từ trên trời nhìn xuống có thể thấy xác chết chất đống ở khắp nơi, máu để thành sông. Tất cả các ngọn núi đều đã bị nhuộm đệ. Triệu Bân cau mày, càng đến gần dãy núi hẳn mới nhận ra từ trong dãy núi Thương Long đang bộc phát ra một luồng hấp lực, càng xuống thấp thì hấp lực lại càng mạnh lên. Hắn tập trung quan sát thì mới biết đó là một loại pháp trận. Pháp trận bên trong dãy núi Thương Long dường như có tác dụng phòng không. Một khi tiếp cận từ trên không thì sẽ bị hút xuống, nếu như xui xẻo bị hút thẳng vào trận thì sẽ chết rất khó coi. Bên trong dãy núi Thương Long không chỉ có phòng không trận mà còn có chu sát đại trận, thậm chí bên trong còn có tiên lực trợ uy, đây rõ ràng là những tiên trận bị tàn phá, khó trách Ngự Long quân lại có thể thủ vững lâu như vậy. Vèo! Trong khi hắn đang quan sát thì hấp lực lại càng mạnh hơn, mạnh đến mức ngay cả hắn cũng không thể chống đỡ nổi, vừa bước vào trong tầm ngắm là đã bị pháp trận hút thẳng xuống. Chỉ như vậy cũng có thể thấy được pháp trận trong núi đáng sợ biết bao nhiêu. Khó trách không quân của vương triều Hắc Long không thể đột phá vào dãy núi Thương Long từ trên không, chắc chắn là trước đó bọn chúng đã gặp thương vong thảm trọng cho nên mới không dám công phạt từ trên không nữa. Trên không có kẻ đột nhập, từ trong núi truyền ra tiếng quát lớn. Lời nói còn chưa dứt thì đã có mưa tên bắn lên không trung. Ta là Cơ Ngân. Triệu Bân vội vàng nói, hắn không muốn toàn thân bị bắn thủng lỗ chỗ. Hắn dùng hồn ngự kiếm Long Uyên chặn đứng mưa tên đang phóng tới, sau đó đáp xuống mặt đất đánh ầm một tiếng. Nhưng hắn còn chưa kịp đứng vững thì đã nghe tứ phương ông chấn động, đao quang kiếm mang liên tục xuất hiện, uy lực bá đạo,
không phải là có người công kích mà là do chu sát trận đã được kích hoạt, trong lúc đó hắn lại đang đứng ngay trong phạm vi chu sát. Thật con mợ nó đáng sợ. Khóe miệng Triệu Bân giật giật, ngay lập tức nhảy ra ngoài. Đêm nay hắn ra đường không coi ngày, vừa mới nhảy ra khỏi một tòa chu sát trận thì liền rơi trúng vào một tòa chu sát trận thứ hai, bị một luồng kiếm quang chém bay ra ngoài. Còn chưa kịp thở thì lại bị thêm một tia sáng đâm thẳng tới. Cũng may hắn có da dày thịt béo, thân thủ nhanh nhẹn cho nên mới có thể thoát được. Khi hắn nhảy ra một mảnh đất trống thì tiếng oanh tạc mới tạm dừng lại, nhưng hắn biết xung quanh vẫn còn có rất nhiều pháp trận, nếu như hắn nhảy vào thì sẽ kích động cấm chế và gây ra động tĩnh rất lớn. Ngay cả hắn còn phải chật vật như vậy thì đừng nói đến quân địch. Một khi bọn chúng phát động tấn công từ trên không và bị pháp trận hút xuống thì chỉ có quỷ mới biết được sẽ có bao nhiêu binh sĩ bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Lại có trận pháp phòng độn thổ. Triệu Bân dậm chân xuống đất rồi lẩm bẩm, mặt đất trong rất mềm xốp nhưng kỳ thực bên dưới lại có ẩn dấu trận văn có liên kết với cấm chế, nếu như sử dụng thuật độn thổ ở đây thì trận văn sẽ dẫn động cấm chế kích hoạt chu sát trận. Chỉ có quỷ mới biết được bên trong núi còn có bao nhiêu pháp trận đáng sợ như thế này. Ngự Long quân chọn nơi này để cố thủ quả nhiên là có lý do, cũng không phải vô cớ mà bọn họ có thể cố thủ ở đây lâu đến như vậy. Vèo, vèo. Tứ phương nổi gió, có rất nhiều người mặc giáp cầm đao kiếm xông tới, tất cả đều là binh sĩ của Ngự Long quân, thân thể của ai cũng đẫm máu, khó có thể tưởng tượng được bọn họ đã phải trải qua bao nhiêu trận huyết chiến. Bái kiến thánh tử. Tất cả đồng loạt hành lễ, trong mắt lộ ra sự kính sợ. Không cần xác nhận lại thì bọn họ cũng biết đây là Thánh tử Thiên Tông, yêu nghiệt có phong độ chói mắt, sát khí nồng đậm bậc này trong thiên hạ tuyệt đối không thể tìm ra người thứ hai. Không cần đa lễ, Triệu Bân cười nói. Sao ngươi cũng vào đây, Thiên Vũ cũng đến ngay sau đó, không cần phải hỏi thì cũng biết nơi này là do hắn ta mang binh trấn thủ. Vào xem một chút, Triệu Bân cười nói. Đi theo ta, Thiên Vũ cười nói. Triệu Bân biết mục đích của hắn ta. Hắn ta cũng biết được sứ mệnh của Triệu Bân. Hắn ta có thể chết trận, Ngự Long quân có thể bị tiêu diệt toàn bộ nhưng Hoàng đế Đại Hạ tuyệt đối không thể chết trận tại đây, bất luận như thế nào cũng phải mang được Hoàng đế ra khỏi đây. Triệu Bân đuổi theo hắn ta, trên đường đi không ngừng quan sát. Lọt vào trong tầm mắt của hắn là cảnh tượng hết sức đẫm máu trong núi. Từng hòn đá cây cỏ đều ngập trong biển máu đỏ tươi chói mắt. Xác chết chất thành đống. Có xác chết của quân Hắc Long cũng có xác chết của quân Đại Hạ. Người có tâm trí cứng cỏi như hắn nhưng nhìn thấy cảnh này cũng không thể không chấn động. Trên đời này làm gì có thứ gọi là năm tháng an tĩnh, chẳng qua bên ngoài luôn luôn có người khác đang gánh vác sự an tĩnh đó cho ngươi mà thôi. Những lời này dùng ở đây rất thích hợp, những người dám xông pha trận mạc đều là đại hán tử, nếu không có bọn họ trấn thủ biên cương thì làm gì có non sông giàu đẹp ở phía sau. Bái kiến thánh tử. Trên đường hắn đi có rất nhiều người hành lễ với hắn. Trên đường đi, Triệu Bân cũng liên tục chắp tay cúi đầu thể hiện sự tôn kính với từng binh sĩ. Tất cả bọn họ đều đáng kính. Bước đến một tảng đá, hắn đột nhiên dừng lại vì nhìn thấy người quen, chính là ông nội Vân Thương Huyền của Vân Yên. Lão Tổ Vân Gia vẫn còn sống. Nhưng Lão Tổ Vân Gia cũng chỉ còn sống được có vài ngày, cả đầu đều đã bạc trắng, toàn thân bị tử khí bao phủ. Cho dù như vậy thì Lão Tổ Vân Gia vẫn giống như một tấm bia lớn sừng sững đứng trong thiên địa chống đỡ Đại Hạ, vẫn đang chờ đến trận chiến cuối cùng để dâng hiến tất cả cho quốc gia. Ở trong núi này, những người giống như Vân Thương Huyền chỗ nào cũng có. Các bậc cao niên đã không còn quan tâm đến chuyện sống chết, còn nguyện trước khi chết có thể góp sức bảo vệ quốc gia. Theo sau Thiên Vũ, Triệu Bân đã đến một đỉnh núi. Long Chiến đang ở đó, toàn thân đẫm máu, áo choàng tả tơi. Ở bên cạnh ông ta là ông nội của Thiên Vũ, ông ta đã rất già, cũng chính là thống soái Ngự Long quân. Bái kiến tiền bối. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Thống soái Ngự Long quân vỗ vai Triệu Bân cười nói. Triệu Bân bị vỗ vai mạnh đến mức đứng không vững, một trưởng của lão tiền bối này nặng như núi lớn. Ngươi không nên tới đây, Long Chiến hít sâu một hơi nói. Đến cũng đã đến rồi, ta phải mang tiền bối đi, Triệu Bân cười nói. Chấm sẽ không đi. Vậy thì vãn bối sẽ cùng người kề vai chiến đấu. Ngươi. Hửm, Hoàng Phi Vũ Linh. Không đợi Long Chiến nói hết lời thì Triệu Bân đã đột nhiên tỏ ra ngạc nhiên nói. Kỹ năng diễn xuất của hắn đúng là tuyệt vời, thậm chí khi nói hắn còn không quên nhìn sang một hướng khác với ánh mắt cả kinh.
Nghe thấy vậy, Long Chiến cũng bất giác quay đầu lại. Ông ta vừa quay đầu lại thì đã bị Triệu Bân đánh ngất. Hắn đã sớm biết Long Chiến sẽ không ngoan ngoãn cùng hắn trở về, cho nên tất nhiên phải đánh Hoàng đế bất tỉnh trước. Bang! Một côn của Triệu Bân đánh Hoàng đế vang lên nghe rất êm tai. Long Chiến quỳ xuống tại chỗ, ông ta đường đường là cường giả chuẩn thiên đỉnh phong thế mà lại bị một côn của kẻ nào đó đánh đến ngất. Chuyện này, thống soái Ngự Long Quân nhìn thấy vậy thì khóe miệng liền giật giật. Cường giả đại hạ ở bốn phía nhìn thấy vậy thì trái tim đều muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Không chỉ Long Chiến không kịp phản ứng mà bọn họ cũng không kịp phản ứng, một côn của tên này đánh ra thật sự quá bất ngờ, trước đó hắn còn luôn mồm nói phải kề vai sát cánh chiến đấu, thế mà trong chớp mắt liền lấy ra côn lớn đánh ngất người đối diện, hơn nữa người đối diện hắn còn là Hoàng đế đại hạ. Sợ rằng ngoài Hoàng Phi Vũ Linh thì cái tên này chính là người đầu tiên dám đánh Hoàng đế, nếu như luận tội hắn thì đây chính là tội chết. Thời điểm đặc biệt phải dùng đến thủ đoạn đặc biệt. Triệu công tử nói xong liền lấy ra quan tài băng ngọc. Sau đó Long Chiến liền bị hắn đặt vào trong quan tài, phòng ấn kỹ càng rồi mới để vào bên trong chiếc nhẫn ma. Ở đây không có ai ngăn cản. Long Chiến không phải người bình thường, không thể chết tại đây được. Đại hạ vẫn cần có Hoàng đế trấn thủ. Cho dù Cư Ngân không tới bạn học cùng sẽ cố hết sức bảo vệ Long Chiến phá vòng vây tiền bối có thể chống đã được thêm bao lâu. Sau khi xong việc của Lang Chiến thì Triệu Bân lại quay sang nhìn thống soái Ngự Long Quân hội. Lâu nhất là đến đêm ngày mãi, thống soái Ngự Long Quân hết sâu một hơi nói đúng là trong núi này có pháp trận đáng gồm nhưng đội hình của đối phương là trăm vạn đại quân, nếu như không còn tiên trận thì cũng không ai có thể gánh nổi công phạt của bọn chúng. Vậy thì đêm mai, đột phá vòng vây từ phía nam, Long Phi sẽ cố gắng tiếp ứng, Triệu Bân nói. Công chúa cũng tới đây, các lão bối nghe xong mà giật mình. Gia đình này làm cái gì vậy, hoàng đế ngự giá thân chinh, thái tử trấn thủ biên quan, bây giờ đến cả công chúa đại hạ cũng lên chiến trường. Nhưng nghĩ cũng phải. Phụ hoàng bị bao vây, thân là túc chủ, cô ta đâu thể không đến chứ. Giết! Giết cho ta! Trong lúc này, tiếng hô giết lại vang lên. Đại quân vương triều Hắc Long như uống máu gà, điên cuồng tấn công. Đùng, binh! Bốn phương tám hướng đều là chiến sự, tiếng nổ rung trời. Ngước mắt nhìn xung quanh, khói đỏ bốc lên ngùn ngụt, cuốn bay từng ngọn núi. Triệu Bân đảo mắt nhìn khắp nơi rồi chạy về một hướng. Khi hắn tới nơi, binh tướng Hắc Long đen ngòm đang ào ào xông vào khe núi như thủy triều. Không chỉ quyết đoán mà còn rất hung tàn, dùng sức người để lấp đầy bẫy dập từ chu sát trận, dồn đẩy ra một con đường, đã vậy thế tấn công rất mạnh mẽ, thiên võ và binh tướng đại hạ đang chật vật ngăn cản. Theo ta, giết! Một lão già mặc đồ đen hét ầm lên, khí thế ảo ảo, huyết sát tuôn trào. Trong đám lính địch đang lao tới thì ông ta là người nổi bật nhất, tay cầm đao đầu quỷ, trông như hung thần ác sát, cực giống một ác ma. Người ta nói rất hay, kẻ đi đầu dễ gặp tai ương. Giống như ông già áo đen đó là một ví dụ điển hình, vừa mới lao tới, còn chưa kịp thi triển thần uy đã bị một mũi tên sấm sét tiêu diệt, chết rất buồn bực. Dù sao cũng là cao thủ chuẩn thiên mà. Cứ thế đã bị giết rồi. Người ra tay tất nhiên là Triệu Bân. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, kẻ nào hăng hái nhất thì xử lý kẻ đó trước. Giết! Cái chết của lão già mặc áo đen không thể dọa được đại quân Hắc Long. Hay nói cách khác, cấp trên hạ tử lệnh rồi, ai dám lùi về sau cũng giết không tha. Đánh! Binh tướng đại hạ cũng không sợ, giữ vững đội hình. Ánh mắt Triệu Bân lóe sáng, liên tục kéo cung gắn tên. Không đánh võ tu địa tạng cũng không đánh võ tu huyền dương, chỉ nhắm vào cao thủ chuẩn thiên của đối phương mà đánh. Mũi tên sấm sét bá đạo, không mũi tên nào bắn ra vô ích, tên cứ lao ra sẽ có kẻ hộc máu, từng người một, dù không chết cũng trọng thương, từng vết máu tóe ra cực kỳ chói mắt dưới ánh trăng. Bởi vì có hắn trợ chiến, binh tướng đại hạ cũng vững vàng hơn. Có một yêu nghiệt nghịch thiên đánh bổ trợ ở phía sau, lòng tự tin của họ rất thừa. Cơ Ngân. Có người nhận ra Cơ Ngân, từng đôi mắt bạo ngược bỗng chốc đỏ lòm như máu, trong vẻ dữ tợn còn ẩn giấu nỗi khiếp sợ phát nguồn từ tận linh hồn. Tên đó từng giết hàng trăm vạn đại quân đại nguyên, cũng tập hợp cả trăm vạn sát khí, có thể nói là hung danh nổi như cồn. Chỉ riêng điều này đã đủ dọa cho quân địch khiếp sợ, cộng thêm thuấn thân tuyệt sát, kỳ lân hóa, năng lực tái sinh, võ hồn, đan hải, tiên lực. Bất cứ thứ gì cũng đủ khiến chúng ghê tởm.
kẻ nào không sợ chết thì cứ tới đây. Triệu Bân hừ một tiếng đanh thép, toàn nhắm vào kẻ dẫn đầu mà đánh. Đến mức mà nhóm binh lính Hắc Long bị hắn đánh cho như quần long mất đầu. Thế nhưng, không phải tất cả vòng giao đấu đều được như bên này. Người có thể giữ vững đội hình đa số liên tục phải thối lui, vương triều Hắc Long tấn công quá hung hãn, đến mức trận pháp trong núi lần lượt băng hoại, khả năng phòng ngự cũng giảm mạnh. Thống soái Ngự Long nói không sai, cứ theo đà này thì chưa chắc họ đã trụ được tới tối mai. Soạt, Triệu Bân như một hồn ma, tới tới lui lui không ngừng chi viện. Núi Thương Long không thể bị phá, chỉ ít thì không thể bị phá trong đêm nay, dù chết cũng phải cầm cự tới tối mai. Thời gian, họ rất cần thời gian quý báu này, càng lâu càng có lợi, càng lâu thì quân chi viện mà họ đợi được càng đông, thế thì khả năng đột phá vòng vây càng lớn, chưa biết chừng còn có thể đợi được một trận sấm sét. Gắng lên! Long Phi ở bên ngoài ngọn núi siết chặt nắm đấm. Đêm nay cô ta cũng không hề rảnh rỗi, cường giả đại hạ chạy tới chi viện cho biên quan đã được cô ta tập hợp lại, chỉ cần đợi đêm mai sẽ dẫn quân Ngự Long đột phá vòng vây. Đây là kế hoạch mà cô ta và Cơ Ngân đã thương lượng từ trước, nội ứng ngoại hợp, chỉ cần tạo ra được một lỗ hổng là có thể lao ra ngoài, đó sẽ là một trận huyết chiến. Chiến sự trong núi rất thảm khốc. Từ trên nhìn xuống, bốn phương tám hướng đều là biển người. Thống soái Hắc Long đã hạ lệnh, không công phá được núi Thương Long thì không thôi. Trận chiến này đánh từ đêm đến sáng, rồi từ sáng đến khi màn đêm ập xuống. Không chịu nổi nữa rồi. Quân Ngự Long không trụ nổi nữa rồi. Quá nửa trận pháp trong núi đã bị phá hủy, rất khó xoay chuyển. Đột phá vòng vây. Họ phải đột phá vòng vây. Nếu còn không đi, có khả năng sẽ bị bao vây và tiêu diệt toàn bộ. Đánh một trận, xông ra ngoài. Triệu Bân thét lên một tiếng, bỗng chốc mở kỳ lân hóa. Ở hướng chính nam, hắn xông lên đầu tiên, sau lưng, quân Ngự Long theo sát, quân địch lao tới bị họ đánh phản xung phong, chính vì đối phương không ngờ tới mới không kịp trở tay, cộng thêm kỳ lân mở đường, đám đông đen thùi lùi bị hút cho ngã ngửa, không biết bao nhiêu người bị Triệu Bân dẫm nát bét. Còn muốn đi à? Cường giả Hắc Long mỉm cười dữ tợn, hàng trăm cao thủ chuẩn thiên ngáng đường. Ngoài ra, còn vô số võ tu địa tạng chặn khe núi đó đến mức một con ruồi cũng không lọt. Họ chỉ cần kiềm hãm, đợi ba nhánh quân từ Đông, Nam, Bắc lao tới sẽ trở thành thế hợp vây. Lần hợp vây này, đối phương không còn trận pháp để cố thủ, một hơi có thể hạ được quân Ngự Long. Đánh! Triệu Bân nghiêng người, Vân Thương Huyền lao ra ngoài. Lão tổ của Vân gia cuối cùng cũng đợi được thời khắc này, trong lúc xung phong, lão ta cống hiến tất cả, gắng sức thăng hoa. Phục hồi trạng thái như thời trai tráng, giống một luồng sáng trắng lao vào trận địa của địch, đùng đùng tự nổ tung. Không biết bao nhiêu binh tướng của Hắc Long bị tiêu diệt, đến cả cao thủ chuẩn thiên chúng chiêu cũng bị nổ tanh bành. Triệu Bân trông thấy mà run rẩy. Tuy đã dự đoán từ trước, nhưng vẫn rất giật mình. Nào, nối gót Vân Thương Huyền, rất nhiều lão bối cũng xông ra. Cũng giống như Vân Thương Huyền, họ cũng cố gắng thăng hoa hết mức. Biến thành từng đóa hoa đỏ rực như máu. Chính nhờ có họ mà một con đường máu mở ra. Thế nhưng, con đường này vẫn chưa thể đủ, cách lối ra vẫn còn xa lắm. Đùng! Triệu Bân thét lớn trong lòng, cưỡng ép mở thiên cháo hộ thể. Hắn mới thực sự là vật hy sinh, đội thiên cháo đâm về phía đó, thiên cháo ở trong trạng thái kỳ lân hóa không chỉ có vóc dáng khổng lồ mà uy lực cũng hung mãnh, gắng gượng mở đường. Sau lưng hắn vẫn còn rất nhiều lão bối xông ra. Người dám ra chiến trường toàn là hảo hán mình đồng ra sắt, mà các lão bối này còn cương liệt hơn, vì muốn mở đường sống cho các hậu bối, họ điên cuồng lao lên, điên cuồng tự phát nổ, lấy thịt nát xương tan nối dài con đường này, đốt cháy quãng đường vinh quang của họ đến mức sáng chói nhất. Lũ điên! Đúng là một đám điên! Binh tướng của Vương Triều Hắc Long đều lộ vẻ khiếp đảm. Họ đã đánh giá thấp quân Ngự Long. Thương vong thê thảm thế này mà vẫn giữ được ý chí mạnh đến thế, thêm cả khí thế được tích tụ từ chiến ý. Và sức chiến đấu cùng cực kỳ mạnh mẽ khiến họ bất giác cho rằng thứ mà họ đang nghênh đón không phải là một đội tàn quân mà là một đàn mảnh thủ hồng hoang đang phát cuồng. Họ sợ rồi, khí thế của họ cùng vì thế mà yếu đi đây là một dấu hiệu tốt. Triệu Bân đội theo thiên cháo, dọc đường không ngừng va đụng. Quân Ngự Long sau lưng cũng điên cuồng chém giết, bất chấp tạo ra một con đường máu. Đùng, binh! Bên ngoài ngọn núi, quân chi viện của đại hạ cũng có động thái rồi.
vài ba vạn xe nỏ chỉ thoáng chốc đã giải trừ được cấm chế, vạn tiễn đồng loạt bắn ra, tiếng nổ đi đùng. Growl. Sau đó là tiếng gào thét của hồ ly. Long phi của cửu vĩ hóa, dẫn theo quân chi viện xông vào từ chính diện. Phụt, phụt. Buổi hiến tế đẫm máu cũng diễn ra ở phía bên này. Đa phần là các lão bối với thọ nguyên sắp cạn, chỉ có một phần khí khái, hết người này tới người khác xông vào trận địa địch, cũng từng người tự mình nổ tung, chỉ mong đã thông một con đường máu đột phá vòng vây cho quân ngự long của đại hạ. Long phi giàn giụa nước mắt. Quân chi viện của đại hạ đi theo cô ta cũng đầm đìa nước mắt. Chiến tranh chết tiệt, chôn vùi bao nhiêu hài cốt các anh hùng, đất trời cũng nhuộm đầy máu tươi của họ. Mở. Triệu Bân thét một tiếng vang trời, chém đứt lớp ngăn cản cuối cùng. Tướng sĩ quân ngự long theo sát bước chân của hắn, đạp lên con đường máu, xông ra khỏi núi Thương Long. Rút lui. Toàn quân ngự long rút lui. Thương vong rất nặng nề, nhưng vẫn giữ được sức lực. Giết. Thống soái Hắc Long thét lên, chỉ kiếm về phía nam. Đại quân bốn phía tập kết lại, trở thành đội hùng binh cả trăm vạn người, đạp bằng núi Thương Long, truy sát từ nam sang bắc. Từ cao nhìn xuống, đó là một biển đen dâng trào, nhấn chìm từng mảng núi sông. Sát khí của họ ngút trời, khí thế của họ cũng mạnh đến mức đất trời biến sắc. Uy thế như vậy, đừng nói là một cao thủ thiên võ, cho dù có tới 10 người vẫn bị đánh thành cho bụi thôi. Đêm nay tối tăm vô cùng. Đêm nay cũng đẫm máu vô cùng. Đại quân Hắc Long khí thế không thể ngăn nổi, truy sát quân ngự long hơn 800 dặm. Có thể đánh thẳng tới đế đô. Triệu Bân và Long Phi bọc hậu, cả hai đều kết luận như thế. Biên quan phương Bắc của đại hạ bị phá, núi Thương Long bị san thành bình địa, sau đó tới một vùng đất bằng phẳng, không có một tòa cổ thành nào cũng không có một biên ải lớn nào có thể ngăn chặn hàng trăm vạn quân của vương triều Hắc Long. Đùng! Đúng vào lúc này, một tiếng sấm dậy vang vọng bầu trời. Gió lớn điên cuồng thổi thốc, mây đen vần vũ, sấm chớp đi đùng. Có sấm. Triệu Bân đột ngột ngừng lại, hai mắt sáng ngời. Đã bảo mà, trận địa hoành tráng thế này, ông trời đâu thể không nể mặt. Bị truy sát cả một đêm, cũng nên đến lượt hắn thi triển thần uy rồi, cùng bị sét đánh đi nào. Hắn dừng lại. Long Phi dừng lại. Binh tướng đại hạ cũng dừng lại. Cùng dừng lại với họ còn có đại quân của vương triều Hắc Long. Nghe thấy tiếng sấm, ai nấy run rẩy. Trong thời khắc đó, họ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, sấm chớp đến thật không đúng lúc, thế này là sắp bị sét đánh rồi. Đùng uỳnh uỳnh, sấm sét ngang dọc bầu trời, mỗi tiếng sấm dậy đều khiến lòng người run rẩy. Cùng là người nghe thấy tiếng sấm nhưng tâm trạng của đại hạ và vương triều Hắc Long hoàn toàn không giống nhau. Đối với đại hạ, tiếng sấm như một tiên khúc, nghe rất vui tai, nhưng đối với vương triều Hắc Long, nó giống như tiếng đồng hồ điểm ngày tận thế. Vẫn là vết xe đổ trước đó. Hàng trăm vạn hùng sư của đại nguyên chính là ví dụ rõ nhất. Uỳnh. Triệu Bân lấy cỗ quan tài bằng băng, thả long chiến ra ngoài. Tiếp sau đây, hắn phải dẫn dắt các bạn nhỏ của đối phương cùng nhau vui vẻ, tiện thể bị sét đánh một trận. Với tư cách là hoàng đế của đại hạ, ông ta cũng không thể nhàn rỗi, phải dẫn dắt binh tướng đại hạ đánh trả trở về. Long chiến thức tỉnh, ban đầu còn không đứng vững. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Long chiến lảo đảo, có lẽ vì cú đánh của người nào đó quá mạnh, giờ phút này đầu óc ông ta vẫn còn ong ong. Ánh mắt của Long Phi có vẻ kỳ lạ. Phụ hoàng của cô ta bị người khác gõ một gậy à? Thống soái ngự long thì ho khan một tiếng, đâu chỉ là bị gõ một gậy, tên đó ra tay cực kỳ tàn nhẫn, đường đường cao thủ đạt đỉnh chuẩn thiên mà bị đánh ngất luôn. Đủ thấy hắn dùng lực tới cỡ nào, nếu đổi lại là ông ta chắc gục hẳn rồi. Thế này. Vài ba giây sau, Long Chiến mới đứng vững. Cảnh tượng trước mắt khiến ông ta mờ mịt. Đây không phải núi Thương Long, quân ngự Long đột phá vòng vây rồi à? Còn nữa, trời sắp đổ mưa sao? Khi ông ta nhìn sang, Triệu Bân đã lao vọt lên trời, giơ cao thanh kiếm Long Uyên. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết xoay chuyển, sấm chớp điên cuồng giáng xuống kiếm Long Uyên. Xung quanh hắn cũng có sấm chớp như xé tầng không. Bên trong thể sức mạnh kỳ lân của hắn được bao bọc bởi một lớp áo giáp sấm sét, coi như tăng thêm một tầng phòng ngự. Không phá được áo giáp sấm sét thì không thể đả thương hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, dường như Triệu Bân không còn là một con người nữa, mà là một vị thần điều khiển sấm sét, dù tối tăm cũng không che nổi hào quang của hắn.
binh tướng đại hạ trông thấy mà âm thầm nuốt nước bọt. Không phải ai cũng từng được thấy Triệu công tử dùng sấm sét. Phen này trông thấy, chấn động đến mức không thể chấn động hơn, chỉ nhìn thôi đã muốn run lên lẩy bẩy. Đó là sấm sét đó, người thường đâu ai dám đối đầu. Thế mà có một tên yêu nghiệt dám dùng thân mình dẫn dụ sấm sét. Thánh tử sắp chơi lớn rồi. Binh tướng đại hạ phấn khích, nhiệt huyết trào dâng. Hôm nay thật hoành tráng, hiện trường xét đánh tập thể chắc sẽ náo nhiệt lắm đây. Trước kia, cơ ngân giết hàng trăm vạn đại quân đại nguyên, họ không có cơ duyên trông thấy, hôm nay phải bù đắp tiếc nuối. Rút lui! Mau rút lui! Thống soái Hắc Long gào ầm lên, quay đầu trốn ngay. Trước khi trốn đi, ông ta còn liếc mắt nhìn ông già tóc bạc phơ bên cạnh, dù không nói gì nhưng ngụ ý từ ánh mắt rất rõ rệt. Mẹ kiếp, ông xem tinh tượng kiểu gì đấy, đã bảo không có sấm sét cơ mà. Sao có thể thế được? Ông già tóc bạc vừa rút lui vừa nhìn lên bầu trời. Ông ta xem tinh tượng rồi, chắc chắn không có sấm sét. Nhưng cơn mưa này ập đến làm ông ta không kịp trở tay, chẳng lẽ ông ta nhìn sai? Trên thực tế, ông ta không nhìn sai, chẳng qua càn khôn trong thế giới loài người đã thay đổi hẳn, nhìn tinh tượng nhiều khi không chuẩn nữa. Có dấu hiệu, chưa chắc sẽ có sấm sét hay đổ mưa, không có dấu hiệu, có thể sẽ là sấm chớp dọc ngang trên bầu trời. Thiên phạt, lôi đình vạn cân. Trên bầu trời vọng xuống âm thanh lạnh lẽo và khô khốc của Triệu Bân. Vì có sấm sét bổ trợ nên câu nói này của hắn có thêm một thứ uy nghiêm đáng sợ, giống như trời xanh tuyên án, khiến con người không dám nảy ra suy nghĩ chống đối. Bởi vì hắn là thánh tử Thiên Tông, là người từng chịu thiên phạt. Sấm sét giáng xuống kích phát thiên uy tiềm tàng trong cơ thể hắn, tất nhiên sẽ có sức mạnh hủy diệt tuyệt đối. Keng! Đùng! Triệu Bân vung kiếm chỉ lên trời, hàng triệu tia sét nghe lệnh của hắn, uy lực hủy diệt từ trên trời giáng xuống, giống như một bàn tay diệt thế, đánh ra một khoảng đất trống rỗng giữa cả đám người đen kịt. Máu me bắn khắp nơi. Khói đỏ ngùn ngụt bốc thẳng lên trời. Không biết bao nhiêu người bị sét đánh chết. Cũng không biết bao nhiêu người bị dòng điện chém cho thịt nát xương tan, đến cả cao thủ chuẩn thiên cũng không ngoại lệ. Đây không phải là sấm sét bình thường, tuy chưa đến mức thiên kiếp, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều thiên uy. Trốn thôi. Đại quân Hắc Long cởi bỏ mũ giáp. Trên có thống soái, dưới có tiểu binh, ai nấy chạy trốn chẳng buồn quay đầu. Đi à. Triệu Bân hầm hừ, lại vung kiếm thêm lần nữa. Sấm chớp tụ hợp thành một biển sấm sét, từ trên trời chút xuống. Lực sát thương lớn đến khủng khiếp. Bầu trời tăm tối bỗng chốc được nhuộm đỏ, nhất thời đổ cơn mưa máu, bóng người bị sét đánh chất chồng lên nhau. Á! Tiếng kêu thảm thiết và bén nhọn vang khắp tầng không. Triệu Bân chẳng hề tiếc thương, chỉ vung kiếm hết lần này đến lần khác, chỉ đâu đánh đó. Là sấm chớp do hắn dẫn tới. Hắn ở đâu, sấm sét sẽ ở đó. Tiếp đó lại là một loạt nổ từ xe nỏ khiến quân địch tối tăm mặt mũi. Đánh, hay lắm. Binh tướng đại hạ biến thành khán giả, không ai dám xông lên phía trước, chỉ sợ cơ ngân vung kiếm. Khi cơ ngân gài bẫy giết hàng trăm vạn quân đại nguyên, họ không được thấy, nhưng cũng không cần thấy nữa, cứ nhìn đại quân Hắc Long lúc này là đủ hiểu. Lịch sử luôn giống nhau đến giật mình, đại nguyên thê thảm thế nào thì vương triều Hắc Long cũng thê thảm thế ấy. Cùng với một tiếng gầm gào, Triệu Bân đội cả bầu trời sấm sét mà hạ xuống. Giây phút tiếp đất. Kỳ lân hóa hình người biến thành trạng thái kỳ lân, bên ngoài thể sức mạnh kỳ lân được bao bọc bởi một lớp áo giáp lôi định. Liếc mắt nhìn sang chỉ thấy một con kỳ lân lôi định sừng sừng như núi, khi thế vạn cân, nó tiếp đất huỳnh huỳnh khiến mặt đất rung lắc, cùng khiến binh tướng của Hắc Long bị tiêu diệt. Những kẻ may mắn sống sót chưa kịp trốn đi cùng bị một loạt sấm chớp giết gọn. Bắt giặc phải bắt tướng trước. Đôi mắt Triệu Bân sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào thống soái Hắc Long. Hắn nhanh chóng xoay chuyển thiên lôi quyết, dọc đường va đụng khắp nơi, đi tới đâu dẫn theo sấm sét tới đó, đi tới đâu cũng là máu me bê bết. Hoặc là bị hắn giẫm chết, hoặc là bị sét đánh chết, không phải chết một vài người, mà là chôn vùi từng mảng. Đừng nói tới võ tu địa tạng, tới cả cao thủ chuẩn thiên cũng không dám lại gần. Ai ai cũng biết thân biết phận lắm, ân minh mở cửu vĩ hóa còn suýt chút nữa bị sét đánh chết, huống hồ là họ. Bởi vì hắn lao ra nên hàng trăm vạn hùng sư đại bại. Khí thế gì đó cũng không còn sót lại, bị lôi đình vạn cân cưỡng ép phá bỏ. Đó là một cảnh tượng rất chấn động. Từ trên cao nhìn xuống,
Đại quân Hắc Long đen thùi lùi trải khắp nền đất rút đi như lúc thủy triều xuống, rút lui rồi mà vẫn còn rối loạn, không ít kẻ đang rút thì ngã xuống, không biết bị bao nhiêu người dẫm đạp lên. Khung cảnh hết sức hỗn loạn. Kỳ Lân sấm sét bay nhảy giữa đội hình quân địch, suốt cả quá trình sấm rền gió giật, khí thế của Lôi Đình vạn cân cả vạn người cũng không địch nổi. Không ai dám đánh nhau với hắn, càng không ai dám đối đầu với hắn. Đại quân hàng trăm vạn người mà như không còn một ai, bị giết đến mức không còn mảnh giáp, thi thể ngổn ngang. Giết cho ta. Long Chiến lôi sát kiếm, cưỡi ngựa đi trước. Minh tướng đại hạ hô hào, theo chân hoàng đế đại hạ. Từ khi tám vương triều lớn tấn công nước họ, đây là lần đầu toàn bộ quân Ngự Long được xung phong, không chỉ có họ mà cả quân chi viện cũng đi cùng quân Ngự Long, truy sát đại quân Hắc Long. Bị đè đầu ra đánh lâu như thế, họ tức nghẹn trong bụng rồi. Bây giờ toàn tuyến quân địch rệu rã, vậy thì đánh cho chúng chết thì thôi. Sau khi Triệu Bân lướt qua vẫn còn khá nhiều kẻ may mắn sống sót, bị sét đánh cho lảo đảo, chưa kịp khôi phục sự tỉnh táo đã bị binh tướng đại hạ đến sau tiễn từng người vào quỷ môn quan. Thắng rồi. Long Phi lầm bầm, hai mắt mơ màng. Hóa ra sức lực của một người thực sự có thể xoay chuyển càn khôn, giống như Triệu Bân dẫn dụ sấm sét có thể cứu vãn thế cục. Một trận sấm sét ngoài ý muốn chém cho trăm vạn hùng sư tả tơi rơi rụng. Growl. Cửu Vĩ hồ phấn khích, thêm nhiều sức mạnh được rót vào. Long Phi được Cửu Vĩ bổ trợ, sức mạnh càng thêm dồi dào và bá đạo. Nơi nào đông người thì anh bạn to lớn kia càng hữu dụng Long Phi mà Cửu Vĩ hóa việc dáng cùng không nhà, tuy không thể yêu nghiệt được như Triệu Bân, nhưng uy thế cùng ngút trời. Bệnh tướng Hắc Long bị dẫm chết kha khá đi đâu hài trong hàng trăm vạn quân, Triệu Bân hè hết dung trời hắn đã gắn tên nhằm chuẩn vào thống soái của vương triều Hắc Long. Uỳnh, mũi tên sấm sét bắn ra, uy thế không gì cản nổi. Thống soái của Hắc Long biến sắc, còn chưa bị bắn trúng đã cảm nhận được uy lực xé toạc sống lưng. A, à, thời khắc then chốt, ông ta đột nhiên quay người lại. Cũng vào lúc này, một tấm khiên đen kịt ngưng tụ ngay trước người ông ta. Thế nhưng tấm khiên này không đủ. Hay nói cách khác, mũi tên sấm sét quá bá đạo, một lần bắn là đủ chúng. Sau đó là máu me bắn tóe ra, cực kỳ chói mắt, thống soái Hắc Long cũng bị bắn xuyên người. Điều khiến Triệu Bân thấy bất ngờ là mũi tên của hắn không thể tiêu diệt được thống soái của Hắc Long, ông ta lê theo tấm thân bê bết máu, liều mạng chạy trốn. Có trời mới biết ông ta đã dùng tới cấm pháp gì, giống như một con chim cắt đỏ lòm chạy xuyên qua đám đông. Triệu Bân lại bắn thêm một mũi tên nữa, nhưng không thể nhắm chuẩn mục tiêu. Hiển nhiên, người có thể làm thống soái không phải kẻ tầm thường. Thống soái của Hắc Long là kẻ xuất sắc nhất trong đám nhân tài, thế nên hắn không thể bắt được ông ta. Ông chạy không thoát đâu. Triệu Bân hầm hừ, dọc đường truy đuổi gắt gao. Hắn đuổi theo cũng không sao, nhưng sấm sét cũng theo cùng hắn. Tiếng nổ tán loạn, máu me bắn tới tận trời. Một số cao thủ chuẩn thiên không chịu tin, muốn quay trở về đánh cùng Triệu Bân một trận. Tiêu diệt được Triệu Bân thì sấm sét cũng tự biến mất thôi. Tiếc rằng, những kẻ không tin đều lên đường xuống hoàng thuyền rồi. Kỳ Lân hóa cộng thêm một trận sấm sét giúp Triệu Bân ăn gian mọi cơ hội. Trong phạm vi nhất định với hắn là trung tâm, không ai dám tiến vào, bởi sẽ bị sét đánh chết. Ai muốn giết hắn thì phải chịu được sấm sét trước đã. Nhưng e rằng chưa đợi lao đến nơi đã bị tiêu diệt rồi, không phải ai cũng chịu được đòn. Hay cho một phương pháp dẫn dụ sấm sét. Trong bóng tối, có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Đó là một nữ tử, đứng dưới bầu trời u ám, giống như một u linh, thoát ẩn thoát hiện. Người này là môn chủ La Sinh môn đích thân tới tìm Triệu công tử. Trùng hợp làm sao, cô ta gặp ngay đúng cảnh tượng này. Cảnh giới thiên võ có sợ sấm sét của Triệu Bân hay không, đáp án là phủ định, không sợ. Dù sao thì đó cũng không phải là thiên kiếp. Cũng có nghĩa là, môn chủ La Sinh môn có thể đối đầu với sấm sét để giết Triệu Bân. Trong tình huống này, có một vòng luẩn quẩn kỳ diệu như thế này. Môn chủ La Sinh môn sợ đại quân trăm vạn người nhưng không sợ Triệu Bân. Triệu Bân sợ môn chủ La Sinh môn nhưng không sợ đại quân trăm vạn người. Đại quân trăm vạn người sợ Triệu Bân nhưng không sợ môn chủ La Sinh môn. Đây chính là đạo lý vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tất nhiên, vòng tuần hoàn ba chân quỷ dị này chỉ thích hợp với thời điểm đặc thù. Lúc này đây chính là thời điểm đặc thù, nếu Triệu Bân không còn sấm sét thì mọi thứ sẽ khác. Phụt, phụt,
Trong tiếng la thảm thiết, máu me tiếp tục bắn ra. Triệu Bân xách kiếm Long Uyên hàng trăm trượng, vừa chạy như bay vừa chém, đi đến đâu chém đến đó, đi đến đâu chặt đến đó. Có kẻ bị sấm sét đánh chết, có kẻ bị chém chết, còn ra còn có kẻ bị dẫm chết, vô số kể. Dù có lọt ra cũng không sao. Sau lưng còn quân Ngự Long của Đại Hạ mà. Hắn đang xung phong, quân Ngự Long cũng đang xung phong, thế tấn công khó lòng bì nổi. Cục diện nghiêng về một phía. Trước đó là đại quân của Vương Triều Hắc Long truy sát quân Ngự Long. Phen này vai vế đổi chiều, binh tướng Đại Hạ truy sát Vương Triều Hắc Long. Nếu sấm sét kéo dài đủ lâu, họ có thể đánh đuổi đại quân Hắc Long ra khỏi biên cương của Đại Hạ. Thậm chí, còn có thể tấn công biên quan của đối phương. Trốn mau! Tiếng gào thét như lệ quỷ gào khóc vang vọng màn đêm tăm tối. Đại quân Hắc Long lăn lê bỏ lết, tháo chạy không còn mảnh giáp. Giết! So với Vương Triều Hắc Long thì sĩ khí của Đại Hạ cực kỳ cao. Dưới sự dẫn dắt của Hoàng đế, theo sát bước chân của Thánh tử Thiên Tông, họ vừa đuổi vừa giết, những nơi đi qua, thi thể ngổn ngang. Bầu trời tối tăm, mặt đất lầy lội, tất cả bị nhuộm một màu đỏ thẫm, đến cả mưa lớn như chút nước cùng không thể rửa sạch được đệ đã không còn là chiến trường nữa, đó là địa ngục đầm địa màu. Đem mạng ra đây, Triệu Bân chém ra vệ dễ sấm sét, nhấn chìm cả một vùng trời. Mà thống soái đại quân Hắc Long cũng nằm trong số đó, ông ta vẫn là người xuất sắc nhất, giữa đám đông đen thùi lùi bị chém thành khói xương. Chỉ có ông ta vẫn liều mình xông ra giữa biển máu, tuy tính mạng vẫn còn nhưng cực kỳ thê thảm, cánh tay trái bị chém thành bùn, sống lưng nứt toác một đường, lộ cả xương trắng, không còn nhìn ra nhân dạng mà giống như một con ác quỷ lảo đảo giữa nhân thế. Cứu ta! Thống soái Hắc Long thét gào, hai mắt tràn ngập nỗi kinh hãi. Thế nhưng, không ai đáp lời ông ta. Tất cả đều đang tháo chạy, ai chạy chậm sẽ chết rất thảm. Vậy mà vẫn còn kẻ trung thành. Nhưng chưa lao đến đã bị chém thành cho bụi. Lên đường may mắn nhé. Triệu Bân cất tiếng nói lạnh lẽo như lời phán quyết của trời xanh. Hắn vừa dứt lời, một mũi tên sấm sét màu vàng xẹt qua màn đêm. Phụt! Máu tươi bắn ra. Thống soái Hắc Long vẫn đang trên đường tháo chạy bị mũi tên xuyên qua cơ thể, tấm thân đỏ lòm khó địch nổi sấm sét, bị xé toạc ra từng tấc một. Trong tiếng gào rú, ông ta biến thành một đống bấy nhầy, chết rất thê thảm. Dù thế này cũng là thống soái, nhưng bị tiêu diệt thế này thì đúng là uất ức. Trước đó khi nghe tin hai vị thống soái của Đại Nguyên bị giết, ông ta từng cười khẩy. Không ngờ rằng, ông ta cũng nối gót hai vị tiền bối. Hình như vị trí thống soái này không thể làm được, kiểu gì cũng bị nhắm tới. Ông ta bị người nào đó đuổi đánh suốt cả đêm, lần này thực sự không trụ nổi. Thống soái chết rồi. Đại quân Hắc Long tháo chạy, chẳng buồn quay đầu lại. Đêm hôm đó, họ chạy ra xa hơn 800 dặm. Đêm hôm đó, quân Ngự Long của Đại Hạ truy sát hơn 800 dặm. Đại chiến thảm khốc. Từ thảm khốc ở đây nói về Vương Triều Hắc Long. Lúc này đây, họ đâu còn đại quân trăm vạn người nữa. Có trời mới biết bao nhiêu người đã nằm xuống, hoặc là bị sét đánh hoặc là bị đuổi giết, không thể thống kê nổi, máu tươi làm nền đất nhão nhoẹt, thi thể và tứ chi của họ lăn lóc khắp nơi. Cút khỏi Đại Hạ. Tới lúc rạng sáng, tuy chưa có ánh nắng ấm áp, nhưng có một tiếng thét gào như vậy. Đại quân của Vương Triều Hắc Long bị đuổi ra khỏi biên cương của Đại Hạ, trước đó họ đánh vào như thế nào thì bây giờ bị đuổi ra như thế. Vượt qua biên quan của Đại Hạ, đám người này chạy thẳng tới lãnh thổ nhà mình. Vẫn chưa hết. Sấm sét kéo dài rất lâu, bầu trời vẫn còn sấm chớp thét gào. Có sấm sét thì phải đánh tiếp thôi. Triệu công tử đội cả bầu trời sấm sét. Không biết nơi này là nơi nào, cứ đánh về phía bắc là được. Long chiến, Long phi, thống soái Hắc Long và cường giả Đại Hạ ở phía sau cũng liên tục xông ra, hiếm khi có được cơ hội tốt, nếu không đánh đến chết, làm sao xứng đáng với anh linh của tổ tiên và các chiến sĩ tử trận. Không lâu sau đó, một quan ải hùng vĩ hiện ra trước mắt. Đó là biên quan của Vương Triều Hắc Long, trải từ đông sang tây, nguy nga như núi. Từ xa nhìn lại có thể trông thấy trên tường thành lố nhố đầu người, họ đang nhìn về phía này, thấy đại quân nhà mình tan tác thì đột ngột biến sắc, trông thấy kỳ lân cơ ngân và sấm sét đầy trời thì càng thêm tái mặt, lòng run lên từng hồi, vừa run vừa thối lui, lui dần rồi quay đầu chạy. Không chạy mà được à? Hung danh của Thánh tử Thiên Tông, họ từng nghe nói rồi.
Thánh tử Thiên Tông đội sấm sét trông có vẻ còn hung dữ hơn, hàng trăm vạn quân đại nguyên bị hắn tiêu diệt như thế đấy. Không ngờ rằng lần này đến lượt vương triều Hắc Long của họ, hắn dẫn sấm sét đến đây, ngoại trừ cao thủ thiên võ, còn ai dám đối đầu với hắn. Hiếm được khi ngươi tiếp sức như thế. Đánh! Triệu Bân thét lên một tiếng, cùng sấm sét tạo thành cộng hưởng, sấm sét nổ vang bầu trời, còn về ngươi trong lời nói của hắn tất nhiên là bầu trời. Cơn mưa này trút xuống cả đêm, trận sấm sét này cũng đánh suốt cả đêm, kéo dài chưa từng có. Vậy còn nói gì nữa? Đánh thôi. Nói đánh là đánh luôn. Hắn thay đổi kỳ lân hóa, biến thành hình thái diều hâu, bay thẳng tới biên quan của vương triều Hắc Long, giơ cao kiếm Long Uyên, tập hợp thêm sấm sét. Nhát kiếm chém xuống, hàng tỷ sấm sét biến thành dòng thác, nhấn chìm hùng quân của Hắc Long. Sấm sét vô song chấn động trời đất. Thành quan nguy nga như ngọn núi ầm ầm đổ sập. Triệu Bân sải cánh bay cao, đội theo biển sấm sét tiếp tục công phá. Giết! Không ai dọn dẹp chiến trường, tất cả điên cuồng tấn công, đều muốn dùng hết khả năng tiêu diệt sinh lực địch trong thời gian ngắn nhất, dù sao thì không ai biết bao giờ trận sấm sét này sẽ tan đi. Thế nên không ai dám chần chừ. Giết là đúng rồi. Không đánh cho vương triều đại hạ biết đâu, họ sẽ không nhớ đời. Chiến tranh luôn thay đổi trong phút chốc. Cảnh tượng tương tự lại tiếp diễn. Chẳng qua lần này gặp nạn là vương triều Hắc Long, ở địa bàn nhà mình mà liên tục bị truy sát. Không biết tới lúc nào, tiếng nổ và tiếng hét mới tắt lịm. Vương triều Hắc Long đại bại, tử thương 560 vạn quân. Triều Long của đại hạ thắng rồi, phá được biên quan của đối phương, chém địch vô số. Nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Tiếng thét của thống soái Ngự Long vang vọng khắp bốn phương. Khỏi cần ông ta phải nói, binh tướng đại hạ cũng đang bận rộn thu dọn chiến lợi phẩm, đồng thời nhanh nhẹn rút về trong thời gian ngắn nhất. Sấm chớp không còn nữa, vương triều Hắc Long có thể trỗi dậy. Trên thực tế, vương triều Hắc Long không có tâm tư này, chí ít thì đêm nay không có. Họ bị đánh cho sợ rồi, cũng bị sét đánh cho sợ rồi, sĩ khí hao hụt. Cho dù muốn trỗi dậy cũng không chắc có thể đánh được đại hạ nữa. Phải biết rằng, họ đã tử thương quá nửa, nhưng quân chi viện của đại hạ vẫn chưa ngừng lại. So sánh như vậy, thắng thua khỏi cần nghĩ cũng biết. Mau mau mau! Những tiếng hô như thế vang khắp chiến trường. So với họ thì Triệu công tử khiêm tốn hơn nhiều. Khi Long Phi tới tìm thì hắn đang đào hố, bới ra được một thanh kiếm đen trong đống đất bùn. Thứ này là một bảo bối. Chất liệu đúc ra nó là huyền thiết đặc thù, vô cùng cứng rắn. Trận chiến này tiêu hao quá nhiều tài nguyên, hắn phải kiếm được chút lợi lộc về chứ. Thanh kiếm này không tệ. Ngươi, lại cứu đại hạ rồi. Nụ cười mệt mỏi của Long Phi vẫn hết sức xinh đẹp. Cô nên nói với phụ hoàng của mình, phải ghi nhớ cho ta một đại công, Triệu Bân nói rất nghiêm túc, ngụ ý cũng rõ ràng. Sau khi ghi công nhớ thưởng cho ta nhiều bảo bối, càng nhiều càng tốt, ta không kén chọn. Phụ hoàng đã nhớ rồi, Long Phi mỉm cười. Nhắc đến Long Chiến, lúc này ông ta đang đứng trên một mỏm núi, cầm kính viễn vọng trông về phương Bắc. Đây là chiến tranh, biến cố rất nhiều. Chưa biết chừng đại quân của vương triều Hắc Long sẽ thực sự quay lại. Đợi khi thu hồi ánh mắt, ông ta mới nhìn về phía Triệu Bân, mặt mũi xa sầm. Ông ta vẫn còn nhớ cú đánh đó, ngoại trừ người vợ với mấy người vai vế là sư thúc của mình. Chưa ai dám cầm gậy gõ đầu ông ta. Với tư cách là hoàng đế đại hạ, ông ta bực mình lắm đấy, biết không hả? Lại lập công rồi, nên thưởng chút gì đó. Thống soái Ngự Long cũng ở đó, xách bầu rượu thong dong nói. Đúng vậy, nên thưởng gì đây, đây cũng là một vấn đề. Long Chiến vuốt râu, lầm bầm nghĩ. Người nào đó lập công lớn quá, phong hầu phong tướng cũng không xứng với chiến công của hắn nữa. Dù ông ta là hoàng đế nhưng cũng không biết nên thưởng thứ gì, hay là thưởng vợ mình, à lộn, thưởng con gái cho tên đó đi. Cách này được đó. Thái độ của thống soái Ngự Long đã biểu thị điều này. Dường như không ai phản đối điều này, một người là thánh tử Thiên Tông, một người là công chúa đại hạ. Hắn là túc chủ Kỳ Lân, cô ta là túc chủ Cửu Vĩ, một đôi trời sinh đấy. Phò mã như thế này, đừng nói là đốt lồng đèn. Dù có đốt hỏa tiễn cũng không tìm được đâu, dẫn ra ngoài cực kỳ hãnh diện. Chuyện này được đấy. Long Chiến lại vuốt râu, thần sắc thâm trầm. Lúc này ông ta thấy hình như Triệu Bân vừa mắt hơn lúc trước rất nhiều. Người có cảm thấy sau lưng lạnh ngắt không?
Triệu Bân sờ lên gáy không chỉ một lần, cũng quay đầu nhìn lại không chỉ một lần. Không biết từ lúc nào, hắn cảm thấy gió thổi qua có phần lạnh lẽo. Có hả? Long Phi cũng quay đầu nhưng không hề phát giác ra điều gì. Triệu Bân cúi đầu không nói, cứ cảm thấy có người âm thầm nhắm vào hắn. Không lâu sau đó, đoàn quân lên đường trở về. Trận chiến này toàn thắng, cũng thu hoạch được rất nhiều. Điều này là nhờ có Thánh Tử Thiên Tông, bất kể là lão bối hay tiểu bối, lúc này ánh mắt họ nhìn hắn tràn đầy kính nể. Hắn là một sát thần, cũng là một phúc tướng, nhờ có hắn mà biên quan Đông Nam đại thắng, cũng nhờ có hắn mà biên cương phía Bắc chém địch vô số. Hai lần đại hạ rơi vào hiểm cảnh đều nhờ hắn xoay chuyển càn khôn. Dưới ánh trăng, biên quan không hề rảnh rỗi, việc xây lại tường thành đang hừng hực khí thế. Dưới ánh trăng, tin tức vương triều Hắc Long đại bại truyền khắp tứ hải bát hoang. Khắp nơi ở đại hạ vui mừng. Còn về các vương triều khác, họ buồn bực trong lòng lắm. Hoàng đế Hắc Long nghe thấy tin tức mà suýt nữa từ trên long ỷ cắm đầu xuống đất, đợi khi đứng vững thì phun ra một búng máu. Đại quân trăm vạn người đó, đại quân trăm vạn người mà bị tiêu diệt quá nửa, từ khi Hắc Long lập nước đến nay, chưa từng có thương vong nào thê thảm tới vậy. Cơ Ngân tiếng gào sống giận dữ của ông ta là tiếng thét ượng ra từ tận linh hồn, chính vì Cơ Ngân giết thái tử nước họ, mới gây ra nợ máu ngút trời. Cũng là Cơ Ngân khiến vương triều Hắc Long của ông ta thương ương thê thảm, oán khí ngập trời. Giết cho ta, không tiếc mọi giá. Mệnh lệnh của ông ta là tử lệnh. Sung sướng ghê. So với Hoàng đế Hắc Long, nụ cười của Hoàng đế Đại Nguyên có vẻ dữ tợn. Trước đó, khi Đại Nguyên bị tiêu diệt hàng trăm vạn quân, họ gặp không ít kẻ dậu đổ bìm leo, nhất là vương triều Hắc Long, nhân lúc cháy nhà hôi của, xâm nhập vào Đại Nguyên. Bây giờ vương triều Hắc Long cũng tử thương vô số, sao mà sung sướng thế? Người hả hê hơn ông ta là sáu vương triều lớn khác. Người chết không phải người nhà mình nên không ai thương xót. Cứ đánh chết hết đi mới tốt. Cười thì cười, nhưng họ vẫn có thể ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cơ Ngân quá đáng sợ, Cơ Ngân dẫn ra sấm sét tới còn nghịch thiên hơn. Thế nên, hắn phải chết. Đối với điều này, mục đích của tám vương triều rất đồng nhất. Vẫn là hành thích thôi. Nghĩ tới hành thích, các vương triều càng thêm tức tối. Gần một năm rồi, phải đi hết nhóm sát thủ này tới nhóm sát thủ khác. Không những không giết được tiểu tử Cơ Ngân mà còn hao binh tổn tướng. Cả La Môn Sinh nữa, nhận bao nhiêu ngân lượng, người phải làm gì đó đi chứ. Không phải đang làm đây à? Môn chủ La Sinh Môn điềm nhiên nói, đi ra khỏi bóng đêm, giống như một bóng ma. Cách một khoảng, cô ta có thể trông thấy Triệu Bân đứng trên tường thành ở biên cương phía Bắc. Tên đó đã tiêu diệt nhân tài của các nước, giết hơn 100 vạn quân của Hắc Long và Đại Nguyên. Đến cả người của La Sinh Môn cũng liên tục quay về vì thất bại, Diêm La mặt quỷ cấp chữ thiên thì bật vô âm tín. Cô ta thực sự tò mò, một võ tu địa tạng nhỏ bé, rốt cuộc có điều gì khác với người khác. Thế nên, cô ta phải bắt Cơ Ngân về, phải nghiên cứu thật kỹ càng. Nếu có thể, cô ta sẽ chiêu nạp Cơ Ngân làm thuộc hạ. Người thông hiểu thuấn thân, trời sinh làm thích khách. Biên cương phía Bắc, gió đêm tiêu điều. Triệu Bân đứng trên tường thành. Một tay xách bầu rượu, một tay cầm kính viễn vọng trông ra xa, nhìn tới nhìn lui. Cũng giống như biên quan Đông Nam ngày trước, tu vi của hắn tuy yếu nhưng ý nghĩa tồn tại vô cùng to lớn. Hắn đứng ở đó, đối với vương triều Hắc Long mà nói, chính là một sự chấn nhiếp. Kẻ nào thích tìm kích thích thì cứ ngó xem hắn còn ở đó không. Bên ngoài thành có rất nhiều rừng cây. Dưới ánh trăng, trong rừng cây cất giấu những đốm sáng nhỏ xíu. Đó là phản quang từ kính viễn vọng, toàn là thám tử của Hắc Long đang thám thính tình hình. Cách một khoảng rất xa mà họ vẫn có thể trông thấy Cơ Ngân đang đứng trên tường thành của biên quan, thế thì không tiện ra ngoài, càng không tiện công phá đại hạ. Đâu chỉ không thể công phá, còn phải giữ nhà cho kỹ, lỡ như có thêm trận sấm sét nữa, lại là một khung cảnh hoành tráng. Tham kiến thánh tử. Trên tường thành, nhiều người đi đi lại lại, hoặc là tuần tra, hoặc là xây dựng biên quan. Khi đi ngang qua Triệu Bân, ai cũng cung kính hành lễ, bởi vì nhân tài này mới khiến họ mở mang tầm mắt, thế nào mới là xoay chuyển càn khôn. Không lâu sau đó, Long Phi cũng bước lên tường thành. Cô gái này có vẻ hơi nhợt nhạt, bởi vì lúc đại chiến đã thi triển bí thuật bất chấp trả giá, tuy sức mạnh dồi dào không dứt, nhưng thể phách không trụ nổi, đến giờ căn cốt vẫn còn đau đớn lắm.
Ngươi nói xem, liệu vương triều Hắc Long có đến nữa không? Long Phi bước tới, đứng ngang hàng cùng Triệu Bân, tiện tay cầm kính viễn vọng. Triệu Bân khẽ lắc đầu, chuyện này thật khó nói, chưa biết chừng đầu óc họ bị chuột rút sẽ lại tấn công tiếp. Căn cơ của vương triều Hắc Long mạnh hơn đại nguyên nhiều, thêm vài lần giấy binh làm loạn cũng hoàn toàn có thể. Long Phi không hỏi nhiều, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Triệu Bân. Không biết bắt đầu từ lúc nào, trên người hắn có thêm một thứ ma lực khiến cô ta không thể kháng cự nổi. Có lẽ vì quá kinh diễm, cũng có thể vì quá thần bí khiến cô ta không kìm lòng được mà nhìn trộm, cứ nhìn sẽ thấy tâm trí mơ màng. Trong lúc mơ màng, còn thoáng qua chút đau lòng. Với tầm tuổi như hắn, phải kiên định, hiểu biết và can đảm thế nào mới dám trà trộn vào Thiên Tông. Cô ta không phải Triệu Bân, không biết cảm giác gánh theo thù hận trên lưng là thế nào. Cô ta chỉ biết, Cơ Ngân đeo mặt nạ ra người, chắc hẳn phải sống rất mệt mỏi. Sống vì thù hận nên lúc nào cũng là diễn kịch, dù chỉ là bất cứ sơ hở nào cũng có thể khiến hắn gặp phải tai ương. Nếu đại hạ định bảo vệ Tử Y Hầu, người định thế nào, sẽ đối đầu với đại hạ à? Long Phi hỏi. Sẽ, Triệu Bân điềm tĩnh đáp. Vậy ngươi, sẽ giết ta ư? Long Phi lý nhí hỏi. Không đâu, Triệu Bân nốc một ngụm rượu. Câu này khiến Long Phi sướng âm ỉ trong lòng, suýt nữa lao tới ôm hắn mà hôn. Trên thực tế, Triệu công tử còn nửa câu sau chưa nói ra, trói lại không tốt hơn à? Nếu đại hạ định bảo vệ Tử Y Hầu, hắn không ngại trói Long Phi lại, tìm đại hạ đòi tiền chuộc, mà đưa tiền rồi hắn cũng không thả người, cho ngươi ghê tởm chết luôn. Thánh tử, bệ hạ cho mời người. Đúng lúc này, một lão già tóc trắng bạc phơ cười khà khà ghé tới. Triệu Bân cất kính viễn vọng, sải bước đi, dù sao cũng phải nể mặt hoàng đế. Lập đại công như thế, Long Chiến phải thưởng hắn chút báu vật. Long Phi cũng thu hồi tầm mắt, định đi cùng hắn, nhưng bị lão già tóc trắng ngăn cản, ngụ ý rất rõ ràng, bệ hạ chỉ mời Cơ Ngân, còn công chúa, hay là cứ đứng đây hóng gió đi. Long Phi xoa mặt, rất lúng túng. Đến khi xuất hiện lần nữa, Triệu Bân đã ở bên trong doanh trướng. Trong trướng, ngoại trừ Long Chiến còn rất nhiều lão già khác, thống soái Ngự Long cũng góp mặt. Tham kiến các vị tiền bối, Triệu Bân chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ, mấy lão già này đồng loạt mỉm cười, thái độ khi nhìn Triệu công tử rất ưng mắt. Nhân tài năm nào cũng có, đại hạ nhiều lắm, nhưng được như người này thì cả vạn năm chẳng thấy một. So với các lão bối thì sắc mặt của Long Chiến có vẻ xa xăm. Hoàng đế của đại hạ ghi thù lắm đấy, ở đế đô, suốt ngày ông ta muốn trói Hoàng Phi lại rồi treo lên cây phơi nắng vài ngày. Vợ mình mà ông ta còn thù dai như vậy chứ nói gì tới Cơ Ngân, cái tên kỳ cục này, dám lấy gậy gõ đầu ta. Triệu Bân ho khan, đêm đó ra tay hơi nặng xíu. Nhưng hắn không hối hận. Nếu cho hắn thêm cơ hội nữa, hắn còn gõ mạnh hơn. Người từng bị Hoàng Phi đánh, có ai mà không da dày thịt béo. Khả năng chịu đòn của Hoàng đế không tầm thường, gõ vài cái không hề gì, chết làm sao được. Khụ khụ. Thống soái Ngự Long khẽ ho một tiếng, tiện thể liếc mắt nhìn Long Chiến. Long Chiến hiểu ý, bấy giờ mới thu bớt lửa giận, hỏi Triệu Bân, thành ra lập thất chưa? Bẩm rồi, Triệu Bân trả lời rất dứt khoát. Trước, tiếp, rồi sao, mấy lão già có mặt ở đó, bao gồm cả Long Chiến đều nhướng mày rất cao, chén trà đưa tới bên miệng cũng phải ngừng lại, ánh mắt nhìn Triệu Bân rất kỳ lạ. Tên này có vợ rồi, không thể nào. Bộ phim dài 80 tập kia đã lan truyền khắp đại hạ, không thấy hắn thành hôn mà. Có thê tử thật, thống soái Ngự Long dò hỏi. Có, mấy người. Một người, Triệu Bân buột miệng nói. Sau đó hắn bổ sung thêm, hai người. Bởi vì khi hắn nói hắn có một vợ, chiếc nhẫn ma không khỏi rung lên, dường như diệu ngữ muốn chạy ra. Thế này, các lão bối ho khan một tiếng, đồng loạt nhìn về phía Long Chiến. Long Chiến xoa mi tâm, vốn định nạp Cơ Ngân làm phò mã, nào ngờ tên này có vợ rồi, đã vậy còn hẳn hai vợ, thế nghĩa là Long Phi nhà hắn phải làm tiểu tam hả? Triệu Bân đảo mắt nhìn một vòng, ánh mắt cũng rất lạ. Mấy lão già này, nửa đêm nửa hôm điều tra hộ khẩu à? Ta là người lập đại công nhé, báu vật đâu? Lấy ra đây. Hay là, người ra ngoài dạo chơi trước, thống soái Ngự Long cười khà khà. Đúng vậy. Ra ngoài dạo chơi đi, đêm nay phong cảnh rất đẹp, mấy lão già cũng mỉm cười vuốt râu.
Triệu công tử hít một hơi thật sâu. Hoàn cảnh này không hợp để chửi thề. Hắn bỏ đi. Mấy lão già trong doanh trướng xoa mi tâm. Một mối nhân duyên quá tốt, sao hắn lại có vợ rồi chứ? Đàn ông mà, tam thê tứ thiếp rất bình thường. Qua hồi lâu mới có một lão già thong dong nói. Câu này thốt ra đảm động đồng loạt nhìn Long Tri Ân, sắc mặt Long Chiến càng thêm xa sầm, nói thì cử nói, nhìn ta làm gì muốn nhìn muốn cười, đây là những lời được thể hiện ra qua thái độ của mấy lão già. Nghĩ cũng đúng, có hoàng đế nào của mấy vương triều lớn trên mảnh đất này mà không tam cung lục viện, 72 phi tần đâu. Chỉ có mỗi hoàng đế đại hạ là độc nhất vô nhị, chỉ có mỗi một vợ, người không biết còn tưởng thận ông ta có vấn đề nữa. Nói thật, thận của Long Chiến được lắm, nhưng chỉ sợ nửa đêm, đang ngủ lại bị hoàng phi bóp chết thôi, nhiều lúc cưới sư thúc của mình cũng rất bất tiện. Tan họp, Long Chiến phất tay rồi quay đầu bỏ đi. Thân là hoàng đế, nửa đêm nửa hôm, phải chịu đựng cả một bụng lửa hừng hực, nhất là mấy lão già đó còn ép ông ta phải nhịn. Trước đây, bất kể ai cưới vợ bé thì cũng đều gửi thiệp mời cho ông ta, cũng không biết là vì tiền mừng hay là vì muốn chọc tức nữa. Có gì đặc biệt à, cưới vợ bé cũng mời ta làm gì, bà nội nó. Lần sau mời tiếp, mấy lão già tiền bối đều vuốt râu, hạ giọng nói. Vì Long Chiến, bọn họ phải cưới thêm vài người, không mời ai hết, chỉ mời hoàng đế thôi, cho ngươi tức chết. Ta có cần phải ra thánh chỉ không, Long Chiến vừa đi vừa lẩm bẩm. Thánh chỉ gì đây, hiển nhiên là ban bố chế độ một vợ một chồng. Ai dám cưới thêm thì lôi ra thiến. Bên này, Triệu Bân đã quay về lều trướng. Từ rất xa, hắn đã nhìn thấy một người đang lang thang trước lều trướng của mình. Đấy là Long Phi, cô ta thấy hắn quay lại thì không kiềm được, hỏi ngay, phụ hoàng tìm ngươi làm gì hả? Ăn no dỗi việc thôi, Triệu Bân tùy tiện đáp. Có điều, khi thấy mắt Long Phi bốc hỏa thì hắn lại sửa lại, điều tra hộ khẩu. Hắn nói như vậy ngược lại càng làm cho Long Phi tức giận hơn, dám chắc tên này đang nói tào lao với mình. Phần thưởng đã nói trước đó đâu. Triệu Bân bất mãn, đi thẳng vào trong lều trướng. Ma xui quỷ khiến thế nào, Long Phi cũng vào theo. Sau đó, có một cánh tay thò vào trong, lôi ngược cô ta ra. Đương nhiên đó là Long Chiến. Trai đơn gái chiếc, nửa đêm nửa hôm vào đó làm gì? Long Phi thè lưỡi, cô ta chỉ muốn nói chuyện thôi mà, đâu có làm gì đâu. Long Chiến không quan tâm. Nói chuyện cũng được. Nhưng chỉ sợ nói chuyện ở trên giường thôi, nói một hồi thì thành tiểu tam luôn. Theo lý mà nói, chuyện của hậu bối thì ông ta không nên can thiệp vào. Nhưng Cơ Ngân là người đã có vợ, vậy lại là chuyện khác. Đêm càng lúc càng khuya. Biên quan phía Bắc vẫn đang tất bật. Đối diện, phía đằng xa, biên ải của Vương Triều Hắc Long cũng bận rộn không kém, họ đang xây lại tường thành. Dường như hai bên hiểu được ý nhau nên tạm thời ngừng chiến. Đại hạ cần thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức. Vương Triều Hắc Long không chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức mà còn đang chờ Cơ Ngân chết. Nếu Cơ Ngân không chết, bọn họ thật sự không dám đánh nữa, chẳng những không dám đánh mà còn phải thủ vệ biên quan chặt chẽ hơn. Trong lều trướng, Triệu Bân ngồi xếp bằng, tĩnh tâm hít thở. Long Phi bị thương, hắn cũng vậy, vì biến to hết sức nên thể phách đã bị thương. Mà Trường Sinh Quyết lại vô tác dụng với những vết thương này. Phải mất thời gian điều dưỡng rất lâu. Keng! Đột nhiên, có tiếng đàn thấp thoáng vang lên. Triệu Bân nghe thấy thế thì bất giác mở mắt, không biết tiếng đàn từ đâu nhưng bên trong âm thanh lại có một ma lực đáng sợ, khiến cho lòng dạ người nghe rối bời. Kỳ lạ hơn là chỉ có mình hắn nghe thấy tiếng đàn này. Vậy câu hỏi đặt ra là rốt cuộc ai đang đánh đàn giữa đêm khuya? Là môn chủ La Sinh Môn. Còn về việc tại sao chỉ có mỗi mình Triệu Bân nghe thấy thì đó là vì có cấm chế. Không sai, trên người Triệu Bân có cấm chế của cô ta. Trước đây, Triệu Bân đã giết chết một phân thân của cô ta, tại thời khắc đó cấm chế đã có. Thứ được gọi là cấm chế kia chính thứ có thể khiến người có cấm chế sẽ nghe thấy khi tiếng đàn cất lên, có nghĩa ai không có thì không nghe được âm thanh. Buồn ngủ quá. Triệu Bân lẩm bẩm rồi liên tục lắc đầu. Khi nghe tiếng đàn đó, đôi mắt sâu thẳm của hắn dần dần mất đi ánh sáng, nghe càng lâu thì càng buồn ngủ, nó đang từ từ nhấn chìm tinh thần của hắn. Hắn đã ngã xuống, chìm vào giấc ngủ say. Sau đó đã có rất nhiều người đến, khi thấy hắn ngủ thiếp đi thì không làm phiền nữa. Không biết đến lúc nào,
một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi hương phụ nữ đầy mê hoặc. Đối diện, phía đằng xa, biên ải của Vương Triều Hắc Long cũng bận rộn không kém, họ đang xây lại tường thành. Dường như hai bên hiểu được ý nhau nên tạm thời ngừng chiến. Đại hạ cần thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức. Vương Triều Hắc Long không chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức mà còn đang chờ cơ ngân chết. Nếu cơ ngân không chết, bọn họ thật sự không dám đánh nữa, chẳng những không dám đánh mà còn phải thủ vệ biên quan chặt chẽ hơn. Trong lều chướng, Triệu Bân ngồi xếp bằng, tĩnh tâm hít thở. Long Phi bị thương, hắn cũng vậy, vì biến to hết sức nên thể phách đã bị thương. Mà Trường Sinh Quyết lại vô tác dụng với những vết thương này, phải mất thời gian điều dưỡng rất lâu. Keng! Đột nhiên, có tiếng đàn thấp thoáng vang lên. Triệu Bân nghe thấy thế thì bất giác mở mắt, không biết tiếng đàn từ đâu nhưng bên trong âm thanh lại có một ma lực đáng sợ, khiến cho lòng dạ người nghe rối bời. Kỳ lạ hơn là chỉ có mình hắn nghe thấy tiếng đàn này. Vậy câu hỏi đặt ra là rốt cuộc ai đang đánh đàn giữa đêm khuya? Là môn chủ La Sinh Môn. Còn về việc tại sao chỉ có mỗi mình Triệu Bân nghe thấy thì đó là vì có cấm chế. Không sai, trên người Triệu Bân có cấm chế của cô ta. Trước đây, Triệu Bân đã giết chết một phân thân của cô ta, tại thời khắc đó cấm chế đã có. Thứ được gọi là cấm chế kia chính thứ có thể khiến người có cấm chế sẽ nghe thấy khi tiếng đàn cất lên, có nghĩa ai không có thì không nghe được âm thanh. Buồn ngủ quá. Triệu Bân lẩm bẩm rồi liên tục lắc đầu. Khi nghe tiếng đàn đó, đôi mắt sâu thẳm của hắn dần dần mất đi ánh sáng, nghe càng lâu thì càng buồn ngủ, nó đang từ từ nhấn chìm tinh thần của hắn. Hắn đã ngã xuống, chìm vào giấc ngủ say. Sau đó đã có rất nhiều người đến, khi thấy hắn ngủ thiếp đi thì không làm phiền nữa. Không biết đến lúc nào, một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi hương phụ nữ đầy mê hoặc. Môn chủ của La Sinh Môn đã đến, cô ta tiến vào trong lều trưởng của Triệu Bân như một bóng ma. Thân pháp của cô ta kỳ lạ khó đoán hơn nữa còn không để lại khí tức khi di chuyển, bởi vậy nên không có ai trong lều trướng phát giác ra cô ta. Phải biết rằng, cô ta không chỉ là môn chủ của La Sinh Môn mà còn là cao thủ cảnh giới thiên và thực thụ với sở trường ám sát. Đương nhiên tốc độ và khả năng ẩn nấp không tầm thường, nếu như muốn, cô ta có thể nhẹ nhàng giết chết Hoàng đế Đại Hạ mà không hề bị phát hiện. Có điều, cô ta có đạo đức nghề nghiệp. Không có ai thuê giết Long Chiến thì cô ta sẽ không giết ông ta. Soạt. Cô ta đến nhanh mà đi cũng nhanh. Cô ta còn xách theo một con lợn, à không đúng, là một người. Ai thế, là Triệu Công Tử. Hắn thật sự rất được nể mặt khi được môn chủ La Sinh Môn đích thân đến bắt. Mà việc cô ta đích thân, hiệu quả tất nhiên không phải bình thường, từng khúc nhạc đưa người vào mộng đẹp. Bắt người vô cùng dễ dàng. Lúc đến, không ai phát giác, khi đi, chẳng ai phát hiện. Đêm tối mờ mịt. Rừng cây trong đêm càng âm u hơn. Trong núi có rất nhiều cây cổ thụ và cây cổ cong. Cách mấy ngày, Triệu Công Tử lại bị treo lên cây trở lại, đong đưa theo gió. Môn chủ La Sinh Môn đứng dưới tàng cây. Cô ta giống như một người đang xem khỉ, đứng phía dưới quan sát Triệu Bân, ánh mắt của vô cùng lạnh lùng, tinh tường và sâu thẳm. Ánh mắt nhìn Triệu Bân không chỉ lạnh lùng mà còn có chút kinh ngạc. Không ngờ tên nhóc này không chỉ có đan hải, võ hồn mà còn có cả tiên lực. Đan hải và võ hồn là hai thứ chỉ cao thủ cảnh giới thiên võ mới có, còn tiên lực là thứ mà cảnh giới thiên võ muốn có cũng không được. Đương nhiên, những điều này không phải là tuyệt đối. Người sở hữu huyết mạch đặc biệt cũng có thể mở đan hải hoặc võ hồn và tôi luyện được tiên lực, chẳng hạn như Hoàng Phi Vũ Linh của Đại Hạ. Nhưng tên này không có huyết mạch đặc biệt, sao thể phách lại biến dị được như thế? 9 phần tiên lực của hắn còn tinh túy hơn cả Hoàng Phi Vũ Linh, cộng thêm thần thú Kỳ Lân, thiên nhãn tuấn thân và khả năng tái sinh nữa, phải nói là thiên tài không đâu có được. Hèn gì lại khó giết đến vậy, cô ta đích thân đi bắt là một quyết định đúng, tên này là một thiên tài, e rằng ngoài cảnh giới thiên võ ra thì không ai hạ được hắn. Gào, gào. Tiểu Kỳ Lân gầm gừ, ánh mắt giận dữ. Nhưng nó không nhảy ra, một là vì không ra được, hai là bởi nó cũng không dám, vì cô gái này rất đáng sợ. Thánh thú Kỳ Lân, danh bất hư truyền. Môn chủ La Sinh Môn khẽ nói, dường như cô ta nhìn thấy được Tiểu Kỳ Lân. Hoặc cũng có thể là cô ta đã thấp thoáng nghe được tiếng Tiểu Kỳ Lân kêu gào, chắc là một con Kỳ Lân non. Lúc cô ta nhìn thì Triệu Bân đã tỉnh lại, đầu óc choáng váng. Đến khi hắn tỉnh táo trở lại thì mới ngây ra.
mẹ kiếp, lại bị treo lên cây rồi sao? Sau vài lần giãy giụa, hắn bị phong ấn cứng ngắc. Đến lúc này, hắn mới nhìn sang môn chủ La Sinh Môn. Lần nhìn này suýt chút nữa khiến hắn tè ra quần, đây là cao thủ thiên võ, dù đeo mặt nạ bằng tử ngọc, tuy không để lộ ra chút khí tức nào, nhưng căn cơ không lừa nổi người khác, tuyệt đối là cao thủ thiên võ hàng thật giá thật. Và lại, còn là loại phong hoa tuyệt đại cơ. Trong mấy người phàm trần mà hắn quen, không một cô gái nào có thể sánh ngang với cô ta, trong đó cũng bao gồm cả Hoàng Phi Vũ Linh. Người phụ nữ trước mặt hắn quá mạnh và đáng sợ, dù không hiển lộ uy thế áp đảo cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng đè nén. Cô ta đứng dưới ánh trăng như một u linh, ý cảnh huyễn mộng như một bóng ma khiến toàn thân cô ta giống hệt một bông hoa tắm trong sương mù. Triệu Bân đảo qua vài suy tính trong đầu, nhớ lại chuyện trước đó. Hắn đang ngồi thiền trong doanh trướng ở biên cương phía bắc thì nghe thấy tiếng đàn rất kỳ dị, sau đó rơi vào mộng cảnh, tới khi tỉnh lại đã bị treo tại đây. Bây giờ nhìn lại, tiếng đàn kia là của người phụ nữ này, cũng là vị cao thủ thiên võ này bắt hắn tới đây mà không hề kinh động tới bất cứ ai, đến cả hắn cũng mơ mơ màng màng trúng chiêu. Ngươi là, môn chủ La Sinh Môn, Triệu Bân nhíu mày hỏi. Trong đám võ tu địa tạng, người có thể khiến ta phải đích thân ra tay, ngươi là kẻ đầu tiên, môn chủ La Sinh Môn hờ hững. Đường đường là cao thủ thiên võ, bắt nạt hậu bối như thế này có hợp lý không, Triệu Bân lại giãy giụa kịch liệt. Diêm La mặt quỷ đâu, môn chủ La Sinh Môn giơ bàn tay lên, trên ngón tay thon như ngọc có tia sáng mỏng manh quấn xung quanh, ngụ ý của điều này rất rõ ràng, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi, nếu không, lão nương sẽ đục một lỗ trên trán ngươi. Vẫn còn sống. Triệu Bân không giãy giụa nữa, giãy nữa cũng vô dụng. Phong ấn của môn chủ La Sinh Môn đâu dễ phá như thế được, nhưng câu hỏi của ả đàn bà này chợt khiến hai mắt hắn lóe sáng. Diêm La mặt quỷ vẫn còn trong tay hắn, đây là một nước cờ có thể giúp hắn sống sót. Thủy hỏa phán quan thì sao, môn chủ La Sinh Môn lại hỏi. Cái gì mà thủy hỏa phán quan, Triệu Bân giả bộ nghi hoặc, tới lúc quan trọng hắn vẫn phải diễn, chứ chẳng lẽ nói với môn chủ La Sinh Môn là thủy hỏa phán quan của nhà ngươi đã bị ta tiêu diệt ở mộ của vua Âm Nguyệt từ một năm trước rồi à? Môn chủ La Sinh Môn không đáp lời. Sau đó là một đợt máu bắn ra. Cô ta thực sự chọc một lỗ máu trên cơ thể của Triệu công tử. Triệu Bân đau đến mức nhe răng nhếch miệng. Chứ không thì làm sao được gọi là cao thủ thiên võ chứ, một ngón tay của môn chủ La Sinh Môn cũng rất phi thường, sát ý của cô ta ẩn chứa một thứ sức mạnh thần bí, đến cả năng lực tái sinh của Trường Sinh Quyết cũng khó phục hồi được, đồng thời thứ sát ý này còn biến thành một tia sáng quấn quanh miệng vết thương, tiêu hủy tinh khí của hắn. Ngươi giết ta ta cũng không biết, Triệu Bân chửi ầm ĩ. Không thể thừa nhận. Chuyện này không thể thừa nhận. Hai sát thủ cấp chữ thiên bị chôn trong tay hắn, lỡ như môn chủ La Sinh Môn tức giận, có thể sẽ thực sự tiêu diệt hắn. Khẩu quyết tâm pháp của năng lực tái sinh. Môn chủ La Sinh Môn khẽ mấp máy môi, cô ta không ngốc, toàn chọn thứ tốt thôi. Không có, Triệu Bân trả lời đanh thép. Môn chủ La Sinh Môn không nói, lại giơ ngón tay lên, tiếp tục đục lỗ máu cho người nào đó. Bí pháp này không truyền ra ngoài. Phụt. Tiền bối, đừng ép ta chửi thề. Phụt. Có gì từ từ nói. Phụt. Đây là một cuộc đối thoại rất lạ kỳ. Nói đúng hơn, căn bản không có đối thoại, mỗi khi Triệu công tử nói một câu, môn chủ La Sinh Môn sẽ chọc hắn một cái, mỗi ngón tay là một lỗ máu, máu tươi thắm đỏ cực kỳ chói mắt. Dừng, ta truyền. Triệu Bân nhè răng nhếch miệng, gương mặt cực kỳ xa xầm. Vị này nói thế nào cũng không chịu, chỉ mới một loáng đã chọc cho hắn mười mấy lỗ. Mười mấy lỗ máu đấy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ biến thành cái sàng mất. Môn chủ La Sinh Môn cuối cùng cũng dừng lại. Mà Triệu công tử cũng giữ lời hứa, hắn thực sự truyền bí quyết. Thế nhưng bí quyết của hắn đã sửa đổi một chút, từ rất lâu về trước đã sửa xong rồi. Lỡ như ngày nào đó hắn bị bắt, lỡ như bị dùng hình để tra khảo. Hắn có thể đem ra để lừa người khác. Dùng cho đêm nay cũng rất thích hợp. Môn chủ La Sinh Môn lấy được bí pháp, bèn ngồi xuống dưới gốc cây. Để phân biệt độ thật giả của bí thuật, cô ta còn âm thầm diễn hóa một phen. Kết luận rất ổn, không có gì sai sót. Sao không nhìn xem ai là người sửa đổi, không phải là không sai, chỉ là ngươi không nhìn ra chỗ sai thôi. Thiên phú của cô ta cũng rất đáng gờm. Chí ít thì trong mắt Triệu Bân, cực kỳ đáng sợ.
Chưa đầy nửa canh giờ, môn chủ La Sinh Môn đã mở mắt, lầm bầm nói, bi pháp thật xiên điệu. Nói rồi, cô ta tự rạch một vết trên cổ tay mình. Trường sinh quyết xoay chuyển, vết máu kia nhanh chóng khép lại. Chua hét. Sau vết máu đó, cô ta giận dữ hủy luôn một ngón tay của mình. Đợi khi lưu chuyển trường sinh quyết, ngón tay mọc lại trong thời gian ngắn, nghiễm nhiên vượt xa phạm vi của khả năng khôi phục, đúng chuẩn là năng lực tái sinh. Phụt. Rắc. Phụt. Sau đó, cô ta thử lại hết lần này đến lần khác, hoặc là rạch nát cánh tay, hoặc là bẻ gãy ngón tay, cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Ai biết thì biết cô ta đang thử bí pháp, ai không biết còn tưởng cô ta có sở thích tàn tật ấy chứ. Thử, thử nhiều vào. Triệu Bân không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn. Trường sinh quyết bản nhái không thể luyện bừa được, dùng nhiều, ai khó chịu là biết ngay. Dưới gốc cây, môn chủ La Sinh Môn vẫn đang thử. Nếu không làm sao lại là cao thủ thiên võ chứ, cô ta quá cẩn thận, vừa thử vừa tự diễn hóa. Vãn bối ta, rất là giữ chữ tín đấy, Triệu Bân tỏ ra rất nghiêm chỉnh. Môn chủ La Sinh Môn cuối cùng cũng ngừng, cô ta mở miệng, thiên cháo hộ thể. Sư phụ ta nói, làm người không được quá tham lam, sẽ bị báo ứng đấy, Triệu Bân trầm ngâm nói. Vậy ngươi có truyền hay không, ngón tay của môn chủ La Sinh Môn lại lóe lên ánh sáng. Nếu ta truyền rồi, ngươi có thả ta không? Vậy phải xem ngươi có nghe lời không? Không được chơi xấu đâu nhé, Triệu Bân nói rồi tiết lộ bí quyết. Tất nhiên, cũng đã được sửa đổi. Giống như hắn dự tính, ả đàn bà này không thèm giữ chữ tín. Có được thiên cháo hộ thể mà cũng không có ý định thả hắn. Bước phong thần. Truyền. Đao phách thiên trảm. Truyền. Thuật độn thổ. Truyền. Hai người này cũng rất thú vị, một người nghiêm túc đòi bí pháp, một người nghiêm túc truyền đạt. Môn chủ La Sinh Môn không chừa thứ gì, càng nhiều càng ít. Triệu công tử cũng là người thành thật, chẳng có gì mà hắn không dạy. Chẳng qua, bí pháp mà hắn truyền dạy toàn là bản nhái. Cái gọi là bản nhái, ban đầu chẳng sao hết, luyện nhiều rồi, cảm giác mới không ổn. Không thể bắt một người rồi bóc lột người ta đến chết chứ. Nguyệt thần thở dài, một bản nhái là đủ rồi, nhiều bản nhái như vậy không tẩu hỏa nhập ma mới là lạ. Môn chủ La Sinh Môn cũng thật là, tu vi cảnh giới không thấp, dung mạo cũng xinh đẹp nhưng lại thiếu chút thông minh. Nói tới cùng thì cũng là do môn chủ La Sinh Môn quá tự tin, cô ta tự tin rằng chỉ cần suy diễn thì có thể lĩnh hội được, nhưng thật ra xét về khả năng lĩnh hội thì đẳng cấp của cô ta không thể nào bằng Triệu Bân, còn không xem hắn là đồ nhi nhà ai chứ. Đừng làm quá. Lời nói của Nguyệt Thần rất có ý tứ, lỡ như sau này người ta thành thê tử của ngươi thì sẽ khó khăn lắm, nói không chừng còn khiến cho người ta mang nội thương không chữa được, ảnh hưởng đến nhiều phương diện quan trọng, nói tóm lại là mất nhiều hơn được đó. Đã truyền cho tiền bối nhiều như vậy thì tiền bối cũng nên thả ta ra chứ, Triệu Bân giãy giụa nói. Đã truyền nhiều như vậy thì chắc cũng không ngại truyền thêm một bộ nữa chứ, môn chủ La Sinh Môn cười nói. Mẹ ta nói đúng, nữ nhân càng xinh đẹp thì càng xấu xa. Thế mẹ ngươi không căn dặn rằng không nên nói đạo lý với nữ nhân sao? Dù sao cũng là tiền bối, sao lại không biết xấu hổ như thế chứ, Triệu Bân làm bộ tức giận nói. Bớt nhiều lời vô nghĩa đi, mau giao bí pháp thiên nhãn thuấn thân ra đây. Tiền bối không có thiên nhãn thì cần bí pháp này làm gì chứ? Ngươi cũng quá xem thường ta rồi, môn chủ La Sinh Môn khẽ nói, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia sáng yêu dị. Triệu Bân thấy vậy liền nhíu mày. Môn chủ La Sinh Môn cũng có thiên nhãn. Thảo nào cô ta lại hứng thú với bí pháp thiên nhãn thuấn thân. Vậy thì hãy thương lượng đi, sau khi ta truyền cho tiền bối bí pháp thì tiền bối phải thả ta ra, Triệu Bân tỏ ra nghiêm túc nói. Cũng được, môn chủ La Sinh Môn khẽ nói. Nói truyền liền truyền. Đối với chuyện hãm hại người khác thì Triệu công tử không bao giờ khách khí. Bí pháp thiên nhãn thuấn thân mà hắn truyền lại cũng chỉ là một bản nhái. Bên trong có rất nhiều lỗ hổng. Tha ta ra, sau khi truyền lại bị pháp thì Triệu Bân lại dây dụa nói. Môn chủ La Sinh Môn làm như không nghe thấy, chỉ ngồi một chỗ lĩnh hội bé pháp, mặc kệ Triệu Bân có chức bởi như thế nào cũng không hề phân ứng lại, rõ ràng cô ta đã bịt tại để không kết nối với thế giới bên ngoài nữa, tai không nghe tâm không phiền, lúc đó mới có thể tình tâm linh hội bé pháp, nếu như cô ta có thể học được thiên nhân thuần thân thì dưới cấp tiên làm gì có ai là đối thủ của cô ta nữa.
thật lâu sau cô ta mới mở mắt ra. Mà lúc này trông Triệu Bân cũng rất hào hứng. Thiên nhãn thuấn thân không phải là bí pháp bình thường, nó là bí pháp không gian. Bí pháp không gian không thể sử dụng tùy tiện, nếu như không cẩn thận thì hậu quả sẽ rất đáng sợ. Thuấn thân, môn chủ La Sinh Môn đứng vững rồi khẽ quát lên một tiếng. Cô ta vừa dứt lời thì đã thật sự biến đi, hoặc là nói toàn thân cô ta đã biến mất. Mất đi đâu, tất nhiên là mất ở đâu đó trong không gian mà thôi. Không gian là một nơi tốt, dễ đến khó đi. Thử nghĩ xem, làm gì có kẻ nhàn rỗi nào lại tự chạy vào trong vết cắt không gian. Nếu như không cẩn thận thì kẻ đó sẽ bị lực không gian cắt thành thịt nát, cho dù là cường giả thiên võ cũng không thể chịu nổi. Ta thật cơ trí. Nhìn thấy môn chủ La Sinh Môn biến mất, Triệu Bân liền nhếch miệng cười. Xem đi, những bí pháp liên quan đến không gian không thể tùy tiện dùng, dùng không cẩn thận liền mất xác ngay. Chuyện này cũng không thể trách hắn, là do nữ nhân kia cứ nhất quyết muốn học những thứ mà mình không nên học. Thế là hắn đã giải quyết xong được một rắc rối, tiện tay còn hãm hại được môn chủ La Sinh Môn. Tú Nhi đã từng nói, ai cũng có thể hãm hại được. Hại người một lần đã sảng khoái, hại người nhiều lần càng sảng khoái hơn. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn hắn, lời này là do bà đây đã từng nói hay sao? Mà cô ta có từng nói hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng là toàn thân môn chủ La Sinh Môn đã biến mất chỉ trong nháy mắt. Nguyệt Thần chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn thấy rõ ràng tiểu nha đầu xinh đẹp kia thật sự bị hãm hại rất thảm. Phá cho ta! Triệu Bân quát lớn một tiếng, tiên lực mãnh liệt dâng trào. Tuy nhiên, cấm chế của môn chủ La Sinh Môn quá mạnh khiến cho hắn nhất thời không thể phá được. Nhưng chuyện đó cùng không thành vấn đề, hắn còn có phân thân đang trên đường tới đây. Vì muốn giữ mạng cho nên đi tới đâu hắn cùng để lại một phân thân. Chẳng qua lần này hắn bị bắt bất ngờ cho nên không kịp trở tay, phân thân mà hắn biến ra cùng đang ở khoảng cách quá xa veo. Đột nhiên từ trong bóng đêm lại truyền tới tiếng gió rít dữ dội. Triệu Bân nghe thấy tiếng gió rít thì liền cau mày, hắn đang bị phong ấn chết cứng ở đây, cảm giác của võ hồn cũng đã bị phong ấn cho nên hắn không biết kẻ nào đang tới. Mặc dù vậy thì đó tuyệt đối không phải là môn chủ La Sinh Môn. Những cường giả thiên võ đều có khí tức đặc biệt, vừa thấy liền biết, nhưng kẻ đang tới hiển nhiên không có được khí tức đó. Ma sát. Triệu Bân lẩm bẩm, hắn đã ngửi được mùi ma sát. Sau vài giây, hắn lại nheo mắt lẩm bẩm, không đúng, đây là một tà ma. Phán đoán của hắn không hề sai, đó chính là một tà ma. Trong lúc hắn đang chăm chú quan sát thì đã có một thân ảnh chậm rãi bước ra từ trong bóng đêm. Triệu Bân vừa nhìn thấy kẻ bước ra thì liền cả kinh, không thể trách hắn, chỉ vì kẻ vừa bước ra là một người mà hắn quen, nữ soái quân Xích Diễm. Chính xác mà nói thì đó là nữ soái đã bị tà ma khống chế. Chuyện này chỉ cần nhìn hình thái của nữ soái là biết, mái tóc nữ soái đã hóa thành màu đỏ và rối tung, ngay cả con người cũng chuyển màu đỏ tươi, bên trong ánh mắt chỉ có sự lạnh lẽo mà không có chút tình cảm nào, toàn thân tràn đầy tà khí cùng ma sát, thoạt nhìn trong y hệt một đại ma đầu. Khí tức lúc mạnh lúc yếu, lúc mạnh thì mang theo uy áp của cường giả thiên võ, lúc yếu thì mang theo uy áp của cường giả chuẩn thiên đỉnh phong. Sao lại ra ngoài rồi? Triệu Bân sững sờ, nếu như hắn nhớ không lầm thì nữ soái lúc này đáng ra phải ở trong đại địa linh mạch mới đúng, nữ soái ra ngoài từ lúc nào mà lại còn bị tà ma khống chế? Chuyện này Hoàng Phi Vũ Linh có biết hay không? Lúc này, một dự cảm chẳng lành lại đột nhiên nảy sinh trong lòng hắn. Nữ soái đã ra ngoài được, vậy thì có nghĩa là Hoàng Phi Vũ Linh đã gặp bất trắc. Nhưng giờ phút này hắn cũng không có tâm tình đi lo lắng cho Hoàng Phi. Đúng là xui xẻo, vừa mới thoát khỏi môn chủ La Sinh Môn thì lại gặp tà ma nữ soái. Đã hơn nửa đêm mà chim chóc cứ liên tục kéo đến. Số hắn cũng lạ, không trúng vận đào hoa thì thôi, vừa trúng vận đào hoa thì đi đến chỗ nào cũng gặp nữ nhân. Cơ Ngân, ta tìm ngươi lâu lắm rồi. Tà ma nữ soái nở nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ. Từ khi rời khỏi đế đô cô ta đã đi khắp thiên hạ tìm Cơ Ngân nhưng không hề nghĩ tới hắn lại chạy đến biên quan phía bắc. Làm sao ngươi tìm được ta? Triệu Bân vừa giãy giụa vừa hỏi. Hắn phải giãy giụa, bị phong ấn như thế này cũng không thể dùng sức chiến đấu. Tà ma nữ soái muốn giết hắn dễ như trở bàn tay cho nên hắn phải ra sức kéo dài thời gian, bất luận thế nào thì cũng phải chờ được phân thân chạy tới.
lúc này hắn mới cảm thấy có chút hối hận vì đã hãm hại người trước đó quá sớm. Nếu như môn chủ La Sinh Môn còn ở đây thì chắc chắn đại chiến sẽ nổ ra giữa cô ta và tà ma nữ soái. Chuyện đó không quan trọng. Tà ma nữ soái chậm rãi đi tới, nụ cười càng lúc càng âm trầm. Trên lòng bàn tay của cô ta đã hiện lên một lốc xoáy, hẳn là một loại bí pháp cắn nuốt. Nói cách khác, cô ta dường như đang muốn ăn tươi nuốt sống Triệu Bân. Triệu công tử thấy vậy thì càng giãy giụa kịch liệt. Lúc này hắn mới cảm thấy môn chủ La Sinh Môn tốt hơn nhiều. Nếu có thể hãy trở lại cứu ta đi. Trong một thời gian ngắn chắc chắn không thể ra được. Nguyệt thần liếc mắt nhìn vào trong không gian, thấy vị kia vẫn còn đang giãy giụa ở bên trong. Giờ phút này cho dù môn chủ La Sinh Môn có ra ngoài được thì cũng không phải là đối thủ của tà ma nữ soái. Tại sao? Bởi vì có kẻ nào đó đã hãm hại người ta rất thảm, cho dù người ta có thể nhặt được một mạng quay về thì cũng sẽ bị trọng thương dữ dội. Ngươi không muốn biết bí mật của ta hay sao? Triệu Bân cười nói. Chỉ cần nuốt ngươi xong thì chuyện gì ta cũng biết, tà ma nữ soái nanh ác cười nói. Ngươi còn nhớ Sở Vô Xương hay không? Triệu Bân nhẹ giọng nói. Hắn vừa nói ra lời này thì trong mắt của tà ma nữ soái đã hiện lên một tia chật vật. Không sai, đó chính là ý chí của Sở Lam, sau khi nghe thấy tên của cháu mình thì thần trí chớp mắt sống lại. Nói cách khác, Sở Lam đang đối kháng với tà ma ở bên trong. Nhưng sự đối kháng yếu ớt này hoàn toàn không đáng kể, cũng chỉ trong chớp mắt thì đã bị tà ma áp chế. Vô Xương ở trên trời có linh thiêng. Hay là để ta tấu cho ngươi nghe khúc Vô Xương. Nói thực ra ngươi chưa từng quên được Sở Vô Xương. Triệu công tử liên tục nói, không câu nào là không nhắc đến Sở Vô Xương. Hắn không phải nói chỉ để cho vui mà là đang muốn kích động Sở Lam thức tỉnh. Nếu như Sở Lam còn ngủ tiếp thì tà ma kia nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn không cần Sở Lam chiến thắng tà ma, chỉ cần có thể kéo dài thêm thời gian là được. Nhưng cho dù hắn có kích động cỡ nào cũng vô dụng. Tà ma vẫn mạnh hơn Sở Lam. Mỗi một lần Sử Lam đối kháng đều bị tà ma mạnh mẽ áp chế xuống. Nhưng dù sao những lời kích động của hắn cũng đã tranh thủ được một ít thời gian quý báu để phân thân chạy đến tiên lực của người thuộc về tà ma nữ soái âm hiểm cười nói, ma chật lạnh lên đã đến rất gần mục tiêu. Triệu Bân cười lạnh, ma chảo còn chưa kịp chạm đến hắn thì hắn đã biến mất trong nháy mắt. Thuật triệu hoán ngược lại một lần nữa cứu thoát hắn. Tà ma nữ soái nhất thời cả kinh. Đây là tình huống gì vậy? Một người lớn sờ sờ lại đột nhiên biến mất vào hư không. Phụt, Triệu Bân đã thoát ra cách đó mấy ngàn trượng. Đáng tiếc phong ấn trên người hắn vẫn chưa được giải. Bí pháp không gian khá lắm. Xa xa đã truyền đến tiếng quát lạnh lùng của tà ma nữ soái. Đó là một vấn đề lớn. Tà ma đã xác định được và khóa vị trí của Triệu Bân. Ta lại trốn. Triệu Bân nói rồi lại biến mất. Trải qua lần truyền tống này thì phong ấn có phần được nới lỏng do vết rách không gian, nếu như hắn có thể truyền tống thêm vài lần nữa thì phong ấn sẽ hoàn toàn bị phá, tuy nhiên thời gian eo hẹp, mặc dù hắn có phân thân cũng không kịp thi triển triệu hoán ngược. Đi đâu? Tà ma nữ soái quát lớn và đã đánh tới hướng này. Triệu Bân nghiến răng quay đầu bỏ chạy vừa cố gắng phá phong ấn. Phong ấn đã dần được nới lỏng, chuyện phá được nó chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng vấn đề lớn hơn là tà ma nữ soái đã khóa chặt hắn, còn không cho hắn có thời gian để thở. Vèo, vèo. Hai người lần lượt biến mất vào bóng tối. Ngay sau đó lại có tiếng gầm giống vang lên, tà ma nữ soái đang vừa truy đuổi vừa tung chiêu với Triệu Bân. Phụt. Không lâu sau khi hai người rời đi thì đã có một bóng đen đẫm máu rơi ra khỏi không gian. Không cần nói thì cũng biết bóng đen đó chính là môn chủ La Sinh Môn, cũng may cô ta mạng lớn. Tuy còn sống nhưng hết sức chật vật, toàn thân bị vết rách không gian tạo ra rất nhiều vết thương. Ngoài ra, trên vết thương còn có u quang do lực không gian đáng sợ lưu lại hóa diệt tinh khí của cô ta khiến cho vết thương rất khó khép miệng. Cơ ngân. Môn chủ La Sinh Môn quát lên một tiếng lạnh như băng, lảo đảo đứng không vững. Cô ta đã đánh giá thấp Thánh Tử Thiên Tông, không ngờ hắn lại dám lừa gạt cô ta. Chờ đó cho ta. Môn chủ La Sinh Môn nói. Ngay lập tức khoanh chân ngồi xuống. Thương tích quá nặng, phải chữa thương trước. Cô ta vận hành trường sinh quyết. Cô ta vừa vận hành trường sinh quyết thì lực tái sinh liền sinh ra nhưng hỗn loạn vô cùng, chẳng những hỗn loạn mà còn tự sinh ra lực hủy diệt âm thầm phá hỏng căn cơ của cô ta. Phụt!
Môn chủ La Sinh Môn lại phun máu, không biết là do trọng thương hay là do phẫn nộ tột cùng. Cô ta đường đường là môn chủ La Sinh Môn, cường giả thiên võ hàng thật giá thật nhưng lại bị một tiểu võ tu cảnh giới địa tạng lừa gạt, thậm chí còn không chỉ lừa gạt một lần, trước là thiên nhãn thuấn thân, sau lại là vạn pháp trường sinh quyết. Nếu như cô ta đoán không sai thì những bí pháp mà Cơ Ngân truyền cho cô ta đều có chỗ sơ hở chết người. Chuyện đó khiến cho cô ta kinh ngạc bởi vì cô ta có nhãn giới của cường giả thiên võ nhưng trước đó lại không hề phát hiện. Cũng may là nội tình của cô ta đủ hùng hậu mới có thể thoát ra khỏi vết rách không gian, nhưng phản vệ mà thiên nhãn thuấn thân cùng trường sinh quyết giả gây ra đã khiến cho những vết thương của cô ta càng trở nên trầm trọng hơn, đúng là họa vô đơn chí. Các ngươi thất thủ cũng không có gì lạ. Môn chủ La Sinh Môn thầm nói, cô ta đang nói đến thủy hỏa phán quan cùng với Diêm La mặt quỷ. Ngay cả cô ta còn bị hãm hại thê thảm thế này thì đừng nói đến các sát thủ cảnh giới chuẩn thiên. Cơ Ngân chẳng những có thể chịu đòn tốt mà mưu kế hãm hại người khác cũng xuất quỷ nhập thần. Tại một khu rừng u tịch, tiếng nổ lớn vang lên đã phá tan sự yên lặng của khu rừng. Ngẩng đầu nhìn lên trời có thể thấy vết rách không gian đã mở ra và có những người đã rơi ra khỏi vết rách không gian, họ đều là lão già, tình trạng không có thảm nhất chỉ có thảm hơn, ai cũng đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, cả người đầy vết thương chảy máu đầm đìa. Có người ngã trên mặt đất đập vào tảng đá lớn, có người lại mắc kẹt trên cành cây. Nếu có người của Thiên Tông ở đây thì họ nhất định sẽ nhận ra. Nếu có người của Hoàng tộc ở đây thì nhất định cũng sẽ nhận ra. Đây không phải là Hắc Huyền cùng Bạch Huyền lão đạo hay sao? Cả hai đều là người của Phủ Linh Lung, cùng thế hệ với Linh Lung và đều là cường giả chuẩn thiên. Tại sao bọn họ lại rơi ra khỏi vết rách không gian? Chuyện này nói ra thì rất dài. Trước đây khi Cơ Ngân rơi vào soát hồn đại trận của tứ đại pháp sư hộ quốc và bị phong ấn trong rừng Trúc Thiên Tông thì hắn đã đột nhiên biến mất, khi nghe được tin tức của hắn lần nữa thì hắn đã ở ngoài biên quan Đông Nam, lúc đó bọn họ chính là những người được hoàng tộc cùng Thiên Tông phái đi biên quan tiếp ứng Cơ Ngân nhưng trên đường đi lại bị lạc đường tới một sa mạc. Bọn họ lạc trong sa mạc hơn nửa năm cũng không tới nơi, vậy mà trong nháy mắt bọn họ lại bị lạc đến đây chỉ trong một trận bão cát. Ôi! Mấy lão già chật vật bò dậy, nhè răng trợn mắt vẻ bị ngà rất đau, đầu óc ông chấn động, người có nội tình yếu còn đang âm cây họ ra máu, bạn họ đã lớn tuổi, thể lực không tốt lại rơi vào cảnh không gian thay đổi bọn họ còn muốn đến biên quan tiếp viện Cơ Ngân nhưng lại cứ bị lạc đường mai. Chuyện sau đó đúng là một lời khó nói hết, đây là biên quan phía bắc sao?